chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện tác thần bí phúc túi, làm tô tiểu noãn xuyên qua nông gia, thành không cha đau tiểu đáng thương. Không quan hệ, tỷ có tu tiên hệ thống nơi tay, linh dược linh thủy tất cả đều có thả xem tô tiểu noãn ngược ra cha giúp mẫu thân sủng tỷ muội dưỡng sủng vật dẫn dắt cả nhà làm giàu nàng cuộc sống gia đình chính quá đến hô mưa gọi gió lại một không cẩn thận trêu chọc đến muộn tao đại lão tô tiểu ấm đỡ eo khóc không ra nước mắt tướng quân cầu buông tha nhãn nhẹ nhàng làm ruộng văn sủng văn chương một xuyên qua nông gia tô tiểu noãn chỉ cảm thấy chính mình đầu choáng váng hôn trầm trầm ý thức như là vô căn lục bình ở một mảnh xám xịt sương mù trung bay tới thổi đi tô kiên ngươi vì bên ngoài nữ nhân hại chết chính mình thân sinh nữ nhi ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi từ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt không còn liên quan đây là tô tiểu noãn mất đi ý thức phía trước nghe được cuối cùng một câu tô kiên là ai thanh âm này bi thương phụ nữ lại là ai tô tiểu noãn không kịp tự hỏi liền trước mắt tối sầm ngất đi cục đá thôn nhấc tay đầu một cái lụi bại tiểu viện Tường viện là một vòng thưa thất thấp bé rào tre, vây quanh bên trong tam giang tiểu phá nhà tranh, cùng một cái lạng lều, nóc nhà trường cỏ dại, tường đất loan lỗ cũ xưa, tự hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đi, phòng trong truyền đến áp lực tiếng khóc, đều là nương vô dụng, nương liền chính mình hài tử đều bảo hộ không được, noãn nha đầu, nương thực xin lỗi ngươi a. À. Thân xuyên màu xám áo vải thô thôn phụ ghé vào mép giường khóc trống, nàng sợi tóc hỗn độn, khóc hồng đôi mắt sưng thành hạch đào, ở bên người nàng còn có một lớn một nhỏ hai cái xanh sao vàng vọt nha đầu, ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn trên giường đã không có sinh lợi người lau nước mắt, thông phụ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cơ hồ muốn khóc ngất xỉu đi. Lúc này, mắt sắc tiểu nha đầu phát hiện, trên giường thiếu nữ tự hồ động một chút ngón tay, nương, đại tỷ, nhị tỷ tỷ động, nhị tỷ không chết. Tiểu nha đầu vội vàng đứng lên, dùng khô gầy tay nhỏ đẩy đẩy phụ nhân, phụ nhân có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời không nghe minh bạch nữ nhi ý tứ, đãi phản ứng lại đây lúc sau, gấp hướng đầu giường nhìn lại, thủy. Thủy. Tô tiểu noãn đầu đau muốn nứt ra, tảng lớn không thuộc về nàng ký ức mạnh mẽ rót vào nàng trong ốc. Đãi ký ức đình chỉ dũng mãnh vào, nàng mới dần dần thức tỉnh lại đây, ít hầu chỗ làm ngứa làm nàng không cấm trên rỉ ra tiếng, để ta đi lấy nước. Vẫn là tuổi tác lớn hơn một chút cái kia nha đầu phản ứng mau, dùng tay áo tùy tiện lau nước mắt, liền đứng dậy đi cấp tô tiểu noãn đổ nước, gầy hoàng khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy nước mắt, biểu tình lại là vui mừng cao hứng. Một cái lỗ thủng chén bể đưa tới tô tiểu noãn bên miệng, nàng bị phụ nhân từ trên giường đỡ ngồi dậy, nuốt mấy ngụm nước sau, giọng nói cuối cùng dễ chịu rất nhiều, suy nghĩ cũng dần dần thanh minh. Phụ nhân uy xong thủy, tiểu tâm mà đỡ tô tiểu noãn nằm xuống nghỉ ngơi, tránh đi nàng trên trán miệng vết thương, lại giúp tô tiểu noãn dịch dịch chăng, noãn nha đầu, ngươi cảm giác thế nào, đau đầu không đau, tô tiểu noãn suy yếu mà mở to mắt, nhìn về phía trước mắt một lớn hai nhỏ, cường xả ra một mặt ý cười nói, nương, đại tỷ, tiểu muội ta không có việc gì, ông trời phù hộ, Phật tổ hiển linh, nương tiểu noãn A, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không nương đời này đều không thể tha thứ chính mình, phụ nhân nước mắt mãnh liệt, lôi kéo tô tiểu noãn nói hảo một thời gian lời nói, dây lát gian nghĩ tới cái gì, xoay người đem hai đứa nhỏ ra bên ngoài đẩy, tiểu noãn mới vừa tỉnh, các ngươi trước đi ra ngoài, đừng quấy rầy nàng, nương này liền đi thỉnh lang trung, nhà ở nội thực mau an tỉnh xuống dưới, tô tiểu noãn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu sửa sang lại chính mình ký ức, nàng xuyên qua, xuyên qua thành một cái cùng nàng cùng tên nông thôn tiểu nha đầu, còn có một cái tỷ tỷ tô tiểu hân, cùng một cái muội muội tô tiểu tình, không nghĩ tới một lần võng mua, thế nhưng đem nàng đưa tới nơi này, tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, tô tiểu noãn không thể không phun tào một câu, thật thảm, nguyên chủ phụ thân tô kiên là cục đá thôn duy nhất một cái tú tài, mẫu thân Bạch Thị lại cần lao có thể làm, theo lý thuyết bọn họ người một nhà hẳn là quá đến không tồi mới đúng, đáng tiếc Tô Kiên ngu hiếu, chuyện gì đều nghe hắn cha mẹ, ở hắn cha mẹ khuyến khích hạ, Tô Kiên đối chỉ sinh ba cái, bồi tiền hóa, vợ cả Bạch Thị mặt sưng mày xỉa, càng là ở bên ngoài lại tìm cái nữ nhân, khi nữ nhân hiện giờ mang thai, theo Lan Trung nói là cái nam hài, cho nên Tô Kiên liền gấp không chờ nổi mà muốn đem vợ cả hưu rớt, còn muốn đem đại A đầu tô tiểu hân cùng nhị nha đầu tô tiểu noãn bán đi, hảo đến chút tiền bạc cưới tân tức phụ, nguyên chủ không nghĩ bị bán đi làm lão nam nhân vợ kế, dưới tình thế cấp bách cư nhiên trực tiếp một đầu đâm chết ở tô gia cửa, yếu đuối tô kiên sợ chính mình tú tài công danh bị liên lụy, sốt ruột mà viết một tờ hưu thư, còn đem vợ cả cùng ba cái nữ nhi đều đuổi đi ra ngoài, tô tiểu noãn thở dài, còn hảo mẫu thân không phải cái loại này tính tình mềm yếu, đương trường cùng tô kiên xé rách mặt, công bố nếu không cho 10 lượng bạc xem bệnh tiền, liền đem việc này bẩm báo huyện thái gia nơi đó, làm huyện thái gia đoạt Tô Kiên công danh, đem hắn hạ ngục, Tô Kiên vì chính mình thanh danh cùng tiền đồ, không thể không cho Bạch thị 10 lượng bạc, mẫu thân cầm bạc, đem nguyên chủ ôm đến cái này không ai muốn tiểu phá trong viện, Thỉnh Lang trung tới trị liệu, nhưng Lang trung còn không có đi vào, nguyên chủ liền tắt thở, lúc này mới có nàng đã đến, trong viện truyền đến Bạch thị cùng Lang trung nói chuyện thanh nghe thanh âm Lan Trung như là không quá nguyện ý lại đây, rốt cuộc hắn phía trước tự mình xem xét quá, Tô Tiểu Noãn xác thật đã chết, nhưng là ở Bạch Thị cùng Tô Tiểu Hân Tô Tiểu Tình tỉ muội xô đẩy thêm khuyên bảo hạ, hứa Lan Trung vẫn là không tình nguyện mà vào được, Tô Tiểu Noãn mới vừa tỉnh lại không có gì sức lực, chỉ là hơi chút động động đầu óc liền chịu đựng không nổi đã ngủ, Lan Trung khi nào khám mạch cũng không biết, hứa Lan Trung thuận thuận râu, nói khẽ với Bạch Thị nói, Bạch gia nương tử, có lẽ là trời cao rủ lòng thương đem tiểu noãn nha đầu lại cho ngươi đưa về tới tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời các ngươi về sau ngày lành còn trường đâu cần phải hảo hảo quá bạch thị hôm nay chịu đựng liên tiếp đã kích hứa lan trung lời này cũng có an ủi nàng thành phần ở bên trong sợ nàng không chịu nổi chính mình đi trước hứa lan trung yên tâm đi liền tính là vì này ba cái nha đầu ta cũng sẽ hảo hảo sống sót lao ngươi chạy như vậy một chuyến uống trước nước miếng đi ta đây liền đi cho ngươi lấy tiền khám bệnh. Bạch thị nghe xong lời này, nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng xoay người dùng tay xoa xoa khóe mắt, đổ chén nước đưa cho Lan Trung, chờ hứa Lan Trung buông chén. Bạch thị đem hôm nay được đến một nửa bạc đều đưa cho hứa Lan Trung, hứa Lan Trung kiên trì không cần nhiều như vậy, hai người cho nhau làm một hồi, cuối cùng hứa Lan Trung cũng chỉ thu nửa lượng bạc, dược liệu quý, hứa Lan Trung lần này cấp tô tiểu noãn khai đều là hảo dược liệu, chỉ thu nửa lượng bạc tương đương với lần này đến không một văn tiền không tránh đến không nói, còn đáp đi vào một ít, Bạch Thị đem hứa Lan Trung ân tình yên lặng ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau có năng lực nhất định phải còn. Cô Tiểu Hân hai chị em đi theo hứa Lan Trung đi trong nhà hắn bắt dược, bắt được trong phòng bếp cẩn thận mà chiên hảo, nói là phòng bếp, kỳ thật chính là rào tre trong viện một cái nhà kho nhỏ, còn sụp cái giác, Bạch Thị đánh thức Tô Tiểu Noãn, đỡ nàng ngồi dậy, một muỗng một muỗng uy dược, ở uy phía trước còn sẽ cẩn thận mà thổi đi nhiệt khí tiểu noãn trước chịu đựng khổ, đem dược uống lên thân mình mới có thể hảo, nương quá hai ngày đi trấn trên cho ngươi mua mức táo ăn, ngoan, như thế đơn giản một câu, thế nhưng làm tô tiểu noãn lập tức rơi lệ, chương hai tu tiên hệ thống, tô tiểu noãn cha mẹ ở nàng khi còn nhỏ liền song song xuất quỷ, ai đều không nghĩ muốn nàng cái này kéo chân sau, cho nhau đem nàng đẩy tới đẩy đi, có thể nói nàng chưa bao giờ cảm thụ quá tình thương của cha tình thương của mẹ, không từng tưởng hiện giờ xuyên qua một chuyến, Thế nhưng làm nàng được đến tha thiết ước mơ tình thương của mẹ. Hơn nữa trong thân thể còn tàn lưu nguyên chủ đối mẫu thân cùng tỷ muội quyến luyến, Tô Tiểu Noãn lòng ngực nháy mắt bị chua xót cảm giác lấp đầy, nhị tỷ như thế nào khóc, có phải hay không dược quá khổ. Nhị tỷ đừng khóc, Tình Nhi đi tìm đường. Tô Tiểu Tình nói nhảy xuống mép giường, bước chân ngắn nhỏ liền phải ra bên ngoài chạy, trở về, nhị tỷ lớn như vậy người, còn bởi vì dược quá khổ rất nước mắt truyền ra đi không được để cho người khác chê cười chết a à, không chuẩn ngươi đi ra ngoài tô tiểu noãn ra vẻ cả giận nói đem tô tiểu tình kêu trở về đường là quý giá đồ vật người bình thường gia có một chút đều tàn đến kín mít tô tiểu tình đến nào đi tìm đường đi bạch đến làm người khi dễ bạch thị thấy nữ nhi khóc nóng bỏng nước mắt cũng nhịn không được ào ào rơi xuống nàng cấp tô tiểu noãn uy dược động tác không ngừng như là tuyên thệ dường như nói mãn nha đầu yên tâm đi nương nhất định sẽ làm các ngươi tỉ muội ba cái quá thượng hảo nhật tử, chúng ta nương mấy cái một lòng, cũng không tin cuộc sống này quá không đi xuống. Tô Tiểu Noãn uống thuốc lúc sau, Bạch Thị mang theo Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Tình đi thu thập nhà chính cùng đông phòng. Các nàng hiện tại trụ địa phương ở vào cục đá thôn nhất Tây Đầu, ly chân núi rất gần, nguyên lai ở nơi này chính là một cái thợ săn, lên núi thời điểm bị giả thú cắn chết, người trong thôn ngại nơi này đen đuổi, không ai dám tới cho nên này phòng ở vẫn luôn không trí đến bây giờ. Bạch thị nhà mẹ đẻ không có cha mẹ, chỉ có một ca ca, nàng mang theo ba cái nữ nhi không địa phương đi, liền tới rồi cái này phá sân ở tạm. Tô Tiểu Noãn mở to mắt, đánh giá một vòng chính mình hiện tại ngủ tây phòng. Trong phòng chỉ có một trương sách hủ bại, thiếu cái chân bàn gỗ, ba cái gồ ghề lồi lõm một đôn, còn có một cái phóng chậu rửa mặt giá gỗ, đều phô một tầng thật dày thổ hôi. Nóc nhà góc kết một mảnh mạng nhện, ngạch cửa mặt sau còn dài quá một mảnh nhỏ cỏ dại, trên người nàng cái cũ chăn mụn vá chồng mụn vá, bên trong bông đều thành đoàn, một chút đều khó giữ được ấm, liền này vẫn là người trong thôn thấy các nàng nương mấy cái đáng thương, hảo tâm cấp đưa tới. Tô gia người đều là động vật máu lạnh, liền một giường chăn cũng chưa cho các nàng lưu, phỏng chừng nhà chính cùng đông phòng cũng là như thế này, các nàng hiện tại trừ bỏ mẫu thân mang đến bạc, cái gì đều không có, thật thật là nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo đến độ mau không có gì ăn. Tuy rằng khốn cùng, nhưng cũng may các nàng bốn cái đã thoát ly tô gia cái kia ổ sói, mẫu thân bị hưu, về sau các nàng cùng tô gia không có nửa điểm quan hệ. Đây là duy nhất làm tô tiểu noãn vui mừng một chút, nếu là trong nhà không chỉ có bần cùng, còn muốn ứng phó một đống cực phẩm thân thích, tô tiểu noãn thật sự không biết nên như thế nào kiên trì đi xuống, ai cũng không có bàn tay vàng gì đó, thật là khổ a à. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước ở một cái thần bí hề hề shop online, hoa vài trăm khối mua cái phút túi, thu được hóa mở ra vừa thấy, chỉ có một lòng bàn tay đại thuần hắc tiểu khối vuông, khi khối vuông hắc đến thuần túy lại quỷ dị, phản phất có thể cắn nuốt vạn vật hắc động giống nhau, nhìn một hồi khiến cho nàng sởn tóc gáy, tô tiểu noãn nhìn không ra khối vuông có cái gì tên tuổi, cuối cùng thử ở khối vuông thượng tích một dọc huyết, không nghĩ tới đã bị đưa tới nơi này, cái kia khối vuông rốt cuộc là cái gì lai lịch, cùng nàng cùng nhau lại đây sao, chủ nhân, ngươi tìm ta sao? trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem tô tiểu noãn hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên giường đất lăn xuống đi, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở ta trong đầu? Tô tiểu noãn theo bản năng che lại đầu, không cẩn thận đụng phải băng gạt phía dưới miệng vết thương, đau đến nàng tê một tiếng, làm sao vậy, noãn nha đầu. Ngoài cửa truyền đến bạch thị lo lắng thanh âm, tô tiểu noãn vội trả lời, ta không có việc gì, vừa rồi nói nói mớ đâu, khụ khụ. Ta là tu tiên người tha thiết ước mơ tu tiên hệ thống, chính là thượng cổ thời điểm đại năng tiêu phí suốt đời tâm huyết luyện chế mà thành, ngươi cơ duyên xảo hợp dưới được đến ta, chính là thiên đại tạo hóa, thanh âm kia làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói, cao ngạo mà nói, tự hồ tô tiểu noãn được đến nó hẳn là cảm thấy thập phần vinh hạnh mới đúng, tô tiểu noãn vô ngữ mà kéo kéo khóe miệng, nếu cái này tu tiên người tha thiết ước mơ tu tiên hệ thống, thanh âm không phải nhuyễn manh nải âm, có lẽ sẽ có vẻ càng uy nghiêm một ít. Ngươi đã là tu tiên hệ thống, vì cái gì đem ta đưa tới cái này bần cùng lạc hậu tiểu sơn thôn? Chẳng lẽ nơi này cũng có thể tu tiên? Tô tiểu noãn phát hiện chính mình có thể sử dụng ý thức cùng nó giao lưu, không cần mở miệng nhưng thật ra bớt việc. Nghe thấy cái này vấn đề, nó cả người khí thế nháy mắt quể oải. Tô tiểu noãn có thể cảm nhận được nó tâm tình, chỉ cảm thấy rất là thú vị. Ngươi nói chuyện A, à, như thế nào không cổ họng, ở tô tiểu noãn truy vấn hạ. Tu tiên hệ thống rút cuộc nhỏ giọng trả lời nàng vấn đề, chỉ là ngữ khí muốn nhiều nhược liền có bao nhiêu nhược, nghe tới liền rất không tự tin, cái kia, ta ngủ say lâu lắm, mang theo ngươi xuyên qua thời điểm, không cẩn thận ra điểm đào ngủ sai, không cẩn thận lạc đường, cuối cùng không cẩn thận mang theo ngươi tới rồi nơi này. Nơi này giống như không thể tu tiên, nói xong lời cuối cùng, hệ thống thanh âm cơ hồ nhỏ đến nghe không thấy, tô tiểu noãn nghe xong, đống giác thiên lôi cuồn cuộn, có như vậy không phụ trách nhiệm hệ thống sao một cái tu tiên hệ thống mang theo ký chủ tới rồi một cái không thể tu tiên thế giới còn có so này càng thê thảm sao cái kia ngươi trước đừng có gấp ta dò xét qua nơi này không khí tuy rằng không có linh lực nhưng chung quanh trên núi lại là có linh vật đến lúc đó ngươi tìm được linh vật ta giúp ngươi hợp thành linh thủy linh đan ngươi ăn vào lúc sau cũng có thể tăng lên tu vi chính là chậm một ít có lẽ là đã nhận ra tô tiểu noãn buồn bực tâm tình Hệ thống vội vàng giải thích, Tô Tiểu Noãn tâm tình lúc này mới bình phục một ít, nàng ra vẻ hoài nghi hỏi: "Những cái đó linh thủy, linh đan có thể có ích lợi gì, tác dụng nhưng lớn, linh thủy cấp bậc càng cao, đối thân thể trợ giúp lại càng lớn." Liền tính chỉ là sơ cấp linh thủy, cũng có thể làm người cường thân kiện thể, tinh thần dư thừa, linh đan chủng loại liền càng nhiều, có thuần thú đan, tẩy tủy đan, linh khí đan, còn có đủ loại chữa thương đan, giải độc đan tác dụng nhưng lớn đâu. Quả nhiên, bị Tô Tiểu Noãn hoài nghi ngữ khí kích thích đến hệ thống, bùng bùng nói một đống lớn, sợ bị Tô Tiểu Noãn xem thường. Tô Tiểu Noãn tâm tình nháy mắt từ âm chuyển tình, có linh thủy linh đan, nàng là có thể giúp mẫu thân cùng tỷ muội điều trị thân thể, nói không chừng còn có thể đem dư thừa linh vật cầm đi bán, nếu là tương lai có một ngày nàng thật có thể tu luyện, còn có thể bảo hộ người nhà, này thật là bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự. Qua không thể tưởng được ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Tô Tiểu Noãn kinh ngạc cảm thán nói, có cái này tu tiên hệ thống, Tô Tiểu Noãn đối tương lai tràn ngập tin tưởng, khụ khụ, ký chủ mới tới dị thế, hệ thống khen thưởng ngươi hai quả đang dược, một quả chữa thương đang, một quả thuần thú đang. Hệ thống thẹn thùng mà khụ hai tiếng, nó vừa dứt lời, Tô Tiểu Noãn liền nhìn đến chính mình trong tay nhiều một cái bình thuốc nhỏ, chương ba vương đại tẩu tử, nàng hiện tại chính chịu thương, này cái chữa thương đang có thể nói là mưa đúng lúc, nhưng tô tiểu noãn dây lát tưởng tượng, chữa thương đang ăn liền không có, vạn nhất mẫu thân cùng tỷ tỷ muội muội khi nào bị thương liền không có đang dược ăn, tô tiểu noãn tính toán đem chữa thương đang cùng thuần thú đang trước phóng lên, chủ nhân, hệ thống khen thưởng đang dược, chỉ có thể dùng ở trên người của ngươi, người khác dùng là không có hiệu quả, nhận thấy được tô tiểu noãn tính toán, hệ thống kịp thời ra tiếng nhắc nhở, chủ nhân có thể yên tâm dùng chỉ cần chủ nhân nhiều đi trên núi vài lần, về sau sẽ có càng nhiều càng tốt chữa thương đan. Tô Tiểu Noãn nghĩ nghĩ, vẫn là đem chữa thương đang ăn đi xuống. Nàng hiện tại nằm ở trên giường, cái gì sống đều làm không được, uống thuốc còn phải bỏ tiền, hoàn toàn thành cái trói buộc. Sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo, cũng hảo giúp mẫu thân giảm bớt gánh nặng, chữa thương đang vừa vào khẩu, Tô Tiểu Noãn liền nhận thấy được trong bụng ùa vào một cổ dòng nước ấm, theo dòng nước ấm lan tràn đến toàn thân, nàng cả người thật giống như ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, thoải mái đến sở hữu lỗ chân lông đều muốn mở ra, trên trán miệng máu nhanh chóng khép lại, chỉ qua vài giây, trên đầu đau đớn liền giảm bớt rất nhiều, đình, nhưng đừng đem khẩu tử hoàn toàn trị hết a. À. Tô Tiểu Noãn dưới đáy lòng khẩn cầu, như vậy đại một cái miệng vết thương, đột nhiên thì tốt rồi, không được đem nàng mẫu thân dọa nhảy dựng, cũng may chữa thương đang hiệu quả không như vậy thần kỳ, khẩu tử khép lại hơn phân nửa lúc sau liền dừng. Tô Tiểu Noãn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, hệ thống khen thưởng chữa thương đang cấp bậc tương đối thấp, cho nên không thể đem thương thế của ngươi toàn bộ chữa khỏi. Hệ thống thanh âm có chút hạ xuống, làm tốt chịu chủ nhân của trách chuẩn bị, không có việc gì không có việc gì, như vậy vừa lúc. Tô Tiểu Noãn ngữ khí nhảy nhót, âm thầm may mắn, hệ thống không rõ Tô Tiểu Noãn vì cái gì còn thật cao hứng bộ dáng, chẳng lẽ là vì an ủi chính mình, nghĩ đến này khả năng, hệ thống cảm động không thôi, trước kia nó đều là bị ký chủ trở thành công cụ, không nghĩ tới lần này ký chủ tốt như vậy, còn sẽ thay nó suy nghĩ. Vì thế, hệ thống cùng tô tiểu noãn chi gian, có như vậy một cái mỹ diệu hiểu lầm, khi cái này thuần thú đang ta như thế nào giấu đi đâu. Tô tiểu noãn có chút buồn rầu, trên giường đất trừ bỏ cái chăn cùng phía dưới phô chiếu tử liền cái gì đều không có, tàng nào đều không thích hợp, chủ nhân, hệ thống có thể giúp ngươi gửi đồ vật, bất quá tạm thời chỉ có cả hai cùng tồn tại phương mễ lớn nhỏ không gian, kia thật tốt quá, ngươi giúp ta thu hồi đến đây đi." Tô Tiểu Noãn vừa dứt lời, trong tay dược bình đã không thấy tâm hơi, nàng trong đầu xuất hiện một mảnh sạch sẽ tiểu không gian, bình ngọc lặng lặng mà đặt ở cái kia tiểu trong không gian mạch, Bạch thị mang theo hai cái nữ nhi đem đông phòng cùng nhà chính quét tước đến không sai biệt lắm, liền đem Tô Tiểu Noãn nâng tới rồi tương đối sạch sẽ đông phòng, sau đó lại đem tây phòng quét tước sạch sẽ. Sắc trời dần tối, Bạch Thị mang theo nữ nhi cuối cùng đem cái này lụi bại tiểu viện tử trong ngoài quét tước sạch sẽ. Mẹ con mấy người đều thật cao hứng, tuy rằng nhà ở cũ nát, nhưng tốt xấu có cái che mưa trắng gió qua, Bạch Mùi Tử, Bạch Mùi Tử, nhà ngươi nhị nha đầu hảo điểm không? Một cái trung niên đại thẩm dẫn theo cái rổ, đứng ở các nàng da rào tre ngoài cửa hô lớn, Bạch Thị nhìn đến nàng, bước nhanh đi tới cửa mở cửa làm nàng tiến vào, nhà ta noãn nha đầu khá hơn nhiều, vương đại tẩu tử, người mau tiến vào. Vương đại tẩu tử là bạch thị ở cục đá trong thôn số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất, nàng làm người giảng dị thiện lương, nhất không thể gặp tô gia người kia phó tiểu nhân đắc chí máu lạnh vô tình sắc mặt, chỉ vào chính mình gia ra cái tú tài, liền không đem tức phụ hài tử đưa người xem. Nàng hôm nay sớm mà đi trấn trên, trở về mới nghe nói tô gia phát sinh sự, vội vàng buông đồ vật, từ trong nhà cầm điểm ăn đưa tới. Bạch thị đem vương đại tẩu tử mang vào đông phòng, Vương đại tổ tử vừa thấy đến nằm ở trên giường đầu triền băng gạt Tô tiểu noãn, liền nhịn không được tức giận mắng lên, muốn ta xem này Tô gia người một nhà, đều là ăn thịt người uống người huyết lớn lên quái vật, ta ông trời, liền chính mình thân khuê nữ đều bỏ được bán, này vẫn là người sao? Bạch muội tử, lúc trước nếu không phải ngươi của hồi môn, hắn Tô Kiên từ đâu ra tiền đi khảo tú tài. Khi đậu tú tài lão gia, liền khinh thường chúng ta từ trong đất bào thực chân đất, nháo muốn cưới trấn trên hảo cô nương. Ta phi, bạch thị rủ đầu đứng ở một bên, không biết nên như thế nào nói tiếp. Vương đại tẩu tử trong lòng nhảy dựng, cho rằng bạch thị còn niệm cùng tô kiên phu thê ân tình, chạy nhanh bắt lấy bạch thị cánh tay khuyên nhủ, ta nói trắng ra muội tử, ngươi sẽ không trong lòng còn nhớ thương cái kia vương bác dê con đi. Hắn chính là vì cưới bên ngoài tao chân, muốn đem ngươi hai cái thân khuê nữ bán cho người làm vợ kế, ngươi ngàn vạn đừng lại nghĩ hắn. Vương đại tẩu tử tưởng chỗ nào vậy, ta hôm nay bị hưu, đã không phải hắn tô gia người, còn tưởng hắn làm cái gì, hắn tùy ý hắn nương hắn ca tẩu dai ma ta ta nhịn, hắn ở bên ngoài tìm cái nữ nhân ta cũng nhịn, nhưng hắn muốn đem nữ nhi của ta bán, ta chính là dẫn theo dao phay đem bọn họ cả nhà đều chém cũng không thể đồng ý, bạch thị kích động mà nói, hốc mắt đỏ lên, ngũ quan thậm chí đều có chút vặn vẹo, nhưng tô tiểu noãn lại cảm thấy mẫu thân là trên thế giới tốt nhất người, nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Bạch thị vì các nàng tỉ muội ba cái, Cam Nguyện bối thượng bị hưu thanh danh, Cam Nguyện một người mang theo ba cái hài tử vất vả bị liên lụy kiếm ăn. Chỉ bằng lần này xuyên qua làm nàng có tốt như vậy mẫu thân, Tô Tiểu Noãn đánh tâm nhãn cảm kích trời cao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạch muội tử ngươi cần mẫn có thể làm, Hân nha đầu làm một tay hảo theo sống, Đoản nha đầu cùng Tình nha đầu cũng là cần mẫn người, các ngươi cả nhà kính hướng một chỗ xử. Sau đãi ở tô gia cái kia hổ lan trong ổ cường đến nhiều. Vương đại tẩu tử vui mừng mà vỗ vỗ bạch thị tay, nói đều là đào tâm hoa tự nói. Tô tiểu hân nghe vương thẩm nhắc tới chính mình, đem trong tay mới vừa đảo một chén nước đưa cho vương thẩm, ánh mắt kiên định đối bạch thị nói, nhị muội muội bị thương còn không có hảo, ta về sau không làm theo sống, cùng mẫu thân cùng nhau lên núi đào rau dại, ở nhà làm việc chiếu cố nhị muội muội. Bạch thị cha cũng là tú tài, khi còn nhỏ sinh hoạt giàu có, Bạch thị riêng học quá mấy năm theo sống, Tô Tiểu Hân từ nhỏ đi theo Bạch thị học một tay hảo theo sống, hơn nửa nàng thông tuệ lại chịu hạ công phu, hiện tại 15 tuổi nàng, theo ra tới túi tiền khăn tay hoa văn phức tạp, sinh động như thật, trấn trên thật nhiều tiểu thư đều cướp muốn, Tô gia cũng không làm Tô Tiểu Hân làm việc nặng, không phải thiện tâm, là sợ tay nàng ma thô ráp, không có biện pháp theo những cái đó tinh xảo nguyên liệu, liền không có biện pháp cho các nàng Tô gia kiếm tiền. Tới rồi Tô Tiểu Noãn sinh ra thời điểm, Tô gia người căn bản không cho nàng cơ hội học tinh xảo theo sống, chỉ làm nàng học cơ bản nhất khâu khâu vá vá. Tô Tiểu Noãn 7, 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu uy heo uy gà giặt quần áo, trong nhà việc nặng đều ném ở nàng cùng Bạch thị trên người. Tô Tiểu Tình cũng là giống nhau, không thiếu bị Tô gia kia toàn gia người sai sử. Theo lý thuyết Tô Tiểu Hân tiếp tục làm theo sống mới có thể nhiều kiếm chút tiền, nhưng hiện tại các nàng gia chỉ có mẫu thân một người lo liệu khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, Tô Tiểu Hân liền nghĩ dứt khoát không theo khăn, làm việc tốn sức cũng giống nhau có thể kiếm tiền, cả nhà tay đều mọc đầy vết chai, liền nàng chính mình tay hảo hảo dưỡng, tuy nói khô gầy, nhưng tốt xấu non miệng. như vậy nàng trong lòng cũng không phải tư vị, Tô Tiểu Noãn nửa dựa vào trên tường, nhìn về phía Tô Tiểu Hân nói, đại tỷ, ta ngủ một giấc đã khá hơn nhiều, không dùng được hai ngày là có thể xuống giường giúp nương làm việc. Nói nữa, nhà ta hiện tại không gà không heo cũng không như vậy bao lớn lão gia muốn hầu hạ không nhiều ít việc làm ngươi an tâm làm ngươi theo sống đừng hạt nhọc lòng chương bốn ban đêm người tới tô tiểu noãn cân nhắc một có cơ hội nàng liền đi trên núi tìm hệ thống nói linh vật phối ra linh thủy linh đang giúp người nhà điều trị thân thể lại thuần hóa một cái giả thú tới giúp các nàng giữ nhà kỳ thật tô tiểu noãn trong lòng nhất hy vọng có thể bắt một con lão hổ kia mới uy phong bảo đảm không ai dám đánh các nàng gia chủ ý, chính là lão hổ quá thấy được, nói không chừng các nàng người một nhà sẽ bị trở thành quái vật, bị thôn dân đuổi ra đi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiểu lan tương đối thích hợp, hoặc nhìn cùng chó con không sai biệt lắm. Đã có thể giữ nhà hộ viện, còn sẽ không chọc người hoài nghi, hân nha đầu, người khó khăn học một thân hảo theo sống, sao có thể liền như vậy ném. Người an tâm ở nhà làm theo sống, cũng có thể cấp trong nhà thêm điểm tiền thu, về sau gã cho người liền hướng về phía ngươi này bản lĩnh, cũng không ai dám làm ngươi làm việc nặng. Vương Đại Tẩu tử lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, đây đều là bọn im nông dân cầu đều cầu không được, ngươi nhưng đừng nhặt tiểu nhân, ném đại. Bạch Thị Vương chính mình thô ráp tay cấp Tô Tiểu Hân nhìn thoáng qua, vỗ vỗ nàng bả vai, thương tiếc mà nói, nương biết ngươi là vì cái này gia hảo, nhưng ngươi nhìn xem nương tay, một dính lên việc nặng, đời này liền không cơ hội chạm vào hảo nguyên liệu, nương bị Tô Gia Giai Ma thành như vậy, nói gì cũng không thể làm ngươi đi nương đường xưa. Lúc trước vô luận nàng như thế nào đau khổ cầu xin, tô gia người chính là không muốn làm tiểu noãn cùng tiểu tình học theo sống, nói là lãng phí bố cùng kim chỉ, có kia thời gian rỗi không bằng nhiều đi làm điểm sống, cấp người trong nhà giảm bớt gánh nặng. Cũng may tô tiểu hân làm theo cầm cố chút tiền bạc, tô gia người thấy được chỗ tốt, lúc này mới nguyện ý không cho nàng làm việc nặng, bằng không tô tiểu hân cũng đến bị bức làm đại nhân sống. Đúng vậy, đại tỷ, chúng ta đều biết ngươi là thiệt tình thích theo thùa, cũng không thể bởi vì nhất thời xúc động, chính mình đem lộ làm hỏng. Tô Tiểu Noãn hiện tại kỳ thật đã có thể xuống giường, chỉ là nàng mới vừa bị như vậy trọng thương, nhanh như vậy liền khôi phục có vẻ quá kỳ quái, cho nên nàng tính toán quá hai ngày liền xuống giường, bồi mẫu thân làm một ít nhẹ nhàng sống, chậm rãi lại tiếp nhận trọng một chút sống. Ba người thay phiên khuyên vài lần, Tô Tiểu Hân mới đánh mất từ bỏ theo sống ý niệm. Ai nha, ngươi xem ta chỉ lo nói chuyện đem chính sự cấp đã quên đây là nhà ta kia nha đầu lạc bắp bánh bột ngô ta cho các ngươi mang tới mấy trương còn có mấy cái trứng gà ngươi cấp hài tự nấu bổ bổ thân mình vương đại tẩu tử lúc này mới nhớ tới chính mình còn mang theo đồ vật nàng đem rổ mặt trên vải đỏ mở ra lộ ra bên trong trứng gà cùng một chồng kim hoàng bắp bánh vương đại tẩu tử đem rổ đẩy cho bạch thị bạch thị vội vàng chối từ đại tẩu tử ngươi cũng quá khách khí nhà của chúng ta gì đồ vật cũng không có, nhưng không hảo bạch thu ngươi, liền bởi vì ngươi trong nhà không đồ vật, ta mới cho ngươi đưa tới. Chính ngươi đói một ngày không có việc gì, tổng không thể làm hài tử đi theo đói bụng đi. Chờ nhà ngươi noãn nha đầu dưỡng hảo thân mình, ngươi trả ta mấy cái bánh bột ngô là được. Vương Đại Tẩu Tử trực tiếp đem rổ nhét vào Bạch Thị trong lòng ngực, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, không cho Bạch Thị cự tuyệt cơ hội. Bạch Thị vừa nghe nàng nhắc tới chính mình ba cái hài tử, lập tức cũng không hề chống đẩy, yên lặng đem nàng ân tình ghi tạc trong lòng. Bắt bánh bột ngô là không đáng giá tiền, nhưng là trứng gà quý giá, Vương đại tẩu tử cố ý chỉ nói làm còn bắt bánh bột ngô, chính là niệm nhà nàng không có tiền không mà lại không nam đinh, riêng tới giúp nàng, lại không nghĩ làm nàng vẫn luôn nhớ ân tình. Tô Tiểu Noãn ở hiện đại cũng là hơn 20 tuổi người, tự nhiên cũng có thể xem hiểu Vương thẩm một phen hảo ý, Bạch thị buông rổ, đuổi theo ra đi đem Vương đại tẩu tử tiễn đi ở cửa lại nói một hồi lâu lời nói mới trở về. Ta đi bếp thượng đem bánh bột ngô hâm nóng, chúng ta bốn cái đem bánh bột ngô ăn coi như cơm chiều, lại cấp noãn nha đầu nấu hai cái trứng gà ăn. Các ngươi cần phải nhớ kỹ các ngươi vương thẩm ân tình, chúng ta khó thành như vậy, nàng còn tới cấp chúng ta tặng đồ, nàng là cái thiện tâm người tốt. Bạch thị từ trong rổ cầm bốn trương bắp bánh cùng hai cái trứng gà, đem dư lại giấu ở cái bàn phía dưới, liền phải đi trong viện phòng bếp nấu cơm, nương ngươi nhiều lấy hai trương bánh bột ngô đi không đủ ăn tô tiểu noãn vừa thấy nàng chỉ lấy bốn trương liền đoán được mẫu thân là tưởng các nàng một người ăn một trương các nàng ba cái hài tử ăn một trương có thể ăn no nhưng là mẫu thân nàng một cái đại nhân nhưng không đủ ăn hơn nữa mẫu thân hôm nay bận việc một ngày một bữa cơm còn không có ăn đâu một chiếc bánh tử chỉ đủ lót lót bụng bạch thị cho rằng tô tiểu noãn đói bụng từ cái bàn phía dưới đem rổ móc ra tới lại cầm hai trương bánh bột ngô bắp bánh bột ngô là trước tiên làm tốt, phóng bếp thượng hâm nóng là có thể ăn, thực mau bạch thị liền nâng một sọt nóng hôi hổi bắp bánh vào nhà, tô tiểu tình nhặt lên một trương nóng hầm hập bánh bột ngô, chạy đến tô tiểu noãn mép giường đưa cho nàng, nhị tỷ mau ăn, ăn no mới có thể hảo lên, bánh nhiệt, tô tiểu tình dọc theo đường đi đều ở đổi xuống tay lấy, nhưng mặc dù như vậy, tay nhỏ vẫn là bị năng đỏ, tô tiểu noãn trong lòng chảy quá một đạo dòng nước ấm, chạy nhanh đem bắp bánh tiếp nhận tới, dùng một cái tay khác xoa xoa muội muội đầu tóc, tiểu muội thật ngoan. Tô Tiểu Tình lúc này mới cao hứng mà trở lại trước bàn, cầm trương bánh từng ngụm từng ngụm mà gặm lên. Bắp bánh vừa vào khẩu, Tô Tiểu Noãn mặt liền khổ lên, cùng kiếp trước thơm ngọt mềm mại bắp bánh hoàn toàn không giống nhau. Tuy là trước tiên làm tốt trong lòng chuẩn bị, Tô Tiểu Noãn vẫn là bị bắp bánh thô ráp vị kinh ngạc tới rồi, cắn ở trong miệng lại làm lại ngạnh, một chút cũng không ngọt, nuốt xuống đi thời điểm còn sẽ cộm giọng nói ở tô tiểu noãn trong mắt khó có thể nuốt xuống bắp bánh mẫu thân cùng đại tỷ tiểu muội lại ăn đến mùi ngon đây là bởi vì các nàng trước kia ở tô gia thời điểm ăn nhiều nhất chính là không có nhiều ít mễ nước cơm cùng bắp hồ đồ bắp bánh loại này kháng đói lương khô ở tô gia chỉ có nam nhân có thể ăn thượng tô tiểu noãn dưới đáy lòng ám hạ quyết định nàng nhất định phải làm mẫu thân cùng đại tỷ tiểu muội đều quá thượng hảo nhật tử làm cả nhà đều có thể ăn thượng cơm no miễn cưỡng ăn hơn phân nửa trương bắp bánh bột ngô, tô tiểu noãn liền rốt cuộc ăn không vô, ồn ào muốn bạch thị đem trong tay non nửa khối bánh bột ngô lấy đi, noãn nha đầu, sao không nhiều lắm ăn chút, ngươi chỉ ăn nửa trương bánh bột ngô sao có thể hành, ăn xong bánh lại đem này hai cái trứng gà ăn. Bạch thị không nghe nàng, lại hướng nàng trong tay tắt hai cái trứng gà, tô tiểu noãn khóc không ra nước mắt, nàng ghét nhất ăn nấu trứng gà lòng đỏ trứng, sao muốn nàng mệnh còn khó chịu đang nghĩ ngợi tới nên xử lý như thế nào này hai cái trứng gà, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận khác thường động tĩnh, thùng thùng nghe tới tự hồ là tiếng đập cửa, bạch thị trong lòng hoảng hốt, thân thể cũng khẩn trương mà banh lên, tô tiểu noãn tỉ muội cho nhau nhìn thoáng qua, đều âm thầm đề cao đề phòng, hiện nay thiên đã sát đen, giống nhau thời gian này, người trong thôn đều nên về nhà nghỉ ngơi, đã trễ thế này sẽ là ai gõ cửa đâu, hân nha đầu ngươi lôi kéo tình nha đầu ở trong phòng đợi, đừng chạy loạn, nương đi xem. Bạch thị đem trong tay bắp bánh buông, cầm căn gậy gộc đưa cho tô tiểu hân, chính mình lại tùy tay cầm một cây thô dài gậy gộc ở trong tay điên điên tráng tráng gan, mở ra đông cửa phòng đi ra ngoài. Tô tiểu hân đứng ở tô tiểu noãn trước giường, đem tiểu muội tô tiểu tình hướng trên giường đẩy đẩy, nàng chính mình đứng trên mặt đất cầm gậy gộc thủ. Tô tiểu noãn đem tô tiểu tình ôm vào trong ngực, trấn an mà xoa xoa nàng tế nhuyễn tóc, rào tre thưa thớt. Bạch Thị ở trong sân là có thể thấy rõ bên ngoài tình hình. Nương tối tâm sắc trời, Bạch Thị miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng cửa đứng một người cao lớn cường tráng người. Này thân hình hiển nhiên là nam tử, chương năm lâm thợ săn. Bạch Thị không nghĩ đi cho hắn mở cửa, miễn cho chọc người miệng lưỡi. Nhưng nếu là hắn thăng thăng muốn vào tới, chỉ bằng như vậy một loạt thấp bé rào tre, thật đúng là không thể ngăn trở người, vẫn là đi xem hắn rốt cuộc có chuyện gì đi. Đi đến ly môn còn có 2 mét xa thời điểm, Bạch Thị liền dừng bước chân, hướng về phía ngoài cửa người thấp giọng nói, ngươi là ai, tới nhà của chúng ta làm gì? Lại không đi làm nhà ta hán tử đem ngươi đánh ra đi, ngoài cửa người nghe vậy công công khóe miệng, nhà nàng nào có cái gì hán tử? Nam nhân không dám cười ra tiếng, sợ dọa đến nàng. Hắn trầm thấp thanh âm ở trong bóng đêm thập phần rõ ràng, chỉ là nói chuyện tự hồ không quá nhanh nhẹn, ta, ta là lâm thợ săn, liền, ở tại nhà ngươi bên cạnh, ta cho ngươi đưa ăn, còn có một cái cẩu, đưa cẩu. Đưa cẩu làm gì, bạch thị nghi hoặc không thôi, rốt cuộc vẫn là cho hắn mở cửa. Lâm thợ sang là trong thôn có tiếng người thành thật, thật vất vả mới cưới trước tức phụ, nhưng không mấy năm liền đã chết, chỉ để lại một cái nhi tử. Nhà hắn tự hồ liền ở tại thôn Tây Đầu Chân Núi, ly các nàng trụ địa phương không xa, vừa mở ra môn, nhìn đến cửa kia so với chính mình rất tốt mấy hào thân hình, còn có trên mặt hắn kia đạo đau sẹo, Bạch Thị không cấm có chút sợ hãi, tim đập nhanh hơn không ít, cho ngươi. Thức ăn, cái này cậu ta uy qua, cho ngươi mượn. Giữ nhà. Lâm thợ săn vốn là không tốt lời nói, nhìn đến Bạch Thị ra tới càng nói lắp, ngâm đen làn da nổi lên một tầng màu đỏ. Hắn trực tiếp đem cẩu dây thừng nhét vào Bạch Thị trong tay, lại cho nàng một cái tiểu giỏ tre, xoay người bước bước đi, kia lại cao lại tráng hán tử đi đường tư thế biệt nữ, cùng tay cùng chân rất là buồn cười bạch thị liên thanh cảm ơn cũng chưa tới kịp nói liền thấy người nọ biến mất ở trong tầm mắt nàng hướng bốn phía nhìn nhìn trở lại trong viện giữ cửa từ bên trong cột lên nắm dây thường trở về đông phòng này lâm thợ săn thật là người tốt không nghĩ tới nhìn cao lớn thô kệch tâm tư lại là tinh tế các nàng mẹ con bốn cái ở tại thôn nhất bên cạnh trong nhà tuy không có gì chọc người nhớ thương thứ tốt nhưng chỉ có mấy người phụ nhân ở nhà liền đủ nguy hiểm trong thôn có rất nhiều nghèo đến cưới không thượng tức phụ quan côn hán tử, vì hạ lưu sự đều có thể làm ra tới. Lâm thợ săn đưa tới một con chó, vừa lúc có thể giúp các nàng giữ nhà, làm các nàng không như vậy sợ hãi. Hơn nữa hắn còn nói này cậu uy qua, quả thật là cái thành thực mắt hán tử, sợ chiếm chính mình một chút tiện nghi. Nương, ngươi từ nào dắt tới cậu A, hảo hù người. Tô tiểu tình nhảy xuống giường, vừa thấy đến cái kia cậu liền sợ tới mức tránh ở tô tiểu hơn sau lưng, có chút sợ hãi cái kia uy phong lẫm lẫm đại chó săn. Đây là trụ nhà chúng ta phía đông lâm thợ săn đưa tới cậu, buổi tối có thể giúp chúng ta giữ nhà. Bạch thị kỳ thật ngay từ đầu cũng có chút sợ này cậu, nhưng xem nó không gọi cũng không chạy loạn, trong lòng sợ hãi dần dần tan. Nàng từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, vì cậu chưa thấy qua, bạch thị đem cậu buộc ở đông cửa phòng khẩu, Bật lửa hôm nay người trong thôn đưa đèn dầu, nàng tiểu tâm mà mở ra lâm thợ săn đưa tới giỏ tre, đúng rồi, lâm thợ săn còn đưa tới một ít thức ăn, nương nhìn xem đều có cái gì, thiên, hắn sao đưa tới nhiều thế này thứ tốt. Bạch thị kinh ngạc nói, nàng vốn tưởng rằng sọc là một ít gạo và mì, cho nên mới như vậy trọng, không nghĩ tới mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng bày thật lớn một khối vị nộn thịt heo, còn hữu dụng bình đựng đầy canh gà. Canh gà còn nóng hổi. Mặt trên phiêu đầy dọc dầu, mảng đương đương đều là nấm cùng thịt gà, xem đến bạch thị mắt thèm không thôi, nước miếng thẳng phân bố cái không ngừng, nàng cơ hồ đều mau đã quên thịt là gì hương vị, Tô gia chỉ có ăn Tết thời điểm mới bỏ được ăn thịt mỡ, nàng cùng ba cái nữ nhi liền du canh đều không vớt được, chỉ có thể nhìn người khác ăn, không nghĩ tới hôm nay, các nàng nương mấy cái có tốt như vậy canh gà uống, đồ vật đều đưa lại đây, nàng cũng không thể đại buổi tối chạy đến háng tử trong nhà đem đồ vật còn trở về chỉ có thể chờ về sau trong nhà ăn thịt Tấp Lâm thợ sang gia đưa qua đi một ít nương đây là cái gì mùi vị a à? thơm quá a à? Bạch Thị mới vừa mở ra bình thượng phong khẩu tô Tiểu Tình đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương chỉ là nàng đối cái này mùi hương có chút xa lạ trong khoảng thời gian ngắn nghỉ không ra đây là cái gì Bạch Thị trong mắt nảy lên một trận toan ý nàng nữ nhi liền canh gà hương vị đều nghe thấy không được trước kia các nàng ở tô gia là như thế nào quá a à? Cô tiểu ngoãn ánh mắt sáng lên, canh gà có thể so nấu trứng gà cùng bắp bánh ăn ngon nhiều. Vừa lúc nàng có thể tìm lấy cớ đem trứng gà cấp đại tỷ tiểu muội ăn, làm các nàng hai cái bổ sung một chút dinh dưỡng, nương, này có phải hay không thịt gà mùi vị? Cô Tiểu Hân còn nhớ rõ thịt gà vị, ở Tô gia ăn Tết thời điểm, nãy nãy hầm canh gà, nàng trộn tránh ở phòng bếp bên ngoài nghe thấy đã lâu, thèm đến đầu lưỡi đều mau rớt, là canh gà, Hân Nha đầu ngươi đi phòng bếp cầm chén đũa chúng ta hôm nay hảo hảo ăn một đốn thịt. Bạch thị đem canh gà nâng ra tới đặt ở trên bàn, lại đem thịt cất vào vương đại tẩu tử đưa trong rổ, cẩn thận mà đặt ở cái bàn phía dưới, đông phòng sau mặt khác hai cái phòng tốt một chút, cái bàn cùng giường giường đất còn tính rắn chắc, cái bàn phía dưới cũng bị bạch thị quét tước đến sạch sẽ, chỉ là này thịt không thể lâu phóng, bạch thị tính toán ngày mai liền đem thịt im thượng, phóng từ từ ăn. Tô Tiểu Hân đem trong phòng bếp sở hữu chén đều cầm lại đây, đây đều là trước kia ở tại này thợ săn lưu lại chén bể, các nàng rửa sạch sạch sẽ tạm chấp nhận dùng. Đáng tiếc, trong nhà chỉ có ba cái chén, nương, ngươi cùng muội muội ăn trước, ta chờ các ngươi ăn được lại ăn. Tô Tiểu Hân nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đều dính ở canh gà thượng không động đậy nổi, lại vẫn là hiểu chuyện mà cầm chén nhường cho mẫu thân cùng muội muội trước dùng. Tô Tiểu Noãn đương nhiên không thể đáp ứng, nàng nghĩ nghĩ đề nghị nói, kia không thành, dứt khoát như vậy chúng ta một người uống một nguồn, luân uống, biện pháp này hảo, còn sẽ không lãng phí, trước cấp noãn nha đầu uống một nguồn. Bạch thị đem bình bưng tới, đỡ tô tiểu noãn uy một mồm to canh gà, lại đem chiếc đũa đưa cho nàng, làm nàng chính mình kẹp thịt ăn, canh gà tự hồ không phóng cái gì gia vị, chỉ có thật mạnh du mùi tanh, liền muối vị đều thực đạm, hương vị cũng không tốt, tô tiểu noãn gấp một chiếc đũa nấm đưa vào trong miệng, nấm cũng không có gì hương vị, nhưng ở mẫu thân cùng tỉ muội chờ mong ánh mắt hạ, tô tiểu noãn làm ra một bộ thực thỏa mãn bộ dáng, cao hứng mà nói, uống quá ngon, tiểu muội mau uống một ngụm, nàng đem chiếc đũa đưa cho ly chính mình gần nhất tô tiểu tình, nha đầu này đã sớm thèm hỏng rồi, tô tiểu tình ôm bình uống một hớp lớn canh gà, lại gấp một chiếc đũa thịt, ăn đến cái miệng nhỏ phình phình, đầy miệng du quan, vẻ mặt thỏa mãn, đến phiên bạch thị cùng tô tiểu hân thời điểm, các nàng hai cái rất có ăn ý mà chỉ là uống một cái miệng nhỏ cũng không ăn thịt chỉ kẹp nấm ăn ta rất thích uống cái này canh gà đại tỷ tiểu muội các ngươi giúp ta đem trứng gà ăn đi ta muốn đằng ra bụng tới uống canh gà tô tiểu noãn đem hai cái tròn vo trứng gà một người một cái đưa cho tô tiểu hân cùng tô tiểu tình chương sáu thuần thú đang cách dùng tô tiểu hân kiên quyết không cần đem trứng gà còn trở về trứng gà mới chiếm bao lớn điểm địa phương a ngươi ăn trứng gà lại uống canh gà cũng là giống nhau. Tô Tiểu Tình thực thèm trứng gà, nhưng nàng nghe xong đại tỷ nói, cũng ngoan ngoãn đem trứng gà trả lại cho Tô Tiểu Noãn, nhị tỷ ăn, mãn nha đầu, ngươi ăn đi, trong rổ còn có đâu. Bạch Thị nhìn ba cái nữ nhi cho nhau khiêm nhượng, trong lòng lại là cảm động lại là đau lòng, chỉ cảm thấy chính mình thật sự quá vô dụng, làm hài tử ăn cái trứng gà đều như vậy do dự, ta hiện giờ thân thể yếu đuối, nếu lập tức ăn quá thật tốt đồ vật, thân thể khẳng định sẽ chịu không nổi. Các ngươi chạy nhanh đem trứng gà sớm nhiệt ăn, phóng tới ngày mai liền không hảo, cùng lắm thì ta uống nhiều chút canh gà. Tô Tiểu Noãn lại đem trứng gà để đi ra ngoài, Tô Tiểu Hân nghe xong cảm thấy có đạo lý, liền đem trứng gà da lột xuống dưới, lộ ra trắng nõn mê người lòng trắng trứng. Nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn trứng gà, tinh tế phẩm vị, Tô Tiểu Tình cũng lột ra nàng đã sớm muốn ăn trứng gà, ở nàng ăn ngấu nghiến hạ, trứng gà mấy khẩu liền không có, sáng lấp lánh ánh mắt tỏ rõ nàng có bao nhiêu thích ăn, tô tiểu hân ăn một nửa, nhanh chóng đem một nửa kia nhét vào bạch thị trong miệng. Bạch thị sửng sốt một chút, lại không thể nhổ ra, đành phải đem trứng gà ăn xong đi, qua, ta quên cấp mẫu thân để lại, ta quá thèm. Tô tiểu tình đã đem chính mình trứng gà đều ăn xong rồi, nhìn đến tô tiểu hân cách làm, cảm thấy thập phần hổ thẹn, tô tiểu noãn hống tô tiểu tình vài câu, lấy cớ quá vây liền trước ngũ hạ, ba người càng ăn càng vui vẻ, còn đem bắp bánh bột ngô phao tiếng canh gà vớt được ăn, nhiệt sáu cái bánh bột ngô toàn ăn sạch. Bạch Thị nghĩ thầm, hiện tại thiên nhiệt, nếu là đem canh gà phóng tới ngày mai, không biết có thể hay không biến vị. Không bằng thừa dịp hôm nay, làm bọn nhỏ ăn cái khó được cơm no. Trong nhà còn có một khối to thịt, ướp lên cũng có thể ăn mấy đốn, chờ noãn nha đầu hảo, nàng liền đi mua hai mẫu đất loại, tổng có thể nuôi sống bọn nhỏ vì thế ba người đem canh gà uống lên cái sạch sẽ ăn đến cái bụng tròn xoe cơm nước xong bởi vì bạch thị không yên tâm hài tử chính mình ngủ hơn nữa các nàng cũng không đệ nhị điều chăng một nhà bốn người liền cùng nhau ngủ ở đông phòng trên giường đất ngày hôm sau tô tiểu noãn sớm mà liền tỉnh cảm giác thân mình hảo bảy tám thành chỉ là trước kia thiếu hụt quá nhiều một chốc một lát bổ không trở lại bạch thị lên lúc sau chuyện thứ nhất chính là đem thịt heo cắt một nửa chuẩn bị cấp Vương đại tẩu tử đưa đi, thịt heo chính là hiếm lạ vật, trong thôn đại đa số người đều ăn không nổi, cũng chỉ có thường xuyên đi trên núi đi săn lâm thợ săn trong nhà mới có thể nhìn thấy thịt, vẫn là lợn rừng thịt, còn không đợi Bạch thị ra cửa, Vương đại tẩu tử liền tới rồi, ta ngày hôm qua tới quá cấp, gì cũng không mang, nhớ thương cả đêm, hôm nay sáng sớm liền chạy nhanh tới nhà các ngươi. Vương đại tẩu tử đôi mắt phía dưới có một vòng ô thanh, xem ra nàng đêm qua xác thật không ngủ hảo bạch thị cho nàng mở cửa vương đại tẩu tử vừa thấy đến trong viện cẩu sợ tới mức một chút nhảy ra đi hảo xa ta thiên nhà các ngươi sao nhiều lớn như vậy một cái cẩu a à? bạch thị đem đêm qua sự tình cùng nàng nói một lần xem ra này lâm thợ săn thật là người tốt cũng không biết vì sao chính là cưới không thượng tức phụ vương tẩu tử cảm thán một câu đem trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật đưa cho bạch thị nhà các ngươi mới vừa dọn lại đây khẳng định gì cũng không có ta liền từ trong nhà cầm mấy cân bột ngô, trước chấp vá quá mấy ngày. Chờ lần sau trong thôn xe bò đi trấn trên, lại mua mặt khác, vương tẩu tử còn cầm một phen nhà mình loại đồ ăn, còn có chén đổ gáo bồn thùng một đống lớn đồ vật, còn có một tiểu bình muối. Bạch thị ngượng ngùng muốn nàng nhiều như vậy đồ vật, vương tẩu tử lại đem đồ vật hướng trên mặt đất một phóng, ai u ta đều mệt chết, ngươi tổng không thể làm ta đem mấy thứ này lại lấy về đi thôi. Nói nữa, ta qua nàng cha là làm gì ngươi đã quên, mấy thứ này chính là phí một hồi công phu, cũng không đáng giá tiền. Vương gia hán tử là làm thợ một sống, ban nhân chế tạo đại kiện tiểu kiện gia cụ, thu cái thủ công tiền. Vương tẩu tử mang đến đồ vật đều là một chế, nghĩ đến là nàng nam nhân chính mình chế tạo ra tới, xác thật không uổng tiền. Nhưng là vương tẩu tử này phân tâm ý, bạch thị nhớ kỹ, ta chính nói phải cho ngươi đưa thịt, ngươi liền chính mình lại đây. Đây là lâm thợ săn đưa tới lợn rừng thịt, vì thật sự. Chúng ta bốn cái cũng ăn không hết, ngươi lấy về đi cho ngươi gia oa bổ bổ thân mình." Bạch thị đem Vương Tẩu tử ngày hôm qua mang đến rổ trả lại cho nàng, đem một nửa thịt heo thả đi vào, "Này ta không thể muốn, đây là nhân gia cho ngươi, ta sao có thể muốn đâu." Vương Tẩu tử gia cũng không thường ăn đến thịt, nhà nàng kia hai đứa nhỏ đã sớm thèm hỏng rồi, nhưng nên làm vẫn là muốn cho. Hai người lại là nhúng nhường hảo một thời gian, Vương Tẩu tử mới cao hứng mà dẫn dắt thịt heo trở về. Tô Tiểu Noãn nằm ở trên giường ăn không ngồi rồi, liền cùng tu tiên hệ thống trò chuyện lên. Đúng rồi, ngươi đưa ta thuần thú đang dùng như thế nào? Tô Tiểu Noãn dùng ý thức hỏi, nơi này nếu không có linh lực, kia thú loại hẳn là đều không có khai linh trí, đưa thuần thú đang cũng đủ thuần hóa chúng nó. Giả thú ngửi được thuần thú đang hương vị, liền sẽ rất đúng ngươi thực thân cận, ngươi đem thuần thú đang cấp giả thú ăn xong đi, nó liền sẽ mở ra trình độ nhất định linh trí, còn sẽ nhận ngươi là chủ. Hệ thống manh manh nải âm ở tô tiểu noãn ý thức chung giải thích nói, tô tiểu noãn ý chí chiến đấu sụp sôi, đối tương lai tràn ngập chờ mong, chờ ta thân thể hảo, liền đi trên núi thu phục một cái tiểu lang, làm nó giúp ta giữ nhà, mau đến ăn cơm sáng thời điểm, lâm thợ săn liền tới đây đem cậu dắt đi rồi, nói là buổi tối lại đưa lại đây, tô tiểu noãn biết, hắn là sợ cậu ăn các nàng da vốn là không nhiều lắm đồ vật, cho các nàng thêm phiền toái, cơm sáng ăn chính là bắp bánh cùng bắp hồ đồ, còn hữu dụng vương đại tẩu tử đưa tới cải trắng làm cải trắng xào thịt. Bạch thị không bỏ được phóng quá nhiều lợn rừng thịt, chỉ cắt một tiểu khối, dư lại toàn im đi lên, đơn giản một bữa cơm, một nhà bốn người ăn thật sự thư thái, vừa nói vừa cười, ăn cơm xong, bạch thị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi trong thôn mượn đem cái quốc nới lỏng trong viện thổ, tính toán về sau trồng chút rau ăn. Người trong thôn rất ít có ở trấn trên mua đồ ăn ăn, đều là nhà mình loại, tỉnh không ít tiền, Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Tình còn lại là ngồi ở đông phòng, bồi Tô Tiểu Noãn nói chuyện, chờ trong thôn xe bò lần sau đi trấn trên, ta đi tiệm vải nhìn xem có thể hay không nhận được đại theo sống, cũng hảo cấp trong nhà thêm điểm tiền thu, Tô Tiểu Hân lần trước theo sống làm một tháng, mới kiếm lời 800 văn, kiếm bạc đều bị Tô Kiên cầm đi hiếu kính cha mẹ, một văn tiền chưa cho nàng lưu, Tô Tiểu Hân tưởng thử tiếp bình phong linh tinh đại theo sống, một lần làm hơn nửa năm, có thể kiếm vài lượng bạc đâu. Tiểu theo sống 10 ngày nửa tháng là có thể làm xong, nếu không có tân sống, nàng đã có thể muốn nhàn rỗi ăn không uống không. Đại theo sống muốn tiền thế chấp cũng nhiều, vạn nhất xảy ra sai lầm đã có thể toàn bồi đi vào. Làm tiểu sống cũng giống nhau tránh bạc, chúng ta từ từ tới liền hảo. Tô tiểu noãn nghĩ, một khi tiếp đại theo sống khẳng định muốn đẩy nhanh tốc độ, ba ngày đêm tối đều không thể đình, đại tỷ đôi mắt khẳng định chịu không nổi, đừng vì tránh bạc, đem đại tỷ đôi mắt cấp ngao hỏng rồi. Tô Tiểu Hân gật gật đầu, đem rủ xuống tới sợi tóc kẹp đến nhỉ sau, kia nhưng thật ra, nhà chúng ta hiện tại cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền thế chấp, ta còn là trước thành thật kiên định mà tiếp Tiểu sống đi, chương bảy mới gặp ra cha, tuy rằng có người bồi nói chuyện, nhưng vẫn luôn ở trên giường nằm vẫn là đem Tô Tiểu noãn nghẹn hỏng rồi, nàng ở trên giường nằm hai ngày, trên người đều mau trường mạng nhện, nhưng mẫu thân như thế nào đều không đồng ý nàng xuống giường, còn phái Tiểu muội nhìn nàng, Tô Tiểu noãn buồn bực không thôi. Hôm nay buổi sáng, Lâm Thợ Săn mới vừa đem cẩu dắt đi, sân bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh, thanh âm nghe tới còn có chút quen thuộc, Bạch Thị cùng Tô Tiểu Hân Tô Tiểu Tình đều theo thanh âm chạy ra môn, Tô Tiểu Noãn không ai nhìn, trộm xuống giường, tránh ở phía sau cửa ra bên ngoài xem, đứng ở viện môn khẩu hùng hùng hổ hổ người, cư nhiên là Tô gia cái kia toan tú tài Tô Kiên. Tô Tiểu Noãn không thừa nhận như vậy một người là chính mình phụ thân, bởi vì hắn không xứng. Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Tình đứng ở bạch thị phía sau, ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn về phía Tô Kiên. Tô Kiên mắng thanh âm rất lớn, lục tục có không ít thôn dân nghe tiếng lại đây xem náo nhiệt. Ta liền biết ngươi cái này đàn bà không hoài hảo tâm, ta chân trước mới vừa hưu ngươi, ngươi sau lưng liền cùng cái này giả hán tử thông đồng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật là bại hoại gia phong, chẳng biết xấu hổ, Tô Kiên hoàn toàn không giống cái có công danh trong người học vấn người, ngược lại cùng hương giả thôn phu giống nhau, thô lỗ lại ngang ngược vô lý ngón tay ở bạch thị cùng lâm thợ săn gian qua lại mà chỉ ở hắn bên người đứng lâm thợ săn không trên một tiếng thân mình thẳng mà đứng hắn so tô kiên muốn cao thượng một cái đầu trực tiếp từ khí thế thượng áp đảo mọi người mẫu thân bạch thị bị tô kiên nói tức giận đến thân mình thẳng phát run tô kiên không cần mặt mũi nàng còn muốn thể diện đâu nhưng bạch thị không nghĩ ở chỗ này cùng hắn bẻ xả miễn cho bị người nhìn chê cười lâm thợ săn thật là ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Bạch thị mặt tao đến đỏ bừng, thành khẩn về phía lâm thợ săn xin lỗi. Lâm thợ săn vốn dĩ hắc mặt diêm la giống nhau mặt nháy mắt liệt khai, cười đến giống một đóa trong gió tiểu bách hoa, thấy thế nào như thế nào buồn cười, hắn quạt hương bồ đại bàn tay ở sau đầu gãi gãi, thẹn thùng nói, không phiền toái, cô tiểu noãn nhưng thật ra cảm thấy cái này lâm thợ săn rất không tồi, tuy rằng lớn lên dọa người điểm, nhưng người hảo A, à, còn có thể đi săn có thịt ăn. Tô Kiên nhìn trước mắt hai người ở chính mình trước mặt, ve vãn đánh yêu, tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, nếu là hắn có thể bốc khói nói, bảo đảm đỉnh đầu cùng thiêu khai ấm nước dường như, ào ào ra bên ngoài bốc khói, ngươi liền tính là sinh hoạt không đi xuống, cũng không thể làm loại này chẳng biết xấu hổ hoạt động. Ngươi như thế không biết liêm sĩ, ba cái nha đầu đều bị ngươi cấp dậy hư, trở nên cùng ngươi giống nhau bất kính trưởng bối không tôn lễ pháp, trong giọng nói hỗn loạn không ít từ ngữ tới khoe khoang chính hắn học vấn, không được ngươi như vậy vũ nhục ta nương. Tô Tiểu Hân tức giận đến nắm chặt nắm tay, phẫn nộ mà nhìn về phía Tô Kiên, nàng còn chuẩn bị lại nói chút cái gì, đã bị Bạch Thị kéo đến phía sau cất giấu, Bạch Thị bổn không muốn cùng hắn giảng đạo lý, chỉ vì nhiều năm như vậy phu thê sinh hoạt, nàng đã nhìn thấu Tô Kiên làm người, tổng kết xuống dưới chính là sáu cái tự ức hiếp người nhà, sách không rõ nhưng tô kiên như thế bôi đen ba cái nha đầu thanh danh, bạch thị nói cái gì cũng muốn sặc qua đi, tô tiểu hân cùng tô tiểu noãn mau tới rồi nghị thân tuổi tác, cũng không thể truyền ra nửa điểm hư thanh danh, có ngươi như vậy đương cha sao? Vũ nhục chính mình thân nữ nhi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi nếu là không có việc gì liền tránh ra, đừng ở chỗ này chướng mắt. Bạch thị tức giận đến thanh âm phát rung, cơ hồ phá âm, tô tiểu tình bị tô kiên hiện tại bộ dáng cấp dọa tới rồi, ông bạch thị chân không buông tay đem đầu nhỏ vùi vào bạch thị trong quần áo trộm gạt lệ bạch thị ôm lấy tô tiểu tình nhẹ nhàng ở nàng bối thượng vỗ vỗ tô tiểu hân nhéo nắm tay khóc mắt ửng đỏ môi nhấp thành một cái thẳng tắp tô kiên sắc mặt càng thêm âm trầm ta vũ nhục nữ nhi rõ ràng là chính ngươi làm những cái đó dơ bẩn sự còn không cho người ta nói liền tính ba cái nha đầu thanh danh hỏng rồi kia cũng là ngươi cái này bị hưu rất người vợ bị bỏ rơi dậy hư. Bạch thị bị hắn nói tức giận đến thẳng rớt nước mắt, lâm thợ săn tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng là hắn một khi hỗ trợ, thế tất sẽ bôi đen bạch thị thanh danh, này đây hắn đứng ở tại chỗ động cũng không phải, bất động cũng không phải, hoặc nhìn rất là rối rắm, tô tiểu noãn nhưng không như vậy nhiều cố kỵ, người này dám khi dễ nàng nương, nàng không hảo hảo mắng hắn một đốn, nàng liền không gọi tô tiểu noãn, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân, còn tưởng đem chính mình thân nữ nhi bán đi, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi tới chất vấn ta mẫu thân, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi xứng tại đây giáo huấn chúng ta sao? Tô Tiểu Noãn từ phía sau cửa đi ra, hướng về phía Tô Kiên chính là đổ ập xuống một đống đau mắng. Tô Kiên bị Tô Tiểu Noãn trống ngốc, cơ bản không nghe minh bạch nàng đang nói cái gì, bất quá hắn không cần nghe, chỉ dùng một cái, hiếu, tự liền cũng đủ phản kích. Tô Kiên sụ mặt giáo huấn nói, ai dạy ngươi như vậy không lớn không nhỏ? Như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu, ngoãn nha đầu, ngươi như thế nào xuống giường? Ngươi thân mình còn không có hảo, mau trở về nằm. Bạch thị vừa thấy tô tiểu noãn ra tới, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, sợ nàng thân mình có cái tốt xấu. Tô tiểu noãn trấn an mà đối bạch thị cười cười, nương, ta không có việc gì, ta đã sớm hảo. Chờ quay đầu đối mặt tô kiên thời điểm, nàng lập tức thay một bộ mặt lạnh, trưởng bối. Ta nhưng không có muốn bán đi chúng ta tỉ muội trưởng bối, cũng không có bỏ vợ bỏ con trưởng bối, càng không có chính mình xấu xa liền đem người khác đều xem đến xấu xa trưởng bối. Ta khuyên ngươi từ đâu ra hồi nào đi, đừng làm cho người nhìn đến ngươi một cái công danh trong người tú tài, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Tô Tiểu Noãn lời này chính là ở chói lọi mà chú Tô Kiên chết, Tô Kiên hoành, Tô Tiểu Noãn so với hắn càng hoành, nàng cùng mẫu thân tỉ muội ở tại trong thôn nhất thiên địa phương, vừa lúc sấn cơ hội này gõ gõ mặt khác thôn dân, làm cho bọn họ đều biết, nàng là cái đanh đá không sợ sự, đến lúc đó nếu có nhân tâm tư bất chính nghĩ đến làm sự, cũng đến ước lượng ước lượng, ngươi. Ngươi cư nhiên nguyền rủa cha ruột. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu nữ. Tô Kiên nổi giận đùng đùng mà đi tới, huy khởi tay phải liền phải hướng tô tiểu noãn trên mặt tiếp đón, thủ đoạn lại ở không trung bị lâm thợ sang giam cầm trụ, không thể động đậy. Tô Kiên đem tức giận chuyển dời đến lâm thợ săn trên người, hắn giống cái chó điên giống nhau bắt được ai liền cắn ai, ngươi cho ta buông ra, nhà của chúng ta gia sự, qua ngươi chuyện gì? Vẫn là ngươi đã sớm cùng cái này đàn bà thông đồng ở bên nhau. Tô tiểu noãn này tiện nha đầu là ngươi loại, lâm thúc, ngươi buông ra hắn, làm hắn đánh, hướng ta này đánh. Tô tiểu noãn ánh mắt lạnh lẽo như nước, chỉ vào chính mình bị băng gạt bao vây miệng vết thương, làm toàn thôn người nhìn xem, Tô Kiên cái này tú tài, là như thế nào vì bên ngoài nữ nhân, đánh chết chính mình thân sinh nữ nhi, ta xem hắn cái này tú tài công danh còn có thể hay không giữ được, lâm thợ săn một ngoại nhân, thượng có thể thông cảm chúng ta mấy người phụ nhân một mình sinh hoạt không dễ, đem trong nhà cậu đưa lại đây giúp chúng ta giữ nhà hộ viện. Ngươi đâu, ngươi cái này thân cha đang làm gì? Ngươi như vậy cha, ta tô tiểu noãn cần phải không dậy nổi, chương tám phùng thị bàn tính. Tô Tiểu Noãn lời này chợt vừa nghe là ở oán trách Tô Kiên cái này thân cha không làm, kỳ thật còn mịt mờ nói cho mọi người, lâm thợ sang tới các nàng gia chỉ là vì đưa cẩu, làm đại gia không cần nghĩ nhiều, người trong thôn bản tính thuần phát, nhưng đều có cái lắm mồm tật xấu, Tô Tiểu Noãn không thể không phòng, tới xem náo nhiệt thôn dân càng ngày càng nhiều, ở sân bên ngoài vây quanh một vòng lớn, nghe xong Tô Tiểu Noãn lời này, đều nhịn không được bắt đầu chỉ trích Tô Kiên, nào có như vậy đương cha đem tức phụ hài tử đuổi ra gia môn chẳng quan tâm, có cái gì mặt tới nơi này chơi uy phong, hắn đều đem lớn bụng phụ nhân lãnh tiếng gia môn, mặt nhưng lớn đâu, ta xem bạch thị cùng lâm thợ sang thanh thanh bạch bạch, này ban ngày ban mặt, đại gia mí mắt phía dưới, nhân gia gì quá mức sự cũng không có làm a, à. quê nhà hương thân, ai còn không có cái yêu cầu hỗ trợ thời điểm. Lâm thợ sang một mảnh hảo tâm, sao còn bạch bạch gặp một đốn mắng, Ngày thường thôn dân đối tự cho mình rất cao tô gia người liền không có gì hảo cảm, hơn nữa cục đá thôn còn chưa bao giờ xuất hiện quá nam nhân cưới hai cái tức phụ sự, dẫn tới thôn dân đối Tô Kiên càng là bất mãn, nữ nhân chán ghét Tô Kiên bội tình bạc nghĩa, nam nhân một nửa chướng mắt hắn hành động, một nửa ghen ghét hắn có tốt như vậy vận khí, Tô Tú Tài, chúng ta nương mấy cái hiện tại cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi nếu là ỷ vào nhà ta không nam đinh liền tới cửa nhà ta la lối khóc lóc chọn sự, ta liền một giấy đơn kiện, đem ngươi bẩm báo huyện Thái Gia nơi đó đi, làm hắn cho chúng ta bình phân xử, nào có như vậy chà đạp người, tô tiểu noãn ánh mắt lãnh lệ, xem tô kiên ánh mắt không có nửa phần ấm áp đáng nói, thẳng xem đến hắn da đầu tê dại, đáy lòng chột dạ, tô kiên hảo mặt mũi, thấy người trong thôn đều ở chỉ trích hắn lập tức không dám tiếp tục quậy, hắc mặt đang muốn xám xịt mà về nhà, vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn tân tức phụ đỉnh bụng đã đi tới, ngoãn nha đầu, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cha ngươi hắn nơi nào là chà đạp ngươi, hắn là vì ngươi hảo, trong thị trấn viên ngoại gia tài bạc triệu, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi gã qua đi ăn sung mặt sướng, không thể so ở trong thôn cường, tô kiên tân tức phụ phùng thị, xoắn vượt đã đi tới, thanh âm tim đến làm người nghe xong khó chịu, phùng thị trộn trắng liếc mắt một cái tô kiên, thầm mắng hắn thật là không đầu óc, Liền biết bắt lấy này đó việc nhỏ, ngược lại đem chính sự cấp đã quên. Bạch thị cùng lâm thợ sang chi gian có cái gì quan tô kiên chuyện gì. Mấu chốt là đem tô tiểu hân tô tiểu noãn này hai cái tiện nha đầu bán đi, lại đem kia mười lượng bạc phải về tới. Tô tiểu noãn cười lạnh một tiếng, kia viên ngoại nếu là thực sự có tốt như vậy, phùng thị có thể đem nàng cùng đại tỷ đưa đi hưởng phúc. Trong thị trấn cái kia viên ngoại tuổi so nàng cha đều đại không nói. Trong nhà còn có vài phòng tiểu thiếp, đại nhi tử đều mau đón dâu các nàng gã qua đi một phân gia sản đều vớt không thượng, hơn nữa kia viên ngoại là cái sắc đảm bao thiên, tiền nhiệm phu nhân bị hắn liền chơi mang ngược sống sờ sờ tra tấn đã chết, việc này trấn trên người đều biết, cho nên mới không ai dám gã cho hắn, hắn chỉ có thể tới trong thôn tìm tuổi trẻ tiểu cô nương, này vẫn là phía trước bạch thị thác vương đại tẩu tử đi trấn trên thuận đường hỏi thăm tới tin tức, nói là gã, kỳ thật tương đương với bán, sinh tử bất luận cái loại này, nếu viên ngoại gia như vậy hảo phùng thím ngươi như thế nào không đem ngươi muội muội đưa qua đi ngươi muội muội liền ở tại trấn trên gả cho viên ngoại ly nhà mẹ đẻ cũng không xa thật tốt sự tô tiểu noãn tươi cười như hoa bất động thanh sắc mà đem lời nói còn trở về phùng thị là trấn trên gia đình bình dân gia đình ra tới trong nhà cũng không giàu có phía trước nàng từng gả quá một lần người chỉ là gả qua đi không lâu trượng phu liền bệnh đã chết cũng không lưu lại con nối giỏi sau lại sấn tô kiên đi trong thị trấn nàng liền cùng Tô Kiên thông đồng ở cùng nhau. Nàng vừa lúc có cái 15 tuổi muội muội cũng tới rồi gã chồng tuổi tác. Phùng thị trên mặt biểu tình cứng lại rồi, ta này không phải nghĩ, có chuyện tốt trước tăng cường nhà chúng ta tới sao, hơn nữa ta cha mẹ còn tưởng ở lâu ta muội muội một năm, không vội mà làm nàng xuất giá. Ta mẹ ruột cũng luyến tiếc chúng ta tỉ muội cũng không biết thân cha cùng mẹ kế là nghĩ như thế nào. Tô Tiểu Noãn Trào Phúng nói, ám chỉ Phùng Thị xem các nàng tỉ muội không vừa mắt, tưởng sớm một chút tống cổ đi ra ngoài. Đúng vậy, ta mẹ ruột mới luyến tiếc làm chúng ta tùy tiện tìm cái người nào gã đi ra ngoài đâu, đây mới là mẹ ruột. Tô Tiểu Hân cũng bổ thượng một câu, mẹ ruột hai chữ cắn thật sự trọng. Tô Tiểu Noãn cho đại tỷ một cái, ngươi giỏi quá ánh mắt, các nàng hai chị em thật là phối hợp đến thiên y vô phùng. Phùng Thị nghe vậy cho mày, tức giận đến trên mặt thịt đều ở rung, thật dày son phấn ào ào đi xuống rớt, cùng tuyết rơi dường như nàng xoắn thân thể nhào vào tô kiên trong lòng ngực, tim tế giọng nói cùng gà trống có liều mạng, tướng công, ta hảo tâm giúp các nàng tính toán, các nàng lại như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, ta này trong lòng thật là khó chịu, tô tiểu noãn nghe xong rất tưởng nói một câu, ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Liền hứa ngươi hại người, không được bị hại người phản bác hai câu, nhưng cố tình, tô kiên liền ăn nàng kia một bộ, hắn sụ mặt giáo huấn tô tiểu noãn cùng tô tiểu hân, cái gì phùng thím mẹ kế không mẹ kế, nàng là các ngươi nương. Nàng một mảnh hảo tâm, các ngươi như thế nào có thể như vậy không lớn không nhỏ. Không biết là bị ai dạy hỏng rồi, tô kiên lời trong lời ngoài, đều ở chỉ trích bạch thị dạy hư hài tử. Bạch thị trong lòng quýnh lên liền phải phản bác, tô tiểu noãn lại đè lại mẫu thân tay, không cho nàng ra tiếng. Mẫu thân nếu cùng phùng thị xảo lên, nói không chừng sẽ làm người cho rằng nàng còn đối tô kiên có ý tưởng, còn sẽ rơi vào cái ghen tị thanh danh. Tuy là tính tình lại hảo, Tô Tiểu Noãn cũng nhịn không nổi Tô Kiên lập đi lặp lại nhiều lần bôi nhọ mẫu thân, ta liền kỳ quái, phùng thẩm làm ta gả cho viên ngoại, chính là tốt với ta. Ta khuyên phùng thẩm đem muội muội gả qua đi, phùng thẩm rồi lại không cao hứng, viên ngoại gia cái gì dạng, ta không khen ngợi nói, đại gia hỏa ai ngờ biết có thể tự mình đi trấn trên hỏi thăm hỏi thăm. Phùng thẩm một hai phải đem chúng ta cục đá thôn khuê nữ gả qua đi, ai biết an cái gì tâm, bảo không chuẩn có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Phùng thị hai ngày này ở trong thôn, đem viên ngoại gia khen đến ba hoa chích chòe, trong thôn vài hộ nhân gia đều động tâm tư, tưởng đem chính mình gia nữ nhi gả qua đi làm vợ kế, nhưng nhìn vừa rồi kia tràn náo nhiệt, thôn dân trong lòng đều có chút hoài nghi. Tựa như Tô Tiểu Noãn nói, nếu viên ngoại gia thật như vậy hảo, Phùng thị vì cái gì không cho nàng thân muội muội gả qua đi, nếu là viên ngoại gia thật là hổ lan oa, Phùng Thị lại ở trong thôn khen đến muôn vàng hảo, khi nàng tâm tư cũng quá hắc, định là thu viên ngoại tiền đen, tưởng tai họa cục đá thôn khuê nữ. cô Tiểu Noãn nhìn hảo chút thôn dân biểu tình đều thay đổi, ở trong lòng cười thầm, nàng không hiểu cái gì quyền mưu, nhưng kiếp trước những cái đó cung đấu tiểu thuyết không phải bạch xem. Nàng cố ý nói như vậy, chính là vì khơi màu thôn dân đối Phùng Thị bất mãn, đem hãm hại nàng cùng đại tỷ, thăng cấp thành hãm hại cục đá thôn khuê nữ. Chương chính nhị tỷ tỷ uy phong, ai, xem ra không phải chính mình trong bụng rơi xuống thịt, cũng không biết đau lòng. Một cái đại thẩm sắc mặt bất thiện nhìn về phía phùng thị, tới như vậy một câu, kia cũng không thể đem hài tử hướng hố lửa đẩy a, à, cũng không sợ bị ông trời đã biết gặp báo ứng, nếu là chúng ta gì cũng không biết, đem khuê nữ đưa qua đi, kia khuê nữ không được hận chúng ta cả đời nha, trong thôn đại đa số người vẫn là thực giản dị, tuy rằng nhật tử nghèo khó, nhưng chưa bao giờ có ai động hầu bàn nghi bán nữ ý niệm, còn tưởng rằng là viên ngoại hào phóng, nguyện ý cấp mười mấy lượng bạc xính lễ, Tô Tiểu Noãn không biết Phùng thị ở trong thôn gặp người liền nói viên ngoại gia thật tốt, cũng không nghĩ tới nàng thuận miệng biên sự cư nhiên là sự thật, Phùng thị thu viên ngoại năm lượng bạc, nói nhất định có thể cho hắn tìm mấy cái thuận theo thủy linh cô nương đưa qua đi. Cho nên nàng mới có thể ở trong thôn khen viên ngoại gia hảo, chính là vì lừa tiểu cô nương, hảo tránh này bút bạc, đương nhiên, nếu Tô Tiểu hơn Tô Tiểu Noãn có thể bán qua đi càng tốt nàng còn có thể nhiều đến hai ba mươi lượng bạc càng có thể đi trừ cái đinh trong mắt cớ sao mà không làm ngươi ngươi này nói cái gì ta là cái loại này người sao phùng thị ngạnh cổ phản bác nhưng trong giọng nói nhiều ít có chút chột dạ cô tiểu noãn lười đến cùng nàng lãng phí miệng lưỡi chỉ nghĩ chạy nhanh đem nàng đuổi đi lạc cái thanh tĩnh ngươi là loại người như vậy quá mấy ngày người trong thôn đi trấn trên hỏi thăm rõ ràng viên ngoại gia tình huống đại gia liền đều đã biết không cần tại đây tranh. Phùng thị trồng mắt xoay vài vòng, đột nhiên dùng khăn tay che mặt khóc lên, ta biết ngươi trong lòng không thích ta, cho nên nói chuyện mới như vậy khó nghe. Nhưng tướng công hắn là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi tổng nên cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi, hắn ngày hôm qua trả lại cho ngươi 10 lượng bạc, kia chính là nhà chúng ta toàn bộ gia sản, hai ngày này trong nhà đều mau không có gì ăn, tô tiểu noãn mắt trợn trắng, náo loạn nửa ngày, nguyên lai like là muốn hồi kia 10 lượng bạc ngươi chính là tâm thật tốt quá, nàng liền tính lại không thích ngươi, kia cũng không phải ngươi sai, nàng cũng nên đối với ngươi lấy lễ tương đãi mới là. Tô Kiên vừa thấy người trong lòng khóc, lập tức đau lòng vô cùng, đem Phùng Thị ôm vào trong ngực hảo một đốn an ủi, rõ như ban ngày dưới, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Cũng không sợ dậy hư cục đá thôn tiểu bối. Tô Tiểu Noãn khinh thường mà nói, nàng lôi kéo Bạch Thị hướng trong phòng đi, vừa đi vừa cao giọng nói, nương, chúng ta mau mang theo tiểu muội về phòng đi, cũng không thể làm nàng thấy này đó dơ đồ vật, miễn cho học hư. Mặt khác thôn dân thấy không náo nhiệt xem, nắm chặt mang theo nhà mình hài tử đi trở về, cũng không thể làm nữ hoa hoa cùng phùng thị học kia một thân hồ mị tử dạng. Ai, ngươi trước đem bạc còn trở về, làm trong nhà quay vòng một chút a. À. Phùng thị thấy bạch thị mẹ con vào nhà, vội từ tô kiên trong lòng ngực ngẩng đầu cao giọng hô, trên mặt nào có nửa điểm nước mắt, tô tiểu noãn không lý nàng, chờ người nhà đều vào phòng, trực tiếp đem đông phòng môn đóng lại, đóng cửa phía trước còn tới một câu, phùng thẩm vô môi vô xính, còn không có vào cửa liền không coi là Tô gia người, ngươi làm chúng ta bạch gia lấy bạc, cho các ngươi phùng gia quay vòng, không bằng trực tiếp đi đoạt lấy. Có mấy cái đi được chậm thôn dân nghe được Phùng thị cùng Tô Tiểu Noãn đối thoại, nhịn không được nở nụ cười, dọc theo đường đi đều ở thảo luận Phùng thị cùng Tô Kiên không mai mối tàn tiểu với nhau phá sự. Tô Tiểu Noãn tiến phòng, liền cho chính mình đổ chén nước giải khát, mắng chửi người thật đúng là cái việc tốn sức. Ngày đó Tô Kiên là bị mẫu thân hù dọa, trong lòng sợ hãi mới đem bạc lấy ra tới, hiện tại lấy lại tinh thần tưởng đem bạc muốn qua đi, nghĩ đến đảo Mỹ, bất quá phùng thị hành vi hôm nay, nhưng thật ra nhắc nhở Tô Tiểu Noãn. Các nàng nương mấy cái có 10 lượng bạc sự, phỏng chừng toàn thôn người đều đã biết, 10 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, vạn nhất có người nhớ thương thượng nhưng không dễ làm, xem ra đến cẩn thận một chút, nhị muội muội, ngươi hôm nay thật là quá lợi hại, ngày thường đều là tô gia khi dễ chúng ta, hôm nay nhưng tính làm chúng ta mắng bọn họ một lần, miễn bàn có bao nhiêu vui sướng. Tô Tiểu Hân ngồi ở tiểu tản thượng, tay đặt lên bàn chống cầm, sùng bái mà nhìn về phía Tô Tiểu Noãn, Bạch Thị Vương ngón trỏ, ở Tô Tiểu Hân trên trán nặng nề mà điểm một chút, ngươi nha đầu này, muốn cho ngươi muội muội biến thành người đàn bà đanh đá có phải hay không? Tô Tiểu Hân che lại cái trán, khoa trương mà nói ai u nương ngươi đây là muốn đánh chết ta a à, ta cảm thấy nhị muội muội như vậy khá tốt không tin ngươi hỏi tiểu muội vừa rồi tiểu noãn uy không uy phong uy phong nhị tỷ tỷ quá uy phong cô tiểu tình khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn ngập sùng bái xem đến bạch thị một trận đau đầu như thế nào trong nhà ba cái nha đầu đột nhiên trở nên như vậy hung hãn noãn nha đầu không phải nương mềm yếu chỉ là ngươi vì bọn họ bồi thượng chính mình thanh danh thật sự không đáng về sau nếu là tìm không thấy hảo tướng công nương này trong lòng đến nhiều băng khoăn a à. bạch thị ngồi vào tô tiểu noãn bên cạnh lôi kéo tay nàng lời nói thấm thía nói mặt mày tràn ngập lo lắng nương chẳng lẽ ta phải vì cái gọi là thanh danh từ người khác khi dễ người nhà ta đây cùng ích kỷ tô gia người có cái gì khác nhau tô tiểu noãn dùng chính mình tay bao ở mẫu thân bàn tay to thuận thế dựa sát vào nhau đến bạch thị trong lòng ngực nói nữa là cá nhân đều có thể nhìn ra tới chuyện này ai đúng ai sai. Nếu là ta tương lai nam nhân liền thị phi đều phân không rõ ràng lắm, ta đây còn gả cho hắn làm gì, ngươi nha, một ngụm một cái ngươi nam nhân, cũng không chê e lệ. Bạch thị cười trêu ghẹo nói, nàng phát hiện noãn nha đầu từ tô gia ra tới về sau, tính tình hoạt bát rất nhiều, chỉ cho là trước kia bị tô gia ép tới quá độc ác, mất tiểu cô nương linh khí, cũng không có hoài nghi, nương, không có việc gì thời điểm ta không gây chuyện, có việc ta cũng không thể sợ phiền phức, bằng không liền sẽ để cho người khác cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, nói còn không phải là đạo lý này, tô tiểu noãn từ bạch thị trong lòng ngực lên, nghiêm túc mà nhìn nàng nói, bạch thị nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy tô tiểu noãn nói giống như có vài phần đạo lý, nàng từ nhỏ bị cha mẹ giáo dưỡng thành một cái khoan dung rộng lượng, ôm nhu hiền huệ nữ nhân, nhưng nàng thoái nhượng đổi lấy cái gì bất quá là làm trầm trọng thêm khi dễ mà thôi, liên quan hài tử cũng chịu khổ. Nếu là nàng tính tình cường ngạnh nữa một ít, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ai, ngươi nha đầu này, từ nào học được nhiều như vậy đạo lý lớn, nói được một bộ một bộ. Bạch Thị đứng lên, mở ra đông cửa phòng, hướng phòng bếp đi đến, làm nương hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi nói đúng không, nương đi trước cho các ngươi làm cơm sáng. Tô Tiểu Noãn nhìn nàng bóng dáng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ mẫu thân từ nhỏ đã chịu giáo dục, chính là nữ tử hẳn là thiện giải nhân ý, đột nhiên làm nàng tiếp thu một cái hoàn toàn mới ý tưởng, nàng khẳng định yêu cầu một đoạn thời gian hoãn một chút, bất quá mẫu thân đã nói phải hảo hảo suy nghĩ một chút, điểm này đã so đại bộ phận quyết giữ ý mình mẫu thân mạnh hơn nhiều, này nói rõ thị là thiệt tình yêu thương các nàng ba cái, hôm nay cơm sáng trước mặt hai ngày giống nhau, cô tiểu noãn đã ăn thói quen, cũng không hề cảm thấy bắp bánh cộn ít hầu, nương, ta hôm nay muốn đi trên núi trích rau dại, chương 10 tiểu lan, ăn cơm xong, tô tiểu noãn ôm bạch thì cánh tay nhẹ nhàng quơ quơ. Nàng biết chính mình cái này đề nghị hơn phân nửa không thể thành công, nhưng nàng không thể không đi trên núi A. Hệ thống hôm nay nói cho nàng, nếu thuần thú đang hôm nay lại không cần, hiệu quả đã có thể muốn đại suy giảm. Bạch thị kiên quyết không thỏa hiệp, đem chính mình cánh tay rút ra, không được, ngươi vừa mới có thể xuống đất, này liền đi trên núi, vạn nhất khái đến đụng phải sao chỉnh nhà ta còn có ngươi vương thẩm đưa tới đồ ăn, quá hai ngày nương liền đi trấn trên, không cần ngươi đi tìm rau dại. Tô tiểu noãn lột ra triền ở trên đầu băng gạt, cấp bạch thị xem cơ hồ đã khép lại miệng vết thương, nương ngươi xem, ta trên đầu khẩu tử đã trường hảo, nhiều đi vài bước lộ, đối thân thể cũng có chỗ lợi, bạch thị thò lại gần vừa thấy, tô tiểu noãn trên đầu miệng vết thương đã trường đi lên, lộ ra thịt hồng nhạt, đánh giá thực mau là có thể rất tốt, trước hai ngày vẫn là máu chảy đầm đìa miệng to đâu hôm nay như thế nào liền trường hảo. Hứa Lan Trung cấp khai dược chính là dùng được. Bạch Thị chính mình thế Tô Tiểu Noãn suy nghĩ một cái hảo lấy cớ, nhưng thật ra làm nàng tỉnh không ít tâm tư. Nương, ngươi nếu là lại không cho ta ra cửa, ta đã có thể muốn nghẹn chết ở da. Tô Tiểu Noãn chớp vài cái ngập nước đôi mắt, khẩn cầu mà nhìn về phía Bạch Thị. Bạch Thị bị nàng xem đến mềm lòng, bất đắc dĩ nói, chỉ cho phép ở phụ cận tiểu trên núi chơi, giữa trưa ăn cơm trước cần thiết trở về, được rồi. Cô Tiểu Noãn cổng lên một cái vương thẩm đưa sọt, vui sướng mà hướng phía tây trên núi chạy tới, ngươi chậm một chút đi, đừng chạy. Bạch Thị ở nàng phía sau dặn dò, đã biết. Tô Tiểu Noãn cao giọng lên tiếng, nghe lời mà thả chậm bước chân, nhưng vừa ra Bạch Thị tầm mắt, nàng liền dơ chân chạy trốn vui sướng. Sáng sớm trải qua Tô Kiên như vậy một nháo, các nàng cơm sáng ăn đến chậm một ít, mẫu thân làm nàng giữa trưa trước khi dùng cơm trở về nàng thời gian không nhiều lắm trước kia tô tiểu noãn thường xuyên lên núi thải rau dại đánh cỏ heo cho nên thích hợp tuyến rất quen thuộc nàng dọc theo trong trí nhớ lộ hướng núi sâu đi đến trên núi có vài điều thôn dân dẫm ra tới đường nhỏ tô tiểu noãn chỉ cần dọc theo đường nhỏ đi liền sẽ không lạc đường như vậy là tương đối an toàn chỉ là dễ dàng không hề thu hoạch nếu là ven đường có thứ gì đã sớm bị người nhặt đi rồi Tô Tiểu Noãn đi rồi một hồi cảm thấy không thú vị, liền rời đi đường nhỏ, hướng không có lộ núi rừng đi. Nàng trời sinh phương hướng cảm rất mạnh, không cần lo lắng sẽ lạc đường. Không biết có phải hay không chữa thương đang tác dụng, nàng hiện tại thân thể so trước kia cường tráng không ít, cho dù đi rất xa lộ cũng không cảm thấy mệt. Đi tới đi tới, Tô Tiểu Noãn liền thấy được một con sắc thái diễm lệ gà rừng, kia gà rừng không có màu gà, hẳn là một con gà mái. Nó một cảm nhận được có người tới gần, liền phành phạch cánh bay lên thụ, trừng mắt mắt tròn xoe nhìn về phía tô tiểu noãn, cao ngạo lại đề phòng. Tô tiểu noãn nghĩ thầm, vừa lúc sấn cơ hội này thử một lần thuần thú đang uy lực, nàng ý niệm vừa động, bình thuốc nhỏ liền xuất hiện ở tay phải tâm, nàng mở ra nút bình, một trận thuốc viên thanh hương nháy mắt giật đi ra ngoài, đứng ở nhánh cây thượng gà rừng chớp chớp mắt, thế nhưng như là ngây ngốc giống nhau, chủ động từ nhánh cây thượng bay xuống dưới, cũng bước tinh tế móng vuốt tới gần tô tiểu noãn, cuối cùng, gà rừng ở tô tiểu noãn trước mặt đứng yên, nhìn chầm chầm nàng trong tay dược bình, quá thần kỳ đi. Tô tiểu noãn mang theo dược bình đi phía trước đi rồi hai bước, gà rừng cũng đi theo nàng phía sau, một chút cũng không sợ người. Bất quá tô tiểu noãn muốn nhưng không chỉ là nho nhỏ gà rừng, đã xác định thuần thú đang hiệu quả, nàng trực tiếp tìm căn cây mây, đem gà rừng hai chân trói lên, đảo treo ném vào phía sau sọt, gà rừng như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị bắt được nó ở sọc điên cuồng dãy dụ, lại như thế nào cũng ra không được. Tô Tiểu Noãn ở bốn phía tìm một hồi, không phát hiện có ổ gà, đành phải từ bỏ đào gà rừng trứng ý niệm, nàng hừ ca hướng trong núi càng sâu chỗ đi đến, nàng biết đúng mực, sẽ không thâm nhập đã có đại hình giả thú lui tới địa phương, chỉ là ở có khả năng xuất hiện lan núi non trung bộ chuyển động, trên núi nơi nơi là cành khô toái diệp, trên mặt đất phô một tầng lá thông, dẫm lên đi răng rắc vang. Tô Tiểu Noãn nhặt căng rắn chắc nhánh cây cầm ở trong tay, đem bên người nửa người cao thảo bác đến hai bên, để tránh không cẩn thận gặp gỡ xà, dọc theo đường đi, trừ bỏ ở sọt kia chỉ gà rừng, Tô Tiểu Noãn liền chưa thấy được mặt khác có thể ăn đồ vật, liền nắm rau dại gì đó cũng chưa thấy, có lẽ là bởi vì người trong thôn thường xuyên tới này phiến sơn duyên cớ đi, không biết đi rồi bao lâu, Tô Tiểu Noãn mơ hồ nghe được một trận thấp thấp ô ô thanh, nghe tới như là động vật ở đau hô, Tô Tiểu Noãn ánh mắt sáng lên, nếu là một đầu bị thương đại con mồi liền thật tốt quá, nàng cầm nhánh cây, lặng lẽ hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, đi đến một cái hố to bên cạnh, ô ô thanh càng thêm rõ ràng. Tô tiểu noãn hướng đáy hố tiếp theo xem, ở một mảnh lá khô đá vụn trung, phát hiện động vật thân ảnh, nó thoạt nhìn chỉ có hơn phân nửa cái cánh tay như vậy trường, cả người mau là cây cọ màu xám, thính tai tim, diện mạo có điểm giống cẩu, chính ghé vào trên một cục đá lớn nhưng còn không phải là tô tiểu noãn tâm tâm niệm niệm sói con sao. Nếu không phải nàng trước kia ở trên mạng xem qua tiểu lan cùng tiểu cẩu khác nhau, nàng đều phải cho rằng đây là một con chó con. Khi tiểu lan hẳn là từ hố bên cạnh ngã xuống, thái đến cục đá té bị thương, nhìn dáng vẻ tự hồ không thể nhúc nhích. Hố bên cạnh trường mấy cây đại thụ, thật dài rễ cây bại lộ bên ngoài, tô tiểu noãn bắt lấy rắn chắc rễ cây túng túng, xác nhận rễ cây thực rắn chắc sau, liền lôi kéo rễ cây, đối mặt hố vách tường, một chút một chút trượt đi xuống, mau đến đáy hố thời điểm, rễ cây chiều dài không đủ dùng, Tô Tiểu Noãn nhìn đến phía dưới là một mảnh mềm xốp thổ địa, liền buông lỏng ra rễ cây, cả người rơi xuống, một mông ngồi xuống trên mặt đất, này một xốc nảy, sọc gà rừng thiếu chút nữa rớt đi ra ngoài, Tô Tiểu Noãn mông bị chấn đến có chút tê dại, nhưng còn hảo nơi này thượng không có hòn đá nhỏ, chỉ là quăng ngã một chút mông cũng không có bị thương, nàng từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ phía sau thổ phía dưới lộ liền không đổ tiểu, tô tiểu noãn không mượn dùng bất cứ thứ gì là có thể nghiêng đứng đi xuống, đáy hố nơi nơi đều là thối rửa lá cây cùng đá vụn, thực dễ dàng trượt chân, tô tiểu noãn đi được rất cẩn thận, chờ nàng rốt cuộc đi tới tiểu lan bên người, hấp hối tiểu lan tức khắc mở to mắt, đề phòng mà nhìn nàng, dãy dụa hướng bên cạnh trốn, ở trên tảng đá lưu lại một cái nhìn thấy ghê người vết máu, chỉ là nó chân sau mềm hoặc mà dán trên mặt đất, chỉ dựa vào chân trước di động tốc độ thật sự quá chậm. Ly đến gần, Tô Tiểu Noãn mới phát hiện, Tiểu Lan thương thế so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, trên đầu phá cái miệng to, máu tươi nhắm thẳng dẫn ra ngoài, hẳn là chính là bị nó hiện tại nằm bò cục đá đụng vào, Tiểu Lan trên người cũng che kín đủ loại vết thương, máu tươi cơ hồ nhiễm thấu lông tóc. Nếu không ai cứu nó nói, nó liền tính may mắn không bị mặt khác động vật ăn luôn, cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Chương 11 lạc đường tiệt sắc nam tử, tiểu lang không chịu từ bỏ, nó một bên hướng rời xa tô tiểu noãn phương hướng dịch, một bên cảnh cáo dường như ô ô kêu, cùng vừa rồi than khóc bất đồng, lần này tiếng kêu tràn ngập uy hiếp, tô tiểu noãn vốn dĩ có chút rối rắm muốn hay không cứu này chỉ tàn phế tiểu lang, nhưng vừa thấy đến tiểu lang quật cường ánh mắt, nàng nháy mắt bị đả động, quyết định đem nó mang về nhà thử cứu trị một chút, nếu có thể cứu hảo, liền uy nó ăn thuần thú đan, lúc này trong đầu vang lên hệ thống nhuyễn manh nhắc nhở chủ nhân nếu ngươi đem thuần thú đan đút cho nó nó liền sẽ lập tức hảo lên thú loại nhận chủ thời điểm sẽ tự động chữa trị miệng vết thương thật vậy chăng thật tốt quá Tô Tiểu Noãn thập phần kinh hỉ, không chút do dự rút ra dược bình nút bình, đem thuần thú đan đưa tới Tiểu Lang bên miệng. Tiểu Lang ngửi được đan dược hương vị, không hề bài xích Tô Tiểu Noãn tới gần. Tô Tiểu Noãn thực dễ dàng liền đem đan dược đút cho nó, chỉ thấy Tiểu Lang ăn xong thuần thú đan sau, trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, vốn dĩ ảm đạm lông tóc một lần nữa trở nên du quang bóng lưỡng, vô lực gục xuống chân cũng thẳng lên, nếu không phải phải nó trên người vết máu, tô tiểu noãn đều phải hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi, tiểu lang căn bản không bị thương quá, sở hữu miệng vết thương đều khỏi hẳn, tiểu lang run run trên người lông tóc, vui vẻ mà vòng quanh tô tiểu noãn chạy vòng, tô tiểu noãn ngồi xổm xuống thân mình vươn tay, tiểu lang chủ động thò qua tới cọ tay nàng, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, không nghĩ tới tiến hành đến như vậy thuận lợi, cái này nàng không cần lo lắng trở về chậm, sẽ bị mẫu thân của trách, tô tiểu tiểu noãn đem tiểu lang cất vào sọt, dặn dò nó không được ăn luôn gà rừng sau, liền tìm cái tương đối bằng phẳng hảo bò phương hướng, một đường bái cục đá dẫm lên thổ, rốt cuộc bò đi lên, bò thời điểm cọ một thân thổ, tô tiểu noãn đem tiểu lang từ sọt lấy ra tới, đem toàn thân đều chụp một lần, lúc này mới không như vậy ô uế tô tiểu noãn ở phía trước chạy, tiểu lang ở phía sau tung ta tung tăng mà đi theo, khi thì qua đi nghe nghe hoa dại, khi thì đi phát một phát chim nhỏ, phẳng phất có dùng không hết tinh lực, theo ký ức Tô Tiểu Noãn mang theo Tiểu Lang đi tới bên dòng suối nhỏ, tưởng cho nó rửa sạch sẽ trên người vết máu, nhưng ai biết Tiểu Lang vừa thấy đến thủy liền bùm nhảy đi vào, thủy bắn đến dày trên mặt, còn đem nàng hoảng sợ, cũng may Tiểu Lang đầu thực mau liền trồi lên mặt nước, còn ở trong nước lấy một cái buồn cười tư thế bơi qua bơi lại, Tô Tiểu Noãn nhẹ nhàng thở ra, tháo xuống sọt đặt ở một bên, nàng ngồi xổm bên dòng suối nâng lên một phủng thủy, đứng lên trên dương đến tiểu lang trên người lại ngồi xổm xuống thân mình một lần nữa Phủng Thủy chơi đến làm không biết mệt nàng tiếng cười hấp dẫn một người lại đây nàng lại hoàn toàn không biết tô tiểu noãn chơi mệt mỏi tay trống ở thân mình hai bên ngồi xuống cởi giày vớ đem chân bỏ vào suối nước qua lại lay động mát lạnh suối nước chảy qua chân mặt thoải mái cực kỳ thường thường còn có lá gan đại tiểu ngư mầm lại đây cọ nàng chân ngứa đến nàng cười không ngừng phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân cùng với lá cây rắc rung động thanh âm tô tiểu noãn thân mình nháy mắt căng thẳng âm thầm đề cao cảnh giới, nàng lặng lẽ nhặt lên bên người nhánh cây, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một cái thân hình cao lớn thon dài nam nhân, hắn ăn mặc một thân bình thường áo vải thô, lại khó nén kia một thân quý khí, hắn bước đi vững vàng, dáng người đĩnh bạt, thoạt nhìn là cố ý phát ra âm thanh làm tô tiểu noãn quay đầu lại. Tô Tiểu Noãn tầm mắt hướng lên trên, liền thấy được kia trương nói là kinh vi thiên nhân đều không quá thịnh thế mỹ nhan, nam nhân mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo rõ ràng, trường mi nhập tấn, như hàn tinh con ngươi sâu không thấy đáy, mũi nếu huyền gan, đẹp môi mỏng nhẹ nhàng nhấp, lộ ra một cổ tử quạnh quẽ, tơ lụa mượt mà tóc đen, bị một cây đơn giản mọc cây châm thúc với đỉnh đầu, lại phân ra hai tiểu lũ rũ ở khuôn mặt bằng thêm vài phần phong lưu, Tô Tiểu Noãn thực mau từ sắc đẹp trung phục hồi tinh thần lại nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân không buông tha hắn bất luận cái gì một động tác đi đến ly tô tiểu noãn chỉ có hai mét xa khoảng cách nam nhân dừng lại bước chân trầm giọng hỏi cô nương xin hỏi ngươi có biết đi cục đá thôn lộ ly đến gần tô tiểu noãn càng thêm cảm thấy người này không đơn giản trước không nói một cái nông phu sao có thể có như vậy non mịn làn da như vậy tinh xảo dung mạo liền nói hắn này toàn thân khí phái cùng với tản mát ra nếu ẩn nếu vô khí thế nếu không phải trường kỳ thân cư địa vị cao thói quen ra lệnh người tuyệt đối không thể có loại này sắc bén khí thế, hơn nữa tô tiểu noãn nhạy bén mà nhận thấy được, này nam nhân trên người còn cất giấu một cổ tử sát phạt chi khí, như vậy một người, đột nhiên xuất hiện ở trong núi, rõ ràng không tầm thường, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tô tiểu noãn trên mặt lại là một bộ thiên chân hài tử bộ dáng, ta biết cục đá thôn, đại ca ca ngươi đi nơi đó làm gì a à? tìm người. Nam nhân lời ít mà ý nhiều, biểu lộ chính mình ý đồ đến, Tô Tiểu Noãn tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng không nghe nói trong thôn nhà ai có thân phận cao quý thân thích, thôn dân đều là thành thật bổn phận nông dân, từ tổ tiên đều ở tại này, Tô Tiểu Noãn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là trong thôn có người chọc tới hắn, hắn là tới trả thù, đại ca ca, ngươi là đi đến cạnh nhờ thân thích đi, ta vừa lúc tiện đường, này liền mang ngươi đi, Tô Tiểu Noãn đem chân từ trong nước lấy ra tới, ở trên mặt nước quăng vài cái, chân còn chưa làm liền mặc vào chính mình giày vớ, ân nam nhân gật gật đầu tựa hồ là vì đề cao chính mình mức độ đáng tin hắn lại bổ sung một câu ta thân thích họ lâm là cái thợ san đưa lưng về phía hắn tô tiểu noãn thủ hạ động tác một đốn trong đầu chuông cảnh báo sao vang cục đá thôn cũng chỉ có một cái lâm thợ săn vẫn là đối với các nàng gia có ân lâm thợ săn là sinh trưởng ở địa phương cục đá thôn người cha mẹ song vong liền cái huynh đệ đều không có sao có thể sẽ có như vậy thân thích nếu là hắn thực sự có như vậy thân thích lâm thợ săn cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm lên núi đi săn, tô tiểu noãn ngồi xổm bên dòng suối chậm gì gì mà rửa tay trong lòng đã có đối sách bánh bao thịt về nhà Tô tiểu noãn rửa sạch sẽ tay, hướng tới tiểu lang dương một phủng thủy, từ trên mặt đất nhặt lên sọt bối ở trên người, đem nhánh cây cũng nhặt lên, nàng cấp tiểu lang khởi tân tên là bánh bao thịt, hy vọng về sau các nàng người nhà có thể mỗi ngày ăn thượng mỹ vị bánh bao thịt, bánh bao thịt nghe lời mà du trở về bên bờ, đứng yên lúc sau dùng sức lắc lắc trên người thủy, lông tóc xõa tung lên có vẻ lớn một vòng, còn hảo tô tiểu noãn phản ứng mau, kịp thời nhảy tới bên cạnh, lúc này mới mi miễn bị nó ném một thân thủy kết cục bánh bao thịt ăn xong thuần thú đan khai một bộ phận linh trí có thể nghe hiểu đơn giản nói thật giống như người trong thôn dưỡng thục cẩu giống nhau nó tự giác mà đi theo tô tiểu noãn hữu phía sau tô tiểu noãn mang theo nam nhân hướng sơn ngoại đi bất quá nàng đi không phải đi cục đá thôn phương hướng mà là đi ngô lâm thôn lộ nàng ngậm căn cỏ đuôi chó hừ không thành điều khốp dùng trong tay nhánh cây gõ phía trước thảo xác nhận không có xà mới yên tâm mà đi qua đi thấy thế nào đều là một cái bình thường nông thôn nha đầu, chương 12 cấp lâm thợ săn báo tin, đại ca ca, ngươi là người bên ngoài sao? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, đại ca ca, ngươi cùng Lâm Thợ săn là cái gì thân thích a, à, ngươi là con của hắn sao? Tô Tiểu Noãn nghĩ thầm, nếu nàng là cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn tiểu cô nương, đột nhiên nhìn đến người xa lạ hẳn là sẽ rất tò mò, cho nên nàng dọc theo đường đi đều ở không ngừng hỏi nam nhân vấn đề, chỉ là nam nhân một cái cũng không trả lời, vẫn luôn sụ mặt, đi rồi không đến 15 phút, Tô Tiểu Noãn đột nhiên phun rớt cỏ đuôi chó, ném xuống nhánh cây, ôm bụng cong lưng, chau mày, gắt gao mà cắn môi dưới ai u ta bụng đau quá vừa rồi không nên uống suối nước có khỏe không Nam nhân chỉ là đứng ở hai mét xa địa phương hỏi câu, trên mặt cũng không quá nhiều lo lắng, đôi mắt chỗ sâu trong có nhàn nhạt hoài nghi, người chờ ta một hồi, ta đi đi ngoài, đi một chút sẽ trở lại, tô tiểu noãn ngượng ngùng mà nói xong, cõng sọt hướng rừng cây rậm rạp địa phương chạy tới, vụng về mà đi phía trước chạy hai bước, lại đột nhiên lộn trở lại tới, đem sọt buông, tô tiểu noãn nhìn sọt còn ở dãy ruộng gà rừng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập do dự, người giúp ta nhìn điểm, nhưng đừng cầm nó đi rồi, ta thật vất vả mới bắt được, người nhưng đừng trộm ta đồ vật, tô tiểu noãn vài bước vừa quay đầu lại, đôi tay đặt ở bên miệng trình loa trạng hô, giống như sợ nam nhân trộm nàng gà rừng chạy trốn, thấy thế, nam nhân đánh mất trong lòng hoài nghi, cảm thấy tô tiểu noãn sẽ không ném xuống gà rừng rời đi. Tô tiểu noãn không chạy ra đi rất xa liền không có tiếng bước chân, hẳn là dường, nam nhân còn có thể nghe được nàng quát lớn thanh, bánh bao thịt, đừng ăn bậy, mau tránh ra, nam nhân nhắm mắt lại yêu nhã mà dựa vào trên cây, chờ tô tiểu noãn trở về cho hắn dẫn đường, nhưng đợi một nén nhang thời gian, kia nhà đầu cũng không trở về hắn hậu chi hậu giác mà phát giác sự tình không quá thích hợp, đối với tô tiểu noãn rời đi phương hướng hô vài tiếng, không nghe được bất luận cái gì đáp lại, hơn nữa hắn phía trước cũng không nghe được người kêu cứu thanh âm hoặc là cầu tiếng kêu, thuyết minh nàng không phải gặp được nguy hiểm, nam nhân thế mới biết chính mình bị ném xuống tới, hắn sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, nếu kia nha đầu không yên tâm chính mình gà rừng, mang theo nó qua đi đặt ở một bên cũng không phải không được, kia nha đầu đầu sở dĩ đem gà rừng lưu lại, chính là vì làm chính mình thả lòng cảnh giác, thật là cái rảo hoạt nha đầu, hắn không nghĩ tới một cái thôn dã nhà đầu có thể có như vậy tâm, cơ, cho nên mới chứ đạo của nàng, trong núi lớn như vậy, không biết khi nào mới có thể gặp phải hạ một người, nam nhân tay phải thành quyền, nặng nề mà đánh vào một bên trên thân cây, tô tiểu noãn lúc này chính mang theo bánh bao thịt ở núi rừng gian chạy như điên, dọc theo thôn dân dẫm ra tới lộ, hướng cục đá thôn phương hướng Chạy, nàng đem gà rừng lưu lại còn có một nguyên nhân nàng sợ người nọ không đồ vật ăn đói chết có chỉ gà rừng ở tốt xấu có thể ăn no có sức lực đi đường rốt cuộc này hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán vạn nhất nam nhân không có ác ý kia nàng đã có thể phạm đại sai rồi cho nên nàng không đem nam nhân hướng núi sâu mang tô tiểu noãn tưởng mau chút hồi trong thôn đem việc này nói cho lâm thợ san làm hắn có cái chuẩn bị nếu là lâm thợ săn nhận thức người nam nhân này bọn họ có thể chạy nhanh về trên núi đem hắn tìm trở về dù sao nàng ném xuống hắn địa phương ở núi non bên ngoài không cần lo lắng hắn một cái tráng hán sẽ có nguy hiểm nếu là người này thật là lâm thợ săn kẻ thù như vậy có thể cho lâm thợ săn chạy nhanh đi địa phương khác chạy trốn vừa rồi nàng cùng bánh bao thịt phối hợp quá có ăn ý nàng đầu tiên là trốn đến đại thụ mặt sau làm bộ giống bánh bao thịt giống xong lúc lúc sau nàng liền điểm chân lặng lẽ đi rồi, bánh bao thịt cũng biết tiểu tâm mà đi không có khô lá cây địa phương, một người một lang không phát ra tiếng vang, liền như vậy lén lút rời đi, noãn nhà đầu, không phải làm ngươi đừng chạy sao, người như thế nào chính là không nghe, đừng đem miệng vết thương chấn khai, bạch thị đang ở biên rổ, nhìn đến tô tiểu noãn trở về, nàng đem trong tay việc buông, bước nhanh đi đến tô tiểu noãn trước mặt, lo lắng mà sốc lên băng gạc nhìn xem nàng miệng vết thương, tô tiểu noãn không có né tránh tùy ý bạch thị xem xét bởi vì chạy trốn quá nhanh nàng hiện tại còn thở hổn hển thấy miệng vết thương khép lại rất khá không có vỡ ra dấu hiệu bạch thị yên lòng lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đi theo tô tiểu noãn phía sau bánh bao thịt này nhà ai cầu a à sao chạy nhà chúng ta tới, bạch thị chưa thấy qua lang, tự nhiên nhận không ra bánh bao thịt chân thật chủng loại, tô tiểu noãn tùy tiện tìm cái lý do ta xuống núi thời điểm thấy, nó đi theo ta chạy về tới, có thể là nhà ai không cần cầu đi, bạch thị không có hoài nghi, rốt cuộc nuôi chó cũng là thực phí đồ ăn, rất nhiều thôn dân ra đại cầu sinh một oa tiểu cầu nuôi không nổi, lại không bỏ được giết, liền đem nó đuổi ra đi, xem có thể hay không gặp gỡ tưởng dưỡng nhân ra, ta đi lâm thúc ra nói một tiếng làm hắn buổi tối không cần cho chúng ta ra đưa cầu tô tiểu noãn không đợi bạch thị đáp ứng nói xong liền nhanh chân hướng mặt đông lâm thợ săn trong nhà chạy bánh bao thịt tự nhiên là trung thành mà đi theo phía sau ai như vậy tiểu nhân cầu sao giữ nhà a à? bạch thị hướng về phía tô tiểu noãn bóng dáng hỏi nhưng tô tiểu noãn không có nghe thấy nương là nhị muội muội đã trở lại sao tô tiểu hân ở đông phòng mơ hồ nghe được tô tiểu noãn thanh âm đi ra môn hỏi bạch Thị gật gật đầu, hướng phòng bếp đi đến, nàng đi ngươi lâm thúc ra nói sự đi, một hồi liền trở về, nương trước đem buổi trưa cơm làm tốt, lâm thợ săn trong nhà tuy rằng ở nhà nàng mặt đông, nhưng cũng xem như thôn nhất Tây Đầu, ly đến cũng không xa, tô tiểu noãn thực mau liền đến nhà hắn, sân không lớn, tường viện là dùng cục đá lũy lên, so các nàng ra không biết hảo nhiều ít, tô tiểu noãn gõ gõ rắn chắc cửa gỗ, cho nàng mở cửa chính là một cái ước chừng năm tuổi tiểu nam hai tiểu nam hài thần sắc thẹn thùng ăn mặc sạch sẽ màu lam thô vải bông xiêm y trên người mụn vá phùng đến nghiêng lệch vặn vẹo vừa thấy chính là xuất từ lâm thợ săn cái này thô nhân tay trong viện buộc chó săn vốn dĩ ở gâu gâu thẳng kêu nhìn đến người đến là tô tiểu noãn lúc sau lập tức không gọi quỳ dạp trên mặt đất lười biếng mà dùng cái đuôi quét rác thạng tử ai tới trong phòng truyền đến lâm thợ săn dò hỏi thanh, được xưng là thặng tử tiểu nam hài đang muốn nói không quen biết, tô tiểu noãn liền thế hắn trả lời, lâm thúc, là ta, nhà ta trụ nhất tây đầu, tô tiểu noãn lôi kéo cổ nói, trong lòng ám đạo, còn hảo lâm thúc ở nhà, lâm thợ săn từ trong phòng đi ra, ít khi nói cười hỏi, nhà đầu, ngươi sao tới, tuy nói tô tiểu noãn cùng lâm thợ săn tuổi tác tranh lệch rất lớn, nhưng lâm thợ săn ra không có nữ quyến, bọn họ vẫn là phải chú ý nam Nữ đại phóng, cho nên tô tiểu noãn chưa đi đến hắn sân, chỉ ở viện môn khẩu đứng nói với hắn lời nói, thúc ta hôm nay lên núi đi, gặp một cái nam, ước chừng có hai mươi tuổi, cùng ta hỏi thăm cục đá thôn lộ, còn nói là người thân thích, ta sợ hắn là người xấu, liền đem hắn đưa tới ngô lâm thôn bên kia đi, người nhận thức hắn sao, tô tiểu noãn thấy bốn phía không ai, nhỏ giọng mà nói chương 13 bánh bao thịt quá thông minh, lâm thợ săn nghe xong lời này, vội hỏi nói, hắn trường gì dạng, gì, mẫu thân không phải nói lâm thợ săn nói chuyện nói lắp sao, như thế nào một chút đều nghe không hiểu, ách, vóc người cao lớn, rất đoan chính, so với ta gặp qua tiểu cô nương còn xinh đẹp, nhìn không giống như là chúng ta nông dân, tô tiểu noãn rất tưởng dùng phong hoa tuyệt đại tới hình dung hắn, nhưng là này từ ngữ từ nàng một cái ở nông thôn nhà đầu trong miệng nói ra quá kỳ quái. Lâm thợ săn cau mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra người này sẽ là ai, thúc không gì thân thích, thúc thân thích lớn lên cũng đều khó coi, tô tiểu noãn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới, nàng nhìn kỹ xem lâm thợ săn diện mạo, hắn lớn lên kỳ thật không xấu, chỉ là người tương đối tục tăng, trên mặt dâu ria sồm xoàm có vẻ không lưu loát, má trái còn có một đạo đao xẹo, nhìn có chút dọa người, khả năng chính là bởi vì trên mặt kia đạo sẹo tồn tại, cho nên mới không hảo cưới vợ. Đi, thúc ta xem hắn không giống người bình thường, người muốn hay không mang theo thạng tử đi ra ngoài trốn một trốn hắn tới rồi Ngô Lâm thôn hẳn là thực mau là có thể đi tìm tới. Tô tiểu noãn có chút hối hận không đem người mang đến xa một ít, Ngô Lâm thôn ly cục đá thôn cũng liền mười mấy dặm mà lộ, non nửa thiên là có thể đi đến, không cần trốn, thúc nào cũng không đi qua, càng không trêu chọc hơn người, không sợ hắn. Lâm Thợ săn bắt tay đáp ở thạng tử đỉnh đầu, hàm hậu mà nói, "Tôi tiểu noãn cảm thấy một trận đau đầu không biết nên nói lâm thợ săn là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là thần kinh đại điều gì cũng không sợ nhà đầu đây là Lâm thợ săn thường xuyên lên núi, tự nhiên phân biệt đến gia lang cùng cầu, hắn thấy được dấu ở tô tiểu noãn phía sau bánh bao thịt, kinh ngạc mà chỉ vào nó, muốn nói lại thôi, bánh bao thịt cái đuôi rũ xuống, lỗ tai dựng, đôi mắt nghiêng hướng về phía trước trọn, rõ ràng là một con sói con, lâm thúc, đây là ta hôm nay lên núi thời điểm nhặt được tiểu cầu, nó bị ta từ hố cứu ra, nhưng nghe ta nói. Tô tiểu noãn ngồi xổm xuống thân mình, bánh bao thịt lập tức thấu lại đây, duỗi đầu cho nàng vuốt ve, nàng bắt tay đặt ở bánh bao thịt gương mặt hai sườn, lược dùng sức nhéo nhéo, đem nó xoáy khí mặt sói đều niết biến hình, thoạt nhìn ngây ngốc, cùng husky không có gì hai dạng, trong thôn đại đa số người cũng chưa gặp qua lang, bởi vì gặp qua bầy sói người liền rốt cuộc không về được, có khả năng nhận thức sói con chỉ có lâm thợ săn, tô tiểu noãn muốn cho lâm thợ săn tiên kiến một chút bánh bao thịt, miễn cho về sau ngẫu nhiên nhìn thấy bánh bao thịt, đem nó đương dã lang đánh giết, lâm thợ săn thấy bánh bao thịt cùng tô tiểu noãn thân cận, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nói cho nàng sự thật, trương vài lần miệng cũng chưa nói ra lời nói, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, lâm thúc, ngươi sao? có gì lời nói liền nói bái, tô tiểu noãn đứng lên, ra vẻ nghi hoặc mà cười hỏi, kỳ thật nàng biết lâm thợ săn muốn nói cái gì, nhà đầu, thúc nhìn, này không giống như là cẩu, như là sói con, người vẫn là đem nó đưa về trên núi đi thôi, lâm thợ săn do dự luôn mãi vẫn là quyết định nói cho tô tiểu noãn miễn cho tiểu lang lớn lên bị thương người đến lúc đó liền chậm tô tiểu noãn cười đến thẳng không dậy nổi eo tới tựa hồ là không tin trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt lâm thúc này sao có thể là sói con này còn không phải là chó con tử sao thấy tô tiểu noãn không tin lâm thợ săn có chút nóng này chó con không phải như thế chó con cái đuôi hướng về phía trước kiều chỉ có lang mới có thể như vậy rũ cái đuôi a à, chính là bánh bao thịt ngoan thật sự nó có thể nghe hiểu ta nói ta không bỏ được đem nó đưa trở về tô tiểu noãn khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới thần sắc có chút do dự lâm thúc có thể không đem nó đưa trên núi sao nó khả năng sống không nổi tô tiểu noãn khẩn cầu nói nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh như vậy đi này lang còn nhỏ hẳn là sẽ không đả thương người người trước dưỡng một thời gian đừng làm cho nó vào nhà nhìn xem nó có phải hay không thật sự thông nhân tính lâm thợ săn do dự một chút nói hắn ở trên núi đi săn nhiều năm đối động vật nhận thức so bình thường thôn dân muốn càng sâu một ít tuy rằng động vật sẽ không nói nhưng có chút động vật là có linh tính biết báo ân hy vọng tô tiểu noãn nhặt được này chỉ sói con cũng là như thế này hảo ta bảo đảm bánh bao thịt tuyệt đối sẽ không đả thương người nó một khi đả thương người ta liền đem nó đưa về trên núi hoặc là trực tiếp đánh chết, Tô Tiểu Noãn nhéo nắm tay, lời thề son sắt mà bảo đảm, sau đó nhìn về phía bánh bao thịt, đối nó nói, bánh bao thịt, mau đi cảm ơn Lâm Thúc, nếu là không có thuần thú đan, Tô Tiểu Noãn là trăm triệu không dám dưỡng bánh bao thịt, nhưng có thuần thú đan ở, nàng xác định bánh bao thịt khai linh trí, có cảm tình, đương nhiên sẽ không bởi vì sợ hãi mà đem nó tiễn đi bánh bao thịt chạy đến lâm thợ săn dưới chân thân mật mà cọ cọ hắn ống quần lâm thợ săn cơ bắp căng thẳng một cái chớp mắt thực mau lại thả lỏng lại đứng ở hắn bên người thạng tử đôi mắt chừng đến tròn tròn cũng tưởng sờ sờ bánh bao thịt nhưng lại có chút sợ hãi bánh bao thịt cọ xong lâm thợ săn lại quay đầu đi cọ cọ thạng tử thạng tử vóc dáng tiểu bánh bao thịt cơ hồ chui vào trong lòng ngực hắn thạng tử hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm bánh bao thịt hiển nhiên thực thích nó lâm thúc ta cầu ngươi chuyện này cầu ngươi đừng đem bánh bao thịt là lang nói ra đi miễn cho đại gia bởi vì sợ hãi đem nó đánh đi hảo chỉ cần nó không đả thương người hết thảy đều hảo thuyết lâm thợ săn sảng khoái mà đáp ứng rồi cảm ơn ngươi lâm thúc bánh bao thịt về sau liền có thể giúp chúng ta giữ nhà tô tiểu noãn cùng lâm thợ săn nói tạm kêu hồi bánh bao thịt chuẩn bị rời đi xoay người phía trước lại không yên tâm mà nói một câu lâm thúc ngươi nếu là không nghĩ đi cũng đến trước tiên làm chuẩn bị đừng đem thặng tử một người phóng trong nhà ân thúc biết vừa nghe chính mình buổi tối không cần đem cầu đưa đi qua, lâm thợ săn trong lòng như là thiếu một khối, cảm xúc cũng không khỏi hạ xuống xuống dưới, tô tiểu noãn đi rồi, lâm thợ săn dặn dò thạng tử gần nhất không cần ra bên ngoài chạy, cũng không cần đem tô tiểu noãn dưỡng lang sự tình nói ra đi, thạng tử nghe xong cái miệng nhỏ một phiết, tinh tế lông mày nhíu lại, hắn vốn đang tưởng cùng đồng bọn khoe ra một chút chính mình sờ soạn lang đâu, hiện tại không thể khoe ra, tuy rằng không cao hứng nhưng hắn vẫn là nghe lời nói mà đồng ý về nhà trên đường tô tiểu noãn tổng cảm thấy bánh bao thịt cảm xúc không quá thích hợp nó tựa hồ không giống phía trước như vậy vui sướng thoạt nhìn ủ rũ cục đuôi tô tiểu noãn dừng lại bước chân cong lưng tay chống đầu gối nhìn nó vươn ra ngón tay điểm điểm nó hắc cái mũi làm sao vậy không cao hứng, bánh bao thịt từ xoang mũi phát ra một tiếng, hừ, ngạo kiều mà quay đầu đi không xem nàng, tô tiểu noãn bị nó tiểu bộ dáng làm cho tức cười, cố nén ý cười hỏi, có phải hay không đói bụng, bánh bao thịt tiếp tục ngạo kiều, kia, là chạy lâu lắm, mệt mỏi, bánh bao thịt đầu thay đổi cái phương hướng, bảo trì cao lãnh, nhớ nhà, thân mình không thoải mái, không thích lâm thúc sợ hãi lâm thúc ra cầu, tô tiểu noãn đem chính mình có thể nghĩ đến lý do đoán cái biến, cuối cùng mới thử mà nghi ngờ nói, chẳng lẽ, bởi vì ta làm ngươi lấy lòng người khác, ngươi không cao hứng, bánh bao thịt lúc này mới đem mặt sói bãi chính, sinh khí mà nhìn tô tiểu noãn, một bộ ta sinh khí mau tới hống ta tiểu bộ dáng, tô tiểu noãn nhịn không được bạo thô khẩu, ngọa tàu, ngươi đây là thành tinh đi, chương 14 lên núi thải nấm, này nơi nào là khai linh trí, rõ ràng liền cùng thành tinh không sai biệt lắm, mỗ chỉ bánh bao thịt càng thêm tức giận, tức giận đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không đi rồi, nó nằm nghiêng ở mềm xốp thổ địa thượng, nằm ở một đống thấp bé khô thảo trung gian, lang mắt một bế, vẫn không nhúc nhích, lồng ngực phập phồng rất nhỏ, nhìn qua cùng đã chết không sai biệt lắm, tô tiểu noãn, nó đây là ở cùng nàng chơi già chết sao, hiện tại lang đều như vậy ngạo kiều, như vậy xà tinh bệnh sao, không có biện pháp, nàng còn trông cậy vào này chỉ lang đại gia giúp nàng giữ nhà, bảo hộ mẫu thân cùng tỉ muội đâu. Tô tiểu noãn bất đắc dĩ mà ngồi xổm nó bên cạnh, vắt hết óc nói một đống lớn lời hay. Ta bánh bao thịt đại ca, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa cho ngươi đi lấy lòng người khác. Tiểu nhân nhất định hảo hảo đối với ngươi. Bánh bao thịt nghe xong nhiều như vậy lời hay, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Nó ra vẻ không tình nguyện mà từ trên mặt đất bò dậy, đầu vung, bước chân ngắn nhỏ hùng dũng ngoài vệ mà đi ở phía trước. Tô Tiểu Noãn vội vàng đuổi kịp, nàng ở trong đầu đối hệ thống nói, ta nói, người cấp sơ cấp thuần thú đan cũng quá lợi hại, có thể đem một đầu xuẩn lang trực tiếp biến thành lang tinh, kỳ thật thuần thú đan hiệu quả như thế nào, muốn xem dã thú bản thân thiên phú cùng tư chất, này đầu lang biến hóa lớn nhất còn không phải chỉ số thông minh, mà là vũ lực giá trị, nó hiện tại đã xem như cấp thấp linh thú, có thể đánh thắng được bình thường thành niên lang, chờ nó lại lớn hơn một chút, liền lão hổ đều có thể đấu một trận, hệ thống non nớt nãi âm, làm tô tiểu noãn mỗi lần nghe đều rất tưởng trà đạp nó mặt, đáng tiếc, hệ thống giống như không có thật thể, liền lão hổ đều có thể đánh. Lợi hại như vậy, tô tiểu noãn trước kia xem qua một cái phim phóng sự, hơn hai mươi đầu lang vây công một con lão hổ, cuối cùng bầy sói bị lão hổ toàn bộ phản giết, nàng từ khi đó mới biết được, lang tuy rằng hung ác, nhưng cùng lão hổ so vẫn là kém quá nhiều, nếu bánh bao thịt một con lang là có thể đánh thắng được lão hổ, kia nó có thể tự phong thú vương đi, hừ, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem thuần thú đan là ai cung cấp chờ ngươi tìm được quý hiếm linh vật ta hợp thành linh đan cho ngươi dùng ngươi sẽ so nó lợi hại hơn hệ thống ngạo kiều mà nói oa oa âm tràn ngập tự hào tô tiểu noãn ánh mắt sáng lên ta về sau cũng có thể một mình đấu lão hổ lý luận đi lên nói là có thể bất quá ngươi đến trước tìm được linh vật mới được đẳng cấp cao linh vật nhưng không hảo tím hệ thống không nghĩ làm tô tiểu noãn quá kiêu ngạo cho nàng trước tiên bát bồn nước lạnh tô tiểu noãn vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi ta nhất định có thể tìm được buổi chiều tiếp tục lên núi đi chờ nàng mang theo bánh bao thịt về đến nhà Bạch thị đã làm tốt cơm chưa? Đang đứng ở đông cửa phòng khẩu hướng bên ngoài nhìn xung quanh, nương, ta đã trở về. Tô Tiểu Noãn chạy một buổi sáng, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nghe thấy tới mùi hương liền chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Bạch Thị cùng Tô Tiểu Noãn cùng vào nhà, lúc này mới chú ý tới nàng bối thượng sọt không thấy. Noãn nhà đầu, ngươi sọt đâu? Ai nha, ta quên ở trên núi, buổi chiều đi lấy đi. Tô Tiểu Noãn nghĩ thầm, vừa lúc dùng lấy cớ này lại lên núi một lần, cậu có thể ăn bắp bánh linh tinh đồ vật, nhưng là lang không thể a, à. lang đến ăn thịt cho nên nàng buổi chiều cần thiết mang theo bánh bao thịt đi trên núi đi san, bất quá đến đổi một ngọn núi, miễn cho đụng tới buổi sáng nam nhân kia, tính, đừng đi, cũng không phải gì chân quý đồ vật, nương lại biên một cái là được, bạch thị dựa gần cái bàn ngồi xuống, cấp tô tiểu noãn thịnh một chén trứng gà cải trắng canh, giỏ che bán tam văn tiền một cái cũng chưa người muốn, bởi vì trong thôn nữ nhân đều sẽ biên, không ai nguyện ý hoa cái này tiền, tô tiểu noãn tiếp nhận chén gỗ, thầm nghĩ nếu không phải vương thẩm đưa tới này đó đồ dùng sinh, hoạt các nàng thật sự không biết nên như thế nào sinh hoạt đi xuống, ta lại đi một chuyến đi, dù sao liền ở chân núi, bên trong còn có ta thải đồ vật đâu. Tô Tiểu Noãn bưng lên chén uống một hớp lớn canh, cơ hồ không uống đến hoa xứ tất cả đều là cải trắng, canh hương vị cũng thực đạm. Tô Tiểu Noãn biết mẫu thân không bỏ được phóng trứng gà cùng muối, nàng nghĩ buổi chiều đi trong núi thời điểm, xem có thể hay không lại bắt một con gà rừng tới lại thải một ít rau dại nấm trở về tốt nhất, nhị tỷ, ngươi từ nào mang về tới tiểu cầu, tô tiểu tình chỉ vào mới vừa rào bước tiến lên môn bánh bao thịt, kinh hỉ mà nói, tô tiểu tình mới 7 tuổi, đối đáng yêu miêu miêu cầu cầu một chút sức chống cự đều không có, nàng vừa thấy đến bánh bao thịt liền cao hứng hỏng rồi nếu không phải bạch thị lôi kéo nàng, nàng khẳng định lập tức nhào lên đi loát cầu, ăn cơm trước, cơm nước xong sờ nữa cầu, đừng bắt tay làm dơ, bạch thị đem tô tiểu tình túm hồi trên ghế, hướng nàng trong tay tắc xong mọc đũa, vùi đầu ăn canh tô tiểu hân cũng thấy được bánh bao thịt, nàng đối bánh bao thịt thái độ liền lãnh đạm nhiều, gì, người như thế nào còn mang về tới một con cầu, tô tiểu noãn đem đối mẫu thân cách nói, lại cùng hai cái tỉ muội nói một lần, về sau nó đã kêu bánh bao thịt đi, dễ nghe lại dễ nhớ. Tô tiểu noãn thực mau liền đem hy đến có thể chiếu gương canh cấp uống hết. Bạch thị lại cho nàng thịnh một chén liền uống lên tam chén nhỏ tô tiểu noãn chỉ cảm thấy trong bụng tất cả đều là thủy ở lắc lư lại trướng lại hư xem ra không ăn chút đỉnh đói vẫn là không được a à. hảo a à, nhà của chúng ta có bánh bao thịt hì hì tô tiểu tình cười đến mi mắt cong cong lộ ra hai bài tiểu bạch nha thập phần đáng yêu nàng lời này nghe được tô tiểu noãn trong lòng lại là một trận chua xót, tiểu muội lớn như vậy giống như còn không ăn qua bánh bao thịt đâu buông chén tô tiểu noãn tùy ý dùng mu bàn tay xoa xoa miệng đứng lên đối bạch thị nói nương ta trước mang theo bánh bao thịt đi trên núi đem sọt lấy về tới còn không có uy cầu ăn cái gì đâu bạch thị uống lên khẩu canh chỉ chỉ bánh bao thịt dân quê thói quen là người cơm nước xong sau đem cơm thừa đút cho cậu ăn nếu không có cơm thừa liền cấp cậu uống tẩy nồi thủy lại phao điểm bắp bánh linh tinh lương khô các nàng còn không có cơm nước xong tự nhiên sẽ không trước uy cậu không có việc gì nó còn không đói bụng ta tìm được nó thời điểm nó mới vừa ăn một con bồ câu Tô Tiểu Noãn mở to mắt nói dối, Bạch Thị vẫy vẫy chiếc đũa, làm Tô Tiểu Noãn đi ra ngoài, đi thôi, sớm một chút trở về là được, đừng hướng núi sâu chạy, ân, ta biết rồi. Tô Tiểu Noãn cùng Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Tình chào hỏi, kêu lên bánh bao thịt đi ra môn, thuận tay ở trong sân lại cầm một cái rổ, nương ta lại lấy cái rổ lên núi, lấy đi, trong nhà nhiều đến là, Bạch thị làm việc nhanh nhẹn, non nửa thiên là có thể biên một cái giỏ tre, tiểu một chút rổ một buổi sáng có thể biên vài cái, đi ra ra môn sau, bánh bao thịt ai oán mà nhìn Tô Tiểu Noãn liếc mắt một cái, làm Tô Tiểu Noãn ngạc nhiên không thôi chính là, nàng cư nhiên đoán được bánh bao thịt ý tứ, nó giống như đang nói, ta khi nào ăn bồ câu, tô tiểu noãn cúi người, xoa xoa bánh bao thịt đầu, đi, này liền mang ngươi đi bắt điểu ăn, các nàng ra phía tây, có một tảng lớn chạy dài dãy núi, tô tiểu noãn trước hướng tây đi vào sơn, lại dọc theo tranh vênh đường núi đi lên phía bắc sơn, ngô lâm thôn ở cục đá thôn tây nam mà, tô tiểu noãn từ mặt bắc đi liền sẽ không gặp được buổi sáng nam nhân kia, phía bắc sơn muốn so phía nam càng thêm nguy nga, trên núi cây cối cũng càng thêm cao lớn rậm rạp tô tiểu noãn mới vừa vào núi liền rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm giảm xuống một ít trên đỉnh đầu không bị tươi tốt lá cây cái, chỉ có loang lổ quang điểm phóng ra trên mặt đất, tầm mắt cũng tối sầm xuống dưới, thôn dân rất ít có đi phía bắc, tô tiểu noãn ỉ vào có bánh bao thịt ở, mới dám đi vào nơi này, chương 15 linh thảo, dưới chân nhánh cây ẩm ướt nhũn ra, dẫm lên đi phát ra nặng nề thanh âm, loại này âm u ẩm ướt địa phương, thực thích hợp nấm sinh trường, đồng thời cũng là loài rắn thích nhất hoàn cảnh, tô tiểu noãn đề cao cảnh giác, dùng gậy gộc nơi nơi chọc tới chọc đi, xác nhận không có xà mới có thể đặt chân, đại bộ phận nấm đều lớn lên ở đại thụ hạ, giấu ở cỏ dại trung gian, tô tiểu noãn đắc dụng gậy gọc đẩy ra mới có thể biết dưới tầng cây mặt có hay không trường nấm, nàng vận khí thực hảo, rất nhiều đại thụ phía dưới đều có tròn tròn nấm, không đi bao lâu, tô tiểu noãn liền thải tới rồi non nửa rổ nấm, nàng tuy nhận không được đầy đủ nấm chủng loại, nhưng cũng biết nhan sắc tươi đẹp nấm chạm vào không được, cho nên chỉ thải những cái đó lớn lên nên không chớp mắt nấm, đi tới đi tới, Tô Tiểu Noãn không cẩn thận dẫm tới rồi một mảnh lầy lội thổ địa, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng kịp thời bảo vệ trong rổ nấm, bằng không thật vất vả thải đến nấm đều phải rớt trên mặt đất, đứng lên vừa thấy, phía trước cơ hồ đều là ướt mềm thổ địa, dẫm lên đi sẽ lưu lại dấu vết cái loại này, hơn nữa trên mặt đất còn phô một tiểu tầng lá khô, đi lên sẽ càng hoạt. Tô Tiểu Noãn đang định đổi cái phương hướng tiếp tục tìm thực vật, hệ thống kích động nãi âm đột nhiên vang lên, chủ nhân, phía trước có linh vật, không nghĩ tới ly đến gần, hệ thống còn có thể cảm ứng được linh vật cụ thể phương vị. Tô Tiểu Noãn đối về sau tìm kiếm linh vật càng có tin tưởng, nếu muốn tìm đồ vật liền ở phía trước, Tô Tiểu Noãn không tính toán đường vòng, bất quá nàng có chút đau lòng chính mình dày, đến tìm cái đồ vật đem dày bên ngoài bao lên, vừa lúc phụ cận có cây nhánh cây lớn lên tương đối thấp. Lá cây lại rất dày chắc, Tô Tiểu Noãn đứng ở nhánh cây phía dưới, nhảy rất nhiều lần, rốt cuộc bắt được một mảnh lá cây, nàng theo lá cây đem nhánh cây kéo thấp một ít, hái được hảo chút lá cây xuống dưới, Tô Tiểu Noãn không biết đây là cái gì thụ, lá cây thon dài, độ rộng đại khái chỉ có bàn tay như vậy khoan, nàng cong hạ thân tử, đem lá cây triền ở dày bên ngoài, dùng tùy tay xả dây đằng chói rắn chắc, một chân triền bốn phiến lá cây, đem toàn bộ dày mặt đều bao lên, thử đi rồi vài bước, trừ bỏ dưới chân dây đằng có chút gác chân không thoải mái bên ngoài, mặt khác đều khá tốt. Hơn nữa này lá cây ngoài dự đoán mà nại ma, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không hư, bánh bao thịt ngươi muốn bao ở chân sao? Tô tiểu noãn dơ dơ lên dư lại một mảnh lá cây, bánh bao thịt tựa hồ thực trướng mắt nàng cách làm, ngạo kiều mà một quay đầu, bước chân ngắn nhỏ liền bước vào bùn đất, không nghĩ tới nó chân ngắn nhỏ còn rất vững chắc, cho dù đi được nhanh cũng không hề có muốn trượt chân dấu hiệu. Tô Tiểu Noãn chỉ có thể nhận mệnh nhặt lên một cây tương đối ngạnh nhánh cây, trống ở mà mắc mưu quải trượng, lúc này mới có thể miễn cưỡng đi ở này phiến bùn đất thượng, nhánh cây cắm vào bùn đất lại rút ra, ở nàng phía sau lưu lại một loạt hình tròn tiểu hố sâu, còn có lá khô bị nàng chống nhánh cây chọc vào hố nhỏ, mau tới rồi sao? dưới chân dây đằng cộm chân, đi rồi nửa giờ, tô tiểu noãn liền đau đến chịu không nổi, ân ân, nhanh, lại đi vài bước là được, hệ thống thanh âm nghe tới càng kích động, tô tiểu noãn không chút nghi ngờ, nếu hệ thống có thật thể, nhất định đã sớm nhào qua đi, tô tiểu noãn tiếp tục về phía trước đi, đi ngang qua một mảnh cỏ dại thời điểm, xem cũng không xem liếc mắt một cái liền phải dẫm lên đi, đừng dẫm, đừng dẫm đó là linh vật hệ thống tiểu nãi âm tiêm đến sắp phá âm tô tiểu noãn chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm vang lên thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi người làm ta sợ muốn chết Tô Tiểu Noãn vươn đi chân kịp thời thu trở về, bởi vì thu đến quá mạnh thiếu chút nữa té ngã, nàng ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận mà quan sát trước mặt kia một đống cỏ dại, thảo diệp thon dài, không có thảo côn, một cây thảo đại khái dài quá 4 năm phiến thảo diệp bộ dáng, vô luận xem bao nhiêu lần, đều là bình thường cỏ dại không thể nghi ngờ, người xác định đây là linh vật, này rõ ràng là cỏ dại A, linh vật không đều là nhân xâm linh chi linh tinh sao, hệ thống tức giận đến hận không thể ở Tô Tiểu Noãn sọ não thượng dùng sức gõ một chút, thật bổn, nhân sâm lại chân quý, cũng chỉ là phàm vật mà thôi, chân chính linh vật ẩn chứa có thiên địa linh khí, không chỉ có có thể cường thân kiện thể, còn có được rất nhiều công hiệu, há là nhân sâm linh chi có thể so sánh, kia này cây Linh thảo có thể ăn?" Tô Tiểu Noãn do dự hỏi, kỳ thật nàng trong lòng cảm thấy heo đều sẽ không ăn này đó thảo, hệ thống vốn dĩ tưởng nói nàng không có thường thức, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng vốn dĩ liền không phải tu tiên thế giới người, không hiểu linh vật cũng bình thường, linh vật không thể trực tiếp dùng, muốn luyện thành đan dược mới được. Về sau ta sẽ chậm rãi giáo ngươi phân biệt linh vật, ta đầy như thế nào đem chúng nó hái xuống đâu? Tô Tiểu Noãn nhớ rõ trước kia xem qua trong tiểu thuyết viết, ngắt lấy bảo bối phải dùng đặc thù thủ pháp, còn muốn vô cùng tiểu tâm mới được. Nhổ xuống tới là được, không chú ý nhiều như vậy, hảo đi, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá, Tô Tiểu Noãn đem tay áo cuốn cuốn, đôi tay ôm lấy một cây thảo, đột nhiên dùng một chút lực, thảo đã bị nhổ xuống tới, đem thảo bắt được trước mắt, Tô Tiểu Noãn mới phát hiện nó cùng cỏ dại thật sự không giống nhau, này trên lá cây cư nhiên có nhợt nhạt hoa văn, không biết mặt trên vẽ chính là thứ gì, nhưng cho người ta một loại thực huyền diệu cảm giác, ở dưới ánh mặt trời, thảo diệp bên cạnh còn phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím, không nhìn kỹ còn nhìn không tới đâu. Tô Tiểu Noãn lúc này mới tin tưởng nó thật là linh thảo, nàng lại ngồi xổm xuống thân mình, đem trên mặt đất năm cây thảo toàn hái được xuống dưới, làm hệ thống giúp nàng phóng, có này đó linh thảo, lại tìm được nước sơn tiền liền có thể luyện chế thấp nhất cấp linh, thủy nếu có thể lại tìm được một loại cấp thấp linh vật là có thể luyện chế linh đan, giúp người đề cao tu vi, tô tiểu noãn phía trước từ nó trong miệng nghe thấy cái này từ liền không quá lý giải, lần này nhịn không được hỏi ra tới, tu vi, là cùng loại với pháp lực đồ vật sao, ách, có thể như vậy lý giải đi, bánh bao thì thấy tô tiểu noãn vội xong rồi, đem mặt sói thò lại gần cùng cùng nàng ống quần, tỏ vẻ nó đói bụng, đi thôi, chúng ta đi đi san, Tô Tiểu Noãn giữa chưa chỉ uống lên chút nước canh, đi rồi một ngày đường, nàng cũng đói là bánh bao thịt được lệnh, nháy mắt như mũi tên rời dây cung nhanh chóng chạy đi rồi, Tô Tiểu Noãn còn ở bùn đất thượng, chạy không mau, chỉ có thể vụng về mà đi theo nó mặt sau, người từ từ ta a, à, bánh bao thịt chờ Tô Tiểu Noãn thật vất vả đi ra bùn đất, đem giày bên ngoài chói buộc đều rỡ xuống, nàng đã nhìn không tới bánh bao thịt bóng dáng, chỉ có thể dọc theo nó rời đi phương hướng đuổi theo, chạy 15 phút, Tô Tiểu Noãn chạy bất động, tay chống đầu gối thở hồn hển sẽ khí, ngồi dậy chậm rãi đi phía trước đi, đột nhiên, nàng sườn phía trước truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh, Tô Tiểu Noãn tìm cái sạch sẽ thân cây dựa vào, thăm dò đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy bánh bao thịt trong miệng cắn một con phì con thỏ, hướng nàng sờ tại chạy tới chương 16 chảo gà rừng, này vẫn là tô tiểu noãn lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy con thỏ, nhìn ra đến có 10 tới cân trọng, cơ hồ đem bánh bao thịt tiểu thân thể đều cấp chặn, chờ bánh bao thịt chạy đến nàng trước mặt ném xuống con thỏ, tô tiểu noãn gấp không chờ nổi mà vươn hai tay đem kia con thỏ nhắc tới tới ước lượng, thật đúng là đủ phí. Tô Tiểu Noãn cảm thán nói, nàng buông con thỏ, sủng nịch mà xoa xoa bánh bao thịt đầu, bánh bao thịt thật lợi hại, một hồi ta cho ngươi nướng con thỏ ăn, này chỉ thỏ hoang trên cổ có đạo thương khẩu, phòng chừng là bánh bao thịt cấp cán, bánh bao thịt được khích lệ, vui sướng mà vòng quanh Tô Tiểu Noãn xoay vòng vòng, Tô Tiểu Noãn sẽ không nướng con thỏ, nhưng là hệ thống sẽ, vừa rồi nàng dùng ý thức hỏi qua, hệ thống nói có thể chỉ đạo nàng nướng, đầu tiên đến tìm cái dòng suối nhỏ gì đó đó đem con thỏ rửa sạch một chút Tô Tiểu noãn vận khí phi thường hảo, đi chưa được mấy bước liền nghe được dốc rách nước chảy thanh, nàng theo thanh âm tìm đi, trước mắt xuất hiện một cái thanh chỉ thấy đáy dòng suối nhỏ, suối nước chảy qua từng khối mượt mà cục đá, phát ra lệnh người vui vẻ thoải mái len keng thanh, nàng ở bên dòng suối nhặt một cái tương đối sắc bén thạch phiến, dựa theo hệ thống nói phương pháp, cấp con thỏ lột ra rửa sạch sẽ, bánh bao thịt đã mau đói là Tô Tiểu noãn liền trước xé xuống tới một cái trước chân, làm nó ăn trước lót lót bụng, người trước dùng nhánh cây trói ra tới hai cái tiểu cái giá, lại đem con thỏ dùng một cây thon dài nhánh cây mặc vào tới, đặt tại trên giá nướng là được, hệ thống kiến thức rộng rãi, xử lý như thế nào con thỏ, như thế nào nhóm lửa thịt nướng nó đều rõ ràng, tô tiểu noãn dựa theo nó nói, đem con thỏ đặt tại hỏa thượng nướng, thường thường phiên động một chút trường nhánh cây, làm cho con thỏ thịt nướng đến đều đều thực mau nồng đậm mùi thịt từ trên giá phát ra tô tiểu noãn nhắm mắt lại hít sâu một hơi này thịt nướng cái gì gia vị cũng chưa phóng chỉ có độc thuộc về thịt mùi hương đặt ở kiếp trước khẳng định là không ai nguyện ý ăn nhưng tô tiểu noãn từ đi vào nơi này lúc sau liền ăn đốn cơm no đều là xa xỉ càng đừng nói ăn thượng thịt hơn nữa nàng thân thể này thiếu hụt lợi hại đối thịt khát vọng so người bình thường mãnh liệt đến nhiều thịt thỏ mới vừa một nướng hảo tô tiểu noãn liền đem con thỏ hai điều phì nộn chân sau cát xuống dưới một cái cấp bánh bao thịt một cái chính mình ôm gặm lên hô hô hảo năng tô tiểu noãn nhặt phiến sạch sẽ lá cây bao ở con thỏ chân để tránh năng tới tay thịt thỏ phì nộn một ngụm đi xuống trong miệng tất cả đều là mãn đương đương mùi thịt tô tiểu noãn bên miệng thực mau liền lây dính thượng một vòng lượng lượng dầu mỡ bánh bao thịt ghé vào thỏ trên đùi, từng ngụm từng ngụm mà gặm thịt ăn, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cọc thanh. Một lát sau, một người một lang giải quyết rớt toàn bộ phì con thỏ, nằm ở sạch sẽ mềm mại trên cỏ, vuốt chính mình tròn vo bụng nghỉ ngơi. Xa xa mà nhìn lại, hai người động tác thần thái đều thực tương tự, thoạt nhìn thập phần có ái bánh bao thịt ngươi có thể bắt được sống con mồi sao tô tiểu noãn chuyển hướng nó lười biếng hỏi nếu bánh bao thịt có thể bắt được sống kia các nàng liền có thể ở trong nhà dưỡng gà rừng về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến gà rừng trứng bánh bao thịt phát ra một tiếng ngắn ngủi ngẩng cao tiếng kêu thanh âm kia trung tràn ngập kiêu ngạo phảng phất đang nói làm tô tiểu noãn không cần xem thường nó khi một hồi chúng ta cùng đi chảo mấy chỉ gà rừng dưỡng ở trong nhà tô tiểu noãn hít mắt đắm chìm trong ấm áp dưới ánh mặt trời chỉ chốc lát liền nhắm mắt lại đã ngủ ngủ phía trước nàng còn nghĩ đợi lát nữa muốn nhiều ở trên núi thải một ít rau dại trở về uy gà núi rừng gian mọi thanh âm đều im lặng chỉ còn lại có mềm nhẹ tiếng gió hòa nhã nhĩ nước chảy thanh một trận thanh phong phất quá tô tiểu noãn từ từ chuyển tỉnh nàng từ trên mặt đất bò dậy duỗi cái đại lười eo đốn giác thần thanh khí sảng, bánh bao thịt đã sớm tỉnh, lúc này đang ở bên dòng suối nhỏ chơi thủy đâu, đi rồi, bánh bao thịt, chảo gà rừng đi, tô tiểu noãn nâng lên một phủng thủy rửa rửa mát, mát lạnh cảm giác nháy mắt chảy về phía toàn thân, thật là sảng khoái, bánh bao thịt ngao ô, một tiếng, ném bốn điều chân ngắn nhỏ chạy đi ra ngoài, nó đối con mồi có trời sinh trực giác, biết ở nơi nào có thể tìm được gà rừng, chủ động ở phía trước dẫn đường, tô tiểu noãn chạy vội theo sau, nàng mới vừa ăn cơm no lại ngủ một hồi, hiện tại toàn thân đều có dùng không hết sức lực, bánh bao thịt hướng một phương hướng chạy ước chừng có 15 phút, nó lỗ tai giật giật, tốc độ đột nhiên hàng xuống dưới, từ chạy biến thành chậm rãi đi, tô tiểu noãn cũng phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận mà chọn không có khô khốc lá cây mặt đất đi, tận lực không phát ra tiếng vang, thực mau, nàng liền thấy được một cái dấu ở cây cối, dùng các loại nhánh cây đáp thành gà rừng oa, trong ổ có năm sáu cái trứng gà, bên cạnh nằm một con nhắm lại mí mắt xám xịt gà mái, bánh bao thịt một cái mãnh phát, ở gà mái né tránh phía trước, liền đem nó phát cục ở trên mặt đất, ha ha ha, gà mái xoắn mập mạp thân mình điên cuồng dẫy rụa, lông gà bay đầy trời, một trận gà phi lang nhảy lúc sau, bánh bao thịt rốt cuộc hoàn toàn áp chế gà mái. Tô Tiểu Noãn chạy nhanh lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt dây đằng, nhắc tới gà mái chân đem nó vững chắc mà trói lên, trong ổ trứng gà bị nàng trực tiếp thu vào trong rổ, ở bánh bao thịt dưới sự trợ giúp, Tô Tiểu Noãn lần này lên núi hành trình có thể nói là thắng lợi trở về trở về thời điểm, nàng một tay dẫn theo bốn con buộc tốt gà rừng, một tay vác cái tiểu rổ, tiểu trong rổ mặt mãn đương đương đều là gà rừng trứng cùng rau dại, cơ hồ muốn trồng chất đến tràn ra tới, tô tiểu noãn đem vạt áo liêu lên, trói thành một cái túi hình dạng, ở bên trong chứa đầy nấm, vì không làm cho người khác chú ý, nàng cố ý chờ đến thiên sát đen mới xuống núi, bạch thị đợi lâu chờ không tới tô tiểu noãn về nhà, cùng tô tiểu hân tô tiểu tình cùng nhau đứng ở sân cửa, lo lắng lắng về phía phía tây nhìn ra xa, nương, nhị muội muội như thế nào còn không trở lại a, à, không phải là xảy ra chuyện gì đi, Tô Tiểu Hân dậm dậm chân, sốt ruột mà tại chỗ đảo quanh, đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mát, Bạch thị cũng lo lắng không thôi, trong lòng hối hận như thế nào liền đáp ứng làm Tô Tiểu noãn lên núi đâu, kia nhà đầu bệnh nặng mới khỏi, hẳn là ở trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng mới là sẽ không, noãn nha đầu một hồi liền đã trở lại, bạch thị những lời này là đang an ủi tô tiểu hân, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình, tô tiểu tình mới 7 tuổi, nhất dễ dàng miên man suy nghĩ thời điểm, đặc biệt là từ nhỏ quá đều là khổ nhật tử, làm nàng so giống nhau hài tử còn muốn không có cảm giác an toàn, vừa thấy nhị tỷ đã trễ thế này còn không trở lại, mẫu thân cùng đại tỷ còn thực lo lắng, tô tiểu tình trong lòng biết sự tình không ổn, miệng phiết phiết liền khóc lên, nương, đại tỷ nhị tỷ đi đâu ta muốn nhị tỷ trở về ta muốn nhị tỷ trở về tô tiểu tình nghĩ tới mấy ngày trước đây tô tiểu noãn nằm ở trên giường đất sinh tử không biết bộ dáng sợ tới mức gào khóc sợ về sau sẽ không còn được gặp lại nhị tỷ tô tiểu tình còn không quá có thể lý giải tử vong là có ý tứ gì chỉ biết kia ý nghĩa phân biệt Nàng tưởng tượng đến về sau sẽ không còn được gặp lại Tô Tiểu, noãn, trong lòng chua xót cùng khó chịu như thế nào cũng ngăn không được. Tô Tiểu noãn còn không có về đến nhà, liền nghe được tiểu muội tiếng khóc, nàng trong lòng sốt ruột không thôi, chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng trong nhà chạy, nương, tiểu muội sao khóc? ai khi dễ nàng, nghe được tô tiểu noãn thanh âm, tô tiểu tình nhất thời rừng khóc thút thít, bạch thị cùng tô tiểu hân cũng kinh hỉ mà nhìn lại đây, chờ nhìn đến tô tiểu noãn trên người quải đồ vật lúc sau, một lớn hai nhỏ đều sững sờ ở tại chỗ, lời nói đều cũng không nói ra được. Chương 17 dưỡng gà, ấm, noãn nhà đầu, nhiều như vậy gà rừng ngươi là từ đâu ra, cuối cùng vẫn là bạch thị trước hết phản ứng lại đây, nàng liếc mắt một cái liền thấy được tô tiểu noãn trong tay dẫn theo một chuỗi gà rừng, lắp bắp hỏi, tô tiểu noãn một tay dẫn theo gà rừng, một tay kia cầm rổ, còn phải chiếu cố trước người dùng quần áo làm túi, đã sớm mệt muốn chết rồi, nương, người trước làm ta đi vào uống miếng nước, chậm rãi cùng ngươi nói, tô tiểu noãn dùng cánh tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh bạch thị, làm nũng nói. Nói, Bạch thị chạy nhanh đem tô tiểu noãn trong tay gà rừng nhận lấy, tô tiểu hân cũng vội thế tô tiểu noãn cầm rổ, rổ vừa vào tay, tô tiểu hân liền phát giác không thích hợp, nàng nghi hoặc mà nói, gì, này một rổ rau dại như thế nào như vậy trọng chẳng lẽ ngươi đem thổ cũng bào xuống dưới tô tiểu noãn đem gà rừng trứng đều giấu ở rau dại phía dưới cho nên tô tiểu hân mới không có nhìn đến nàng cho rằng này một rổ đều là rau dại đại tỷ ngươi cho rằng ngươi muội từ ngốc a à? tô tiểu noãn cười trêu ghẹo nói nàng giữ chặt bị dọa ngốc tô tiểu tình tay một nhà bốn người cười nói trở về đông phòng vào nhà lúc sau tô tiểu noãn đốt sáng lên trong nhà đèn dầu đem dùng vạt áo trang nấm đều ngã xuống trên bàn lại vỗ Vỗ, vỗ trên quần áo thổ đem quần áo khôi phục nguyên trạng noãn nhà đầu không đều nói chúng ta sau núi thượng đồ vật đều thải xong rồi sao người nào thải tới nhiều như vậy nấm vừa rồi trời tối lại cách khá xa bạch thị không phát hiện tô tiểu noãn vạt áo trước còn trang đồ vật cái này đột nhiên nhìn đến một bàn nấm trong lòng kinh ngạc không thể so vừa rồi thiếu tô tiểu noãn sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác nàng đem công lao đều đẩy cho bánh bao thịt nương bánh bao thịt thật sự là quá lợi hại a à, bạch thị trong lúc nhất thời không đuổi kịp nàng lời nói ta chiều nay tiến sơn bánh bao thịt liền mang theo ta hướng một phương hướng đi sau đó ta liền tìm tới rồi một đống lớn nấm rau dại tô tiểu noãn uống lên nước miếng tiếp tục khoa tay múa chân nói bánh bao thịt còn sẽ chảo gà rừng nó tùy tiện một phát liền đem gà rừng ngăn chặn không động đậy nổi ta chạy nhanh lấy cây mây đem gà cấp bó đã trở lại bạch thị bị tô tiểu noãn một hồi liền nói mang khoa tay múa chân cấp hù đến sửng sốt sửng sốt nàng hoài nghi mà nhìn về phía nho nhỏ bánh bao thịt có chút không tin nói như vậy tiểu nhân cậu cũng có thể chảo gà rừng nếu là trong nhà dưỡng gà cậu có thể bắt lấy nàng tin nhưng đây là trên núi gà rừng nóng này có thể bay đến lão cao nhánh cây thượng cậu sao có thể chảo được đến hơn nữa gà rừng giấu ở trong núi giống nhau thợ săn đều không nhất định có thể tìm được ổ gà bánh bao thịt là như thế nào tìm được bánh bao thịt so mặt khác mũi chó hảo sử vừa nghe là có thể ngửi được ổ gà ở đâu tô tiểu noãn lay khai rổ mặt trên cái một tầng rau dại lộ ra phía dưới một loạt tròn vo trứng gà này đó trứng gà chính là ở ổ gà nhặt đứa oa thật nhiều trứng gà thật tốt quá tô tiểu tình vừa thấy đến trứng gà liền hai mắt tỏa ánh sáng nàng thật cẩn thận mà lấy lấy ra một viên trứng gà, dùng đôi tay phủng ở trước mắt, ôm trứng gà nhìn tới nhìn lui, giống như hận không thể đem trứng gà sinh nuốt vào. Tô tiểu noãn trong lòng dâng lên một tia đau lòng chua xót, thực mau liền đè ép đi xuống, nhị muội chúng ta đều quá coi thường này chỉ cẩu, nó so lâm thợ săn ra cẩu còn lợi hại. Tô tiểu hân một sửa đối bánh bao thịt lãnh đạm, nhìn về phía nó ánh mắt nhiệt tình vô cùng, tựa như bánh bao thịt không phải một con cẩu, mà là trắng bóng bạc bánh bao thịt bị ánh mắt của nàng xem đến phát mau, hướng tô tiểu noãn phía sau né tránh, bạch thị nhìn đến trong rổ trứng gà, cũng không hề dối rắm với vừa rồi vấn đề, nàng kích động mà nói, này bốn con gà bắt được trấn trên đi bán, một con có thể bán cái 40 văn, một cái trứng gà cũng có thể bán tam văn tiền, ngày mai nương liền đi trấn trên đem chúng nó bán, vừa nghe trứng gà cùng gà rừng đều phải bán đi, tô tiểu tình khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, nhẹ nhàng cắn một môi dưới, đầy mặt không bỏ được, nương, chúng ta liền đem này mấy chỉ gà dưỡng ở trong nhà đi, có bánh bao thịt ở, về sau lại đi chảo mấy chỉ gà rừng đi bán cũng không muộn, tô tiểu noãn biết người trong thôn dưỡng gà đều là vì lấy trứng gà bán tiền, không mấy cái bỏ được đem trứng gà ăn, nhưng các nàng nương mấy cái trước kia quá đến quá khổ, cần thiết đến ăn nhiều trứng gà bổ bổ thân mình mới được hơn nữa chúng ta nếu là đột nhiên lấy gà rừng đi chấn trên bán, vạn nhất bị người hoài nghi làm sao bây giờ, cũng không thể để cho người khác biết nhà ta bánh bao thịt lợi hại như vậy, Tô Tiểu Noãn kỳ thật là lo lắng, sẽ có người cho rằng các nàng ra gà rừng là lâm thợ săn cấp, bạch bạch bôi đen mẫu thân thanh danh, Bạch Thị nghĩ nghĩ, dưỡng gà cũng không uổng sự, mỗi ngày uy điểm cỏ dại rau dại là được trong nhà hiện tại không tính thực thiếu bạc, không bằng trước dưỡng gà, còn có thể mỗi ngày đến mấy cái trứng gà, hơn nữa về sau thiếu bạc cũng có thể đem gà bán đi, hành, vậy trước không bán gà, ngày mai nương đem trứng gà bắt được trấn trên bán, trong rổ ước chừng có hơn 20 cái trứng gà, bạch thị tính toán bán một nửa, lại cấp vương đại tàu tử đưa một nửa, lần trước vương đại tàu tử đưa tới trứng gà còn có vài cái đâu, đủ trong nhà mấy cái nha đầu ăn, hơn nữa lại quá mấy ngày gà là có thể đẻ trứng, Đến lúc đó, trong nhà sẽ có càng nhiều trứng gà, ta trước đem gà dưỡng tây phòng đi, dù sao cũng không ai chủ, trong nhà chỉ có cái rách nát rào che tường vây, nếu là đem gà dưỡng ở trong sân, không chỉ có đến cấp gà đáp cái oa, còn phải đề phòng gà bị trong thôn những người khác trộm, còn không bằng trực tiếp dưỡng ở tây phòng, làm cho sạch sẽ chút liền sẽ không có hương vị, ta đây đem gà dắt qua đi buộc. Tô Tiểu Hân xung phong nhận việc, túm một chuỗi gà rừng đi tây phòng, nàng buông ra gà rừng hai chân thượng dây đằng, chỉ trói chặt một chân, một khác đầu đều buộc ở song cửa sổ thượng, liền không cần lo lắng chúng nó sẽ bay ra đi. Lúc sau, Tô Tiểu Hân lại đem cửa phòng từ bên ngoài đóng lại, phòng ngừa bánh bao thịt lưu đi vào ăn gà, bạch thị khẩy khẩy Tô Tiểu noãn ngã vào trên bàn nấm, nhặt ra tới mấy cái có độc, đối với các nàng tỉ muội ba cái nói, này đó đều là không thể ăn, các người người ba cái nhất định phải nhớ cho kỹ, ân, chúng ta đều nhớ kỹ, bận việc một ngày, chạy nhanh lên giường ngủ đi, ngày mai nương cho các ngươi nấu hảo trứng gà, lại đi chấn trên mua đồ vật, bạch thị sờ sờ tô tiểu noãn đầu, ôn nhu mà nói, tô tiểu tình đôi mắt sáng lấp lánh, hy vọng ngày mai sớm một chút đã đến, nương, ngày mai ta cũng tưởng đi theo ngươi chấn trên, tô tiểu noãn ôm bạch thị cánh tay quơ quơ, tưởng thừa dịp đi chấn trên cơ hội, nhìn xem có thể hay không tìm được kiếm tiền biện pháp. Kiếp trước xem trong tiểu thuyết, vai chính đều là ở chấn trên phát hiện kiếm tiền biện pháp. Bạch thị gật gật đầu, hảo, vậy ngươi nhưng đến sớm một chút khởi, tô tiểu hân vốn định đi chấn trên tiếp theo sống, nhưng nàng nếu cũng đi chấn trên, tiểu muội liền không ai nhìn, cho nên nàng chỉ có thể lần sau lại đi, hân nhà đầu, ngày mai nương thế ngươi đi theo phường hỏi một chút, xem có hay không thích hợp việc, bạch thị chú ý tới tô tiểu hân muốn nói lại thôi, biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mở miệng nói. Tô Tiểu Hân vội gật đầu đồng ý, nàng tưởng sớm một chút tránh bạc, giúp mẫu thân chia sẻ, hoài đối đi chấn trên chờ mong, Tô Tiểu noãn ngọt ngào đã ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có hoàn toàn phóng lượng bạch thị đã kêu tỉnh Tô Tiểu, noãn, Tô Tiểu noãn mơ mơ màng màng mà mặc xong quần áo, rửa mặt liền đi theo bạch thị đi thôn đầu, chương 18 yến công tử, bạch thị ở trong nhà trước tiên nấu hảo ba cái trứng gà, Tô Tiểu noãn nói cái gì cũng không chịu ăn, chỉ lấy nửa khối bắp bánh bột ngô gạm, trong nhà chỉ có tô tiểu hân cùng tô tiểu tình ở, tô tiểu noãn không yên tâm, liền phân phó bánh bao thịt ở nhà hảo hảo bảo hộ các nàng, ở nàng cùng nương từ chấn trên trở về phía trước đều không được rời đi, người trong thôn thói quen đều là sáng sớm liền đi chấn trên, ăn giữa trưa cơm phía trước trở về, bởi vì ở chấn trên ăn cơm phải bỏ tiền, cho nên ngày thường đều sẽ sớm mà trở về, đánh xe người kêu nghiêu lão hán, là cái người thành thật, hắn nhìn đến ở trong thôn thanh danh không tốt lắm Bạch Thị cũng không nói thêm gì, ngược lại là đã ở xe bò ngồi một cái béo nông phụ, liếc mắt Bạch Thị cùng Tô Tiểu Noãn, thấp giọng lầm bầm một câu, đều bị người hưu còn có mặt mũi ra cửa, Bạch Thị biểu tình cứng đờ, nhưng rốt cuộc là không nói gì thêm, Tô Tiểu Noãn lại nuốt không dưới khẩu khí này, nàng chào phúng nói, nào đó người đều có mặt ra cửa, ta nương dựa vào cái gì không thể ra cửa, ngươi béo nông phụ không nghĩ tới tô tiểu noãn dám cùng nàng tranh luận, theo bản năng còn tưởng hồi vài câu, lại bị bên người người kéo lại, người bớt tranh cãi đi. Giữ chặt béo nông phụ người thấp giọng khuyên nhủ, bạch muội tử nhật tử đều mau quá không nổi nữa, ngươi còn tịnh nói này đó chọc nhân tâm oa tử nói, béo nông phụ tự biết đuối lý, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa kỳ thật nàng cũng không phải thật sự ý xấu, chính là lắm mồm điểm, ái nghị luận người khác thị phi, tô tiểu noãn thấy nàng ngừng chiến, tự nhiên sẽ không lại nhằm vào nàng, cùng mẫu thân tìm cái bên cạnh vị trí ngồi xuống, chờ đến sắc trời không sai biệt lắm toàn lượng, nhiều lão hán mới chậm gì gì mà khua xe bò xuất phát trên đường đều là gồ ghề lồi lõm thổ địa tả một cái hố hữu một cái hố sóc này không thôi bạch thị tiểu tâm mà che chở trong lòng ngực trứng gà sợ bị sóc nát tô tiểu noãn còn lại là ôm chính mình bụng sợ bị sóc phun ra đi rồi một canh giờ xe bò mới rốt cuộc đi tới trấn trên thôn dân từ trên xe bò xuống dưới một người cho nghiêu lão hán hai cái tiền đồng liền từng người đi trấn trên vội chính mình sự tình bạch thị cũng đi xuống tới ngượng ngùng mà đối nghiêu lão hán nói nghiêu thốt, ta trên người không mang tiền đồng, chờ đợi sẽ đi chấn trên đem trứng gà bán, trở về thời điểm cùng nhau cho ngươi biết không? Bạch thị trên người chỉ có một ít bạc vụn, liền tính cho nghiêu lão hán, nghiêu lão hán cũng không có tiền lẻ, nghiêu lão hán nhíu nhíu mày, cho rằng bạch thị chỉ là tưởng chiếm tiện nghi quyệt nợ, trong lòng có chút sinh khí. Nhưng nghĩ đến Bạch Thị Nhật Tử quá đến khổ, cuối cùng vẫn là đồng ý, Bạch Thị cảm kích mà cùng hắn nói lời cảm tạ, lôi kéo tô tiểu noãn đi chợ phía đông bán trứng gà, các nàng lấy ra tới mười mấy gà rừng trứng cái đầu đại, giá cả cũng công đạo, thực mau liền toàn bộ bán đi, tổng cộng được 39 văn tiền, lúc sau, Bạch Thị lại mang theo tô tiểu noãn đi chấn trên lớn nhất theo phương, cũng là tô tiểu hân ngày xưa tiếp theo sống thường đi địa phương, các nàng đi vào theo phường thời điểm, theo phường tiểu nhị nhìn đến các nàng trên người quần áo đều là mụn vá trong lòng biết các nàng khẳng định mua không nổi vài vóc quần áo, cho nên liền không có người tiến lên chiêu đãi các nàng, cũng may cũng không có tiểu nhị kêu căng ngạo mạn mà ra tới đem các nàng đuổi đi, cái này làm cho tô tiểu noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch thị hai tay câu nệ mà nắm ở bên nhau, đi đến một cái thoạt nhìn như là quản sự trung niên nữ nhân trước mặt, nhỏ giọng nói, nữ nhi của ta là thường xuyên ở các ngươi theo phường tiếp sống tô tiểu hân, nàng hôm nay có việc không có tới chấn trên, ta tới thế nàng hỏi một chút có hay không thích hợp theo sống ngươi là tô tiểu hân nương a à? Nữ quản sự nhận thức Tô Tiểu hơn, đối nàng theo sống cũng thực vừa lòng, đối bạch thị thái độ thân thiện rất nhiều, nhà ngươi nhà đầu làm việc cẩn thận, theo công cũng hảo, ta này vừa lúc có cái sống, đang lo tìm không thấy nhanh nhẹ người tiếp đâu. Nữ quản sự phân phó một cái nhà đầu mang tới một cái tiểu tay nải, nàng đem tay nải mở ra, bên trong phóng chính là một chồng hình tròn quạt tròn cùng một bọc nhỏ kim chỉ, chẳng qua quạt tròn thượng trống rỗng, không có đồ án, này bộ quạt tròn là chấn trên một cái tiểu thư dự định, yêu cầu mỗi cái quạt tròn thượng hoa đều không thể trọng dạng, cũng không thể cùng người khác giống nhau, cần thiết đến nửa tháng trong vòng hoàn thành, làm tốt lắm cấp 500 văn bạc, nếu là làm tiểu thư cao hứng, còn có thể có không ít đánh thưởng đâu, quạt tròn tổng cộng có 10 mặt, nếu là trước tiên nghĩ kỹ rồi đồ án, không dùng được mấy ngày là có thể theo hảo, khó liền khó ở muốn chính mình tưởng bản vẽ, còn phải là không trùng lập bất lão bộ, bạch thị biết nhà mình nữ nhi theo công xuất sắc. Theo cái quạt tròn khẳng định không nói chơi, vì thế liền thanh toán nửa lượng bạc tiền thế chấp, đem trang quạt tròn tiểu tay nải cầm trở về, tô tiểu noãn ở theo phường nhìn một vòng, cũng không có thể nghĩ đến cái gì kiếm tiền phương pháp, nàng giàu dĩ mà nói, nương, chúng ta đi mua chút gạo và mì đi, hảo, người vương thẩm đưa tới bột ngô mau ăn xong rồi, lần này vừa lúc đi mua một ít, bạch thị tính toán, đợi lát nữa muốn mua chút cái gì, tổng cộng yêu cầu nhiều ít bạc hai người đi ngang qua một nhà thư phô tô tiểu noãn bị bên trong náo nhiệt tình cảnh cấp hấp dẫn ở nương ngươi tại đây chờ ta một hồi ta vào xem thư phô thập phần náo nhiệt tựa hồ mọi người đều ở tranh nhau đoạt một quyển sách tô tiểu noãn tâm sinh tò mò đối bạch thị nói thư phô cùng gạo và mì cửa hàng ly đến không xa bạch thị liền không có cự tuyệt nàng duỗi tay chỉ chỉ phía trước gạo và mì cửa hàng nương đi trước mua gạo và mì lấy lòng lại đây tìm ngươi ngươi đừng chạy loạn là được ân ta đã biết Tô Tiểu Noãn đi theo mọi người cùng nhau vào thư phô, thư phô trưởng quầy đứng ở mọi người trước mặt, dơ lên đôi tay cao giọng hô, đại gia trước yên lặng một chút, Yến công tử mới nhất ra kịch bản tổng cộng có trăm bồn, giá vẫn là bộ dáng cũ, hai lượng bạc một quyển, tới trước thì được, không mua được chỉ có thể chờ lần sau, nghe thấy cái này giá cả, Tô Tiểu Noãn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới một quyển sách cư nhiên liền phải bán hai lượng bạc. Phải biết rằng một cái tráng lao động đi thủ công, một ngày cũng liền 20 văn tiền, tính xuống dưới muốn làm 3-4 tháng mới có thể tránh đến hai lượng bạc bất quá ở đây người nhìn thấu liền không giống như là người nhà quê trong nhà hẳn là đều có chút nội tính nguyện ý hoa hai lượng bạc mua một quyển sách cũng không kỳ quái trưởng quầy phân phó gã sai vặt lấy tới một cái mở ra hộp gỗ hộp phóng tam bổn hơi mỏng thư còn có văn phòng tứ bảo một bộ lão quy củ ai trước hết trả lời ra yến công tử lưu lại vấn đề là có thể được đến yến công tử tam bổn sách mới cùng này bộ văn phòng tứ bảo đứng ở trong đám người tô tiểu noãn nỗ lực nhón chân muốn thấy rõ kia tam quyển sách phong bí, lại bị phía trước vóc dáng cao người chắn đến kín mít, cái gì cũng nhìn không tới. Lần này Yến công tử lưu lại vấn đề là dùng một câu thơ tới hình dung nguyên thư sinh cùng Nguyệt Linh cô nương cảm tình, trưởng quầy nói rơi xuống, phía dưới liền vang lên từng đợt nghị luận thanh, Tô tiểu noãn ngốc, nguyên thư sinh cùng Nguyệt Linh cô nương, đây là ai a? À? nàng căn bản không quen biết, dùng như thế nào thơ tới hình dung, nàng vốn định thử thời vận, nói không chừng có thể mông đối đâu, lại không nghĩ rằng Yến công tử đề vấn đề như vậy khó, xem ra nàng tưởng được đến khen thưởng là không có khả năng, bất quá tô tiểu noãn thực mau liền phát hiện, những người khác cư nhiên đều biết hai người kia, còn top 5 top 3 mà vây ở một chỗ thảo luận này hai người tình yêu, chương 19 chấn trên mua đồ vật, từ những người khác thảo luận trong tiếng biết được, Nguyên Thư Sinh cùng Nguyệt Linh. Linh cô nương là Yến công tử thượng một quyển kịch Nam Trung vai chính hai người một cái là nghèo khổ thư sinh một cái là Lưu Lạc Phong Trần Bần gia nữ tử cơ duyên xảo hợp dưới hiểu nhau yêu nhau nhưng bởi vì thân phận sai biệt Nguyên Thư sinh cùng Nguyệt Linh cô nương không thể không tách ra nhưng bọn hắn hai cái vẫn như cũ ái lẫn nhau cũng tin tưởng đối phương cũng không có thay lòng đổi dạ cuối cùng trải qua muôn vàn khó khăn đi qua mười mấy năm hai người mới rốt cuộc đi tới cùng nhau. Tô tiểu noãn chi lỗ tai nghe người khác thảo luận chậm rãi chảy vuốt ra câu chuyện này đại khái mạch lạc trong đó, Nguyên Thư Sinh cùng Nguyệt Linh cô nương không chỉ là tình nhân, càng là chi kỷ, bọn họ hai cái chi gian tín nhiệm cùng cho nhau lý giải là này chọn vở văn lớn nhất lượng điểm, chờ nghe được không sai biệt lắm, nàng đột nhiên nghĩ tới một đầu thơ, vừa lúc có thể sử dụng tới hình dung loại này cảm tính, thân vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông, tô tiểu noãn thanh thanh giọng nói, thanh thúy thanh âm ở một chúng phân loạn thảo luận thanh đặc biệt xông ra, nơi này là một cái hư cấu triều đại sẽ không có người biết này đó câu thơ bất quá tô tiểu noãn cũng không tưởng chẳng biết xấu hổ mà đem người khác thơ nói thành chính mình nàng chỉ tính toán dùng lúc này đây hảo đổi đến yến công tử kịch bản cùng văn phòng tứ bảo nếu nàng cũng có thể viết ra được hoan nghênh kịch bản chẳng phải là có thể tránh đến rất nhiều tiền đến lúc đó người nhà liền đều có thể ăn cơm no trụ tân phòng ở nàng ra tiếng sau thư phô đột nhiên an tĩnh xuống dưới mọi người đều không nghĩ tới làm thơ người là một nữ tử hơn nữa là một người quần áo mộc mạc ở nông thôn thiếu nữ bất quá mọi người cũng không có bởi vì nàng ăn mặc mà xem nhẹ nàng ngược lại cảm thấy nhà nàng bần lại còn nguyện ý tiêu tiền đọc sách loại này tinh thần thực lệnh người kính nể, trầm tĩnh một hồi qua đi, không biết có ai lớn tiếng hô một tiếng, hảo, đường hạ vang lên từng đợt vỗ tay, đều ở khen câu này thơ viết đến diệu, nếu vị cô nương này thơ được đến đại gia tán thành, kia tại hạ liền đem mấy thứ này đưa cho cô nương, trưởng quầy nhắm mắt lại cẩn thận phẩm vị một phen hai câu thơ này, càng nghĩ càng cảm thấy chuẩn xác, hắn tự mình cầm kia một hộp phần thưởng đưa cho Tô tiểu noãn, Tô tiểu noãn tiếp nhận phần thưởng, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật này đồng đầu thơ không phải ta viết là ta ở một quyển sách cũ thượng nhìn đến lúc ấy thực thích liền bối xuống dưới tô tiểu noãn thành thật lại lần nữa thắng được đại gia hảo cảm một cái yến công tử trung thực phen đứng ra nói yến công tử cũng không có yêu cầu cần thiết dùng chính mình làm thơ cho nên cái này khen thưởng vẫn là cô nương hơn nữa cô nương khiêm tốn thành khẩn thật là làm ta chờ bội phục không dám nhận tiểu nữ tử trong nhà còn có việc liền trước rời đi tô tiểu noãn cầm phần thưởng lúc sau liền tưởng chạy nhanh trốn đi rốt cuộc nàng một quyển yến công tử kịch nam cũng chưa xem qua vạn nhất đợi lát nữa lòi liền không xong nàng ôm hộp bước nhanh rời đi thư phô phía sau người đều bắt đầu tranh nhau mua sắm yến công tử sách mới hô Tô Tiểu Noãn từ thư phô ra tới, không ở bên ngoài nhìn đến mẫu thân thân ảnh, liền ôm hộp đi gạo và mì cửa hàng tìm nàng. Bạch Thị mới vừa cùng gạo và mì cửa hàng lão bản có kè mặc cả xong, cuối cùng mua 20 cân thô bột ngô, một cân 7 văn tiền, tổng cộng là 140 văn, gạo và mì cửa hàng lão bản còn tặng tam cân cao lương mạt. Gạo và mì cửa hàng còn có tốt nhất gạo, cùng tế bạch mạt, nhưng đều không phải các nàng ra hiện tại có thể ăn đến khởi ở tìm được kiếm tiền biện pháp phía trước, Tô Tiểu Noãn không dám giống kiếp trước xem qua xuyên qua trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau, trực tiếp mua tốt nhất gạo và mì, chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất một chút chính mình dạ dày. Tô Tiểu Noãn chủ động tiến lên, nhắc tới một túi 10 cân thô bột ngô, nhà đầu, ngươi cái hộp này là từ đâu ra, từ gạo và mì cửa hàng ra tới sau. Bạch Thị lúc này mới nhìn đến Tô Tiểu Noãn một cái tay khác dẫn theo hộp, nghi hoặc hỏi, ngạch ta vừa rồi đi thư phô, nơi đó trưởng quầy ra cái vấn đề, ta vừa khéo đoán chúng đáp án, hắn liền cho ta cái này. Tô Tiểu noãn đôi mắt xoay truyền, cấp ra một cái thật giả nửa nọ nửa kia trả lời, Bạch Thị gật gật đầu, cảm xúc có chút hạ xuống, nàng thở dài nói, vốn dĩ các ngươi ba cái khi còn nhỏ còn có thể đi theo cha ngươi tập viết, sau lại ngươi nãi nói cái gì cũng không đồng ý cho các ngươi tiếp tục học, ai, nếu là các ngươi đều có thể nhiều nhận điểm tự thì tốt rồi, đại đa số người trong thôn cái nhìn đều là, nữ oa oa nhận thức tự cũng vô dụng, tương lai còn không phải phải gả người, không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên sẽ chủ động làm các nàng tập viết, cái này làm cho Tô Tiểu Noãn thực kinh ngạc, chỉ là sau lại nàng cái kia nãi nãi lý thị, cả ngày đối với các nàng mấy cái mặt sưng mày xìa, không cho Tô Kiên Giáo các nàng tập viết, cảm thấy không bằng làm các nàng ba cái nhiều làm điểm sống, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng, không có việc gì, nương, ta nhận tự đủ dùng, Tô Tiểu Noãn từ trong trí nhớ biết được, nơi này tự cùng kiếp trước chữ phồn thể không sai biệt lắm, vừa lúc nàng trước kia bởi vì thật kỳ lạ Địa học quá chữ phồn thề ở chỗ này nàng cũng không phải là thất học bạch thị cho rằng tô tiểu noãn chỉ là đang an ủi chính mình rốt cuộc nàng đi theo tô kiên chỉ học được nửa năm có thể học được nhiều ít tự nàng ba cái nữ nhi đều ái tập viết đầu óc cũng thông minh không biết so nhiều ít nam oa tử đều cường đâu lão đại tô tiểu hân học hai ba năm tự nhưng thật ra còn hảo lão nhị tô tiểu noãn chỉ học được nửa năm tô tiểu tình càng thiếu chỉ học được một tháng bất quá lúc trước nếu không phải bạch thị kiên trì, các nàng ba cái liền biết chữ cơ hội đều sẽ không có, mẹ con hai cái tâm tư khác nhau, vừa lúc đi ngang qua một nhà tiệm tạp hóa, nơi này cũng sẽ bán một ít thô giáp chăn khăn trải giường, giá cả so theo phường tiện nghi rất nhiều, đương nhiên chất lượng cũng muốn càng kém một ít, nhà ta kia chăn mau không thể che lại, mua giường tân trở về đi, bạch thị đem trong tay bột ngô cùng cao lương mặt phóng tới cửa hàng cửa, làm tô tiểu noãn nhìn, nàng chính mình vào tiệm tạp hóa chọn chăn, tổng không thể các nàng bốn cái vẫn luôn tễ ở trên một cái giường đi, thiên nhiệt khẳng định chịu không nổi, tiệm tạp hóa trưởng quầy là một đám tử thấp bé trung niên nam nhân, nhìn đến bạch thị đi vào lập tức nhiệt tình mà tiếp đón đi lên, trưởng quầy, này giường chăn mỏng tử sao bán, bạch thị chọn một giường nhan sắc thâm tương đối nại dơ chăn, trưởng quầy cầm lấy chăn một góc cấp bạch thị triển lãm, đem chăn khen đến ba hoa trích chòe, người xem này nguyên liệu, lại rắn chắc lại đẹp, hiện tại cái này thiên cái vừa lốp, một giường chăn ta cũng không bán quý, 300 văn lấy đi, lại đưa một cái gối đầu một cái khăn trải giường. Bạch thị trong tay ước chừng có 8 lượng 900 văn tiền, nhưng là nàng còn phải lưu trữ tiền mua hai mẫu đất đâu. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là buông xuống trong tay chăn, đi bên cạnh chọn vải thô cùng bông, tính toán chính mình làm chăn, thô vải bông một con 200 văn, bông một cân 30 văn. Trưởng quầy nhìn ra dự tính của nàng, kịp thời ra tiếng nhắc nhở nói, chăn mỏng tử dùng 5 cân bông bông liền không sai biệt lắm, hậu điểm chăn đắc dụng 8 cân bông, tính xuống dưới một giường chăn cũng liền 200 văn nhiều một chút, so trực tiếp mua làm tốt chăn muốn tiện nghi một ít, cái này nguyên liệu mua một con, lại muốn 10 cân bông, có thể tiện nghi điểm không? Bạch thị tính toán làm hai giường tân chăn, bởi vì trong nhà cái kia cũ chăn thật sự là quá bẩn, tổng cộng 500 văn, không thể lại tiện nghi, ta cho ngươi đưa hai gối đầu đi, trưởng quầy lấy tới hai cái tân gối đầu, bên trong không bỏ thêm vào nhiều nhiều ít bông, hẳn là chuyên môn dùng để tiễn khách người, chương 20 viết kịch nam, thành Bạch Thị đào tiền, sắp ra cửa thời điểm lại mua một ít đồ ăn hạt giống đồ ăn mầm cùng, mặt khá thượng vàng hạ cám đồ vật, hoa 30 văn. Bạch Thị làm trưởng quầy đem đồ vật bao thành một cái đại tay nải đặt ở sọt, không bỏ xuống được liền dùng tay dẫn theo. Theo phường lấy tới cái kia tiểu tay nải đặt ở sọt trên cùng, phòng ngừa bị áp hỏng rồi. Lúc sau, mẹ con hai cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trên người còn khiêng sọt tay nải, đi nhiều lão hán đình xe bò địa phương, nhiều thúc, đây là ta cùng nhà nha đầu tám văn tiền, đợi lát nữa im hai còn ngồi ngươi xe trở về, bạch thị số ra tám đồng tiền, đưa cho nghiêu lão hán, nghiêu lão hán vốn tưởng rằng này tiền là thu không trở lại, không nghĩ tới bạch thị cư nhiên không phải tưởng quyệt nợ, hắn vội nhạc a à mà duỗi tay tiếp nhận, đối chính mình phía trước ý tưởng cảm thấy có chút hổ thẹn, mắt thấy mau đến ăn giữa trưa cơm thời gian, không ít thôn dân đều đi ra thị trấn, tô tiểu noãn cùng mẫu thân ở xe bò thượng đẳng không bao lâu, trên xe liền ngồi đầy người, nhiều lão hán thét to nghiêu hướng cục đá thôn đi, trở về lộ cũng dùng hơn một canh giờ, về đến nhà thời điểm, tô tiểu hân vừa lúc đem bắp bánh bột ngô nhiệt hảo, tô tiểu noãn đói đến trước ngực dán phía sau lưng, tùy tiện rửa rửa tay liền cầm lấy một cái bánh bột ngô ôm gạm, đói bụng một hồi, nàng hiện tại cũng không chê bắp bánh bột ngô cộm miệng, ăn đến ăn ngấu nghiến, người ăn từ từ, đừng nghẹn họng, tô tiểu hân vội cấp tô tiểu noãn đổ một chén nước, phóng tới nàng trước mặt cười

Bạch thị cũng đói là, bất quá nàng còn nhớ sọt theo sống, chạy nhanh lấy ra tới nhìn nhìn, xác nhận quạt tròn mặt không bị áp hư mới nhẹ nhàng thở ra, hân nhà đầu, nương cho ngươi tiếp cái sống, nói làm nửa tháng theo xong, đa dạng không thể trọng, cũng không thể cùng người khác giống nhau, làm tốt cấp 500 văn, bạch thị trực tiếp hợp với tay nải cùng nhau cho tô tiểu hân, tay nàng thô giáp, không thể trực tiếp chạm vào bên trong mặt quạt theo tuyến, bằng không sẽ quát hoa, tô tiểu hân yêu quý mà sờ sờ bóng loáng tinh tế quạt tròn mặt, còn có trong bao quần áo kia một đoàn tinh xảo các màu theo tuyến trong mắt tràn ngập vui sướng nàng là thiệt tình thích theo thùa chỉ là trong nhà mua không nổi hảo nguyên liệu hảo tuyến cho nên mỗi lần nhận được theo sống nàng đều thực vui vẻ bánh bao thì thấy tô tiểu noãn trở về, cọ cọ nàng ống quần, vèo, mà một chút chạy ra sân, hướng phía tây trên núi chạy tới, nó cũng đói là, chạy như điên đi trên núi tìm con mồi ăn, tô tiểu noãn một hơi đem một đại trương bắp bánh bột ngô đều ăn đi xuống, mới rốt cuộc không đói bụng, nương, nhị tỷ các ngươi xem, trong nhà gà hôm nay đẻ trứng, tô tiểu tình phủng bốn cái trứng gà đi ra, ở bạch thị cùng tô tiểu noãn trước mặt khoe ra, nàng đại đại đôi mắt sáng lấp lánh, liệt khai một ngụm tí tiểu bạch nha cười đến vui vẻ, thật tốt quá, các nàng ra hiện tại cũng có gà, các nàng cũng có thể ăn đến trứng gà, trước kia tô tiểu tình ở tô ra cũng muốn uy gà, chẳng qua liền căn lông gà đều ăn không được, trứng gà hoặc là vào đại bá một nhà bụng, hoặc là đã bị cầm đi bán đi, nàng cùng tỷ tỷ mẫu thân trước nay đều ăn không được. Tô Tiểu Noãn chiều mến mà xoa xoa Tô Tiểu Tình mềm mại đầu tóc, hứa hẹn nói, về sau nhà ta mỗi ngày đều có trứng gà ăn, không được, vẫn là bắt được trấn trên bán đi, trứng gà quá quý, Tô Tiểu Tình nghĩ đến trứng gà hương vị, đành phải nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn là hiểu chuyện nói muốn đem trứng gà bán đi, không thể chính mình lưu trữ ăn, không có việc gì, bánh bao thịt nhưng lợi hại, nó mỗi ngày đều có thể đi trên núi bắt được gà đâu, Tô Tiểu Noãn hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ nàng đem trong mắt ướt át bước lui tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh bạch thị trong lòng cũng ê ẩm nàng há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm liền tính lại khổ lại mệt cũng nhất định phải làm bọn nhỏ quá thượng hảo nhật tử tiểu muội trước đem trứng gà thả lại đi chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi bánh bột ngô đều lạnh Tô Tiểu Hân đem theo phẩm tiểu tâm mà đặt thỏa đáng, tiếp đón người một nhà ăn cơm, Tô Tiểu Tình nâng bốn cái trứng gà, nhẹ nhàng bỏ vào trong rổ, sáng sớm Bạch Thị nấu ba cái trứng gà, Tô Tiểu Hân cùng Tô Tiểu Noãn cũng chưa ăn, thưa tới rồi giữa trưa, Tô Tiểu Noãn là không yêu ăn bạch trứng luộc, Tô Tiểu Hân là không bỏ được ăn, ta bốn cái một người một nửa, ai cũng không được làm, Tô Tiểu Noãn đem trứng gà lột ra, từ trung gian bẻ ra, hướng mỗi người trong chén đều thả nửa viên, Tô Tiểu tiểu hân theo bản năng tưởng cầm chén trứng gà phóng tới muội muội trong chén tô tiểu noãn chớp chớp mắt nghịch ngợm nói ai làm ai phải ăn toàn bộ nghe xong lời này tô tiểu hân đành phải đem mới vừa kẹp lên tới trứng gà buông nương chúng ta về sau ăn trưng trứng xào trứng đi đừng ăn nấu tô tiểu noãn là thiệt tình không yêu ăn nấu trứng gà nàng dầm gì mà nói hảo hảo hảo, nương cho các ngươi đổi đa dạng làm, bạch thị là cái sủng hài tử, hiện tại trong nhà có trứng gà, nàng đương nhiên cũng tưởng cấp bọn nhỏ thay đổi khẩu vị, giữa trưa trừ bò bắp bánh bột ngô, còn có rau dại canh trứng, bốn người đều ăn đến no no, ăn cơm xong lược nghỉ ngơi sau khi, bạch thị liền đi trong viện đem đồ ăn hạt giống gieo, sau đó ở nhà chính trung gian quét tước ra một khối địa phương, trải lên sạch sẽ chiếu tử, ngồi ở mặt trên phùng chan, tô tiểu hân cũng ngồi ở nhà chính theo thùa, nàng chuyên tâm ở quạt tròn thượng theo ra từng đóa đẹp hoa tới, tô tiểu tình tuổi tác tiểu, ngồi không được, chạy đến trong viện cùng sân phụ cận đào con run cùng cỏ dại đi uy gà nàng hiện tại nhất bảo bối trong nhà bốn con gà liền chờ đem gà dưỡng đến phì phí hảo cho các nàng đẻ trứng ăn tô tiểu noãn không có gì sự làm ngồi ở mộc đôn thượng mở ra hôm nay được đến kia tam bổn yến công tử viết kịch nam nhìn lên qua loa mà lật xem vài tờ tô tiểu noãn đã bị bên trong chuyện xưa thật sâu hấp dẫn nàng vốn tưởng rằng sẽ là văn chứ chứ toan dụng răng chuyện xưa không nghĩ tới bên trong cơ hồ đều là thông tục dễ hiểu tiếng thông tục hơn nữa tình tiết lên xuống phập phồng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục một chút đều không theo cách cũ tuy rằng chỉnh quyển sách đều ở van xin hộ a à ái a à, nhưng mỗi người vật đều có máu có thịt xem kịch nam người có thể từ bọn họ trên người phát hiện cùng chính mình tương đồng địa phương tô tiểu noãn một hơi xem xong rồi tam chọn vở văn tự đáy lòng mà bội phục cái này yến công tử có thể đem chuyện xưa nói được tốt như vậy nàng từ lời cuối sách chung biết được yến công tử còn có một nhà nghe màu phương bên trong dưỡng vài chi khác gánh hát, chuyên môn diễn hắn viết kịch nam, những cái đó đặc biệt hỏa diễn mỗi chàng đều sẽ có mấy trăm thậm chí hơn một ngàn người quan, khán, sau khi xem xong còn có Yến công tử fan tranh đoạt kịch bàn, vì thỏa mãn các fan yêu cầu, Yến công tử thỉnh người sao chép rất nhiều chọn vở văn, chuyên môn đặt ở thư phô bán, đi xem diễn đại đa số đều là nông dân, nghe không hiểu những cái đó văn chú chú nói, cho nên Yến công tử cố ý siếc viết đến như vậy trắng ra, liền cùng ngày thường nói chuyện giống giống nhau, Tô Tiểu Noãn tự nhận hành văn thượng so bất quá Yến Công Tử, nhưng nàng yêu thế ở chỗ, nàng xem qua rất nhiều nơi này người không thấy quá thư, trong đầu có rất nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, nàng cấu tứ một cái phú thương gia tiểu thư, yêu giáo tư thục tú tài nghèo chuyện xưa, tú tài ở phú thương khai tư thục dạy học, thường xuyên qua lại nhận thức phú thương xinh đẹp nữ nhi, hai người ở hàng ngày ở chung chung tiệm sinh tình tố, cuối cùng dần dần đi tới cùng nhau, này đột nhiên vừa thấy là cái bạch phù mỹ yêu tiểu tử nghèo ý dâm chuyện xưa, nhưng tô tiểu noãn cũng không tưởng như vậy viết, nàng muốn đem dưới ngòi bút thư sinh viết thành một cái trọng tình trọng nghĩa, chính trực dũng cảm lại giàu có tài hoa người, phú thương chi nữ yêu thư sinh là thiệt tình bị hắn tài hoa cùng làm người hấp dẫn, mà không phải không hề lý do liền thích, đem toàn bộ chuyện xưa đại cương thuận một bên, tô tiểu noãn ma hảo mạc, đề bút liền bắt đầu viết, yến công tử kịch nam độ dài đều không dài, cũng liền ba bốn mươi trang bộ dáng tô tiểu noãn tính toán viết cái cùng loại chiều dài cũng may thư phô trưởng quầy cấp trang giấy rất nhiều đủ nàng viết hai bổn chuyện xưa tô tiểu noãn viết viết bỗng nhiên cảm giác được giống như có một đạo lãnh lệ băng hàn tầm mát ở đánh giá nàng ai nàng từ cửa sổ nhìn lại lại chỉ có thấy một cái say người mà đi cao lớn thân ảnh tấm lưng kia giống như có điểm quen thuộc tô tiểu noãn suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên phát hiện kia kia không phải nàng ngày hôm qua lên núi thời điểm Hố kia nam nhân sao, hắn như thế nào tìm được rồi nơi này, Tô tiểu noãn đốn rác một trận hãi hùng khiếp vía.